đây là loại thú tộc nào? Nhìn bản thể khổng lồ của Tiểu Long, ánh mắt Liên Bất Bại đột nhiên biến đổi, từng ánh mắt chung quanh cũng mang theo sự kinh ngạc, không có ai từng nhìn thấy thú tộc như vậy. Giống như rồng, thế nhưng khí tức trên người dường như bất kỳ long tộc nào có thể so sánh được với thú tộc này, khí tức này viễn siêu long tộc bình thường. Uy áp thật mạnh, tại sao ngay cả ta cũng bị áp chế? Ánh mắt Kim Viên ở trong đám người giống như thủy triều cũng run rẩy. Uy áp từ trong thân hình đầu cự long màu vàng có ngũ trảo kia tràn ra ảnh hưởng tới linh hồn và huyết mạch của hắn, khiến cho hắn có xúc động muốn phủ phục xuống. Mà loại uy áp này còn không nhằm vào hắn, nếu như nhằm vào hắn, sợ rằng hắn không có cách nào chống lại được, chỉ có thể phủ phục mà thôi. Nhìn thấy Tiểu Long hóa thành bản thể, Lục Lâm Thiên cũng yên tâm, Liên Bất Bại có tu vi tuyên cổ cảnh trung giai, tuy rằng cường hãn, thế nhưng bản thân Tiểu Long vốn đã có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai. Lục Lâm Thiên phỏng đoán, có lực miễn dịch với công kích linh hồn và vật chất, ít nhất Tiểu Long muốn tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề. Thân ảnh Lục Lâm Thiên vô thanh vô tức thối lui về phía xa, song trưởng trên thân hình cự hổ khổng lồ bắt đầu kết xuất từng đạo thủ ấn huyền ảo, không gian chung quanh có khí tức chấn động, khí tức này lan tràn ra chung quanh, bên trong còn có khí tức cổ xưa. Oanh! Cả sơn mạch U Cốc và không gian chung quanh lập tức run lên, năng lượng thiên địa bàng bạc bị kéo tới. Ánh mắt Liên Bất Bại bỗng nhiên nhìn về phía Lục Lâm Thiên ở xa xa, biến hóa quỷ dị trong thiên địa này tới từ thanh niên quỷ dị kia, loại biến hóa quỷ dị trong thiên địa này thậm chí còn khiến cho linh hồn hắn có chút bất an. Siêu! Loại bất an này khiến cho Liên Bất Bại không dám để cho Lục Lâm Thiên có thời gian, cũng không thể để cho đối phương sử dụng thủ đoạn gì, thân ảnh hắn nhanh như thiểm điện lao thẳng tới Lục Lâm Thiên. Đối thủ của ngươi là Tiểu Long Gia Gia. Chỉ là Liên Bất Bại đã nhanh. Nhanh giống như thuấn di, thế nhưng Tiểu Long còn nhanh hơn, thân hình mang theo hỏa diễm màu vàng ngang trời xuất hiện trước mặt, ngăn cản Liên Bất Bại. Nghiệt xúc đáng chết, ngươi cho rằng ta thực sự sợ ngươi sao? Liên Bất Bại phẫn nộ quát một tiếng, phất tay kết xuất một đạo thủ ấn huyền ảo. Đạo thủ ấn huyền ảo này được kết, cả không trung run lên, khí tức âm hàn cuồn cuộn, một thanh nhuyễn kiếm quỷ dị từ trong mi tâm hắn lướt ra, giống như mềm mại khôn cùng, cuối cùng quấn quanh thân hình. Giống như tạo thành một kiện khải giáp bằng kiếm bao phủ thân hình hắn vậy. Liên Bất Bại này không ngờ ngay cả Thiên Long Vạn Kiếm Giáp trong truyền thuyết cũng phải vận dụng. Nghe nói Thiên Long Vạn Kiếm Giáp chính là linh khí áo nghĩa linh hồn, cấp độ đỉnh phong, công thủ đều có, uy năng khủng bố. Dùng thực lực Liên Bất Bại tăng thêm Thiên Long Vạn Kiếm Giáp, quả thực càng thêm khó đối phó. Nhìn thấy động tác huyền ảo của Liên Bất Bại, trong không trung phía xa cũng có không ít người hiểu biết lập tức nhận ra. Liên Bất Bại đã vận dụng con át chủ bài cuối cùng để đối phó với hai thanh niên này rồi. Xoẹt! Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, toàn thân Liên Bất Bại được thanh nhuyễn kiếm này cuốn quanh, thân hình vô cùng huyền ảo bành trướng hóa thành vài trăm thước, vô cùng khổng lồ, không kém thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên chút nào. Trong khoảng thời gian ngắn toàn thân Liên Bất Bại được một kiện kiếm giáp màu trắng bao trùm, giống như do vô số kiếm quang tạo thành. 10 ngón tay hóa thành 10 mũi kiếm lạnh lẽo sắc bén. Toàn thân giống như do vô số trường kiếm tạo thành. Bí văn huyền ảo bắn ra quang mang chói mắt, nương theo uy thế mênh mông cuồn cuộn lan tràn, trong lúc mơ hồ mang theo tiếng long ngâm. Nghiệt xúc, ngày hôm nay trong các ngươi đừng ai mong chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta. Liên Bất Bại hét lớn một tiếng, năng lượng đáng sợ từ trong kiếm giáp chấn động, thân hình kiếm giáp lơ lửng trên bầu trời mang theo tiếng trầm đỡ upsilon, xê giống như tiếng sấm rền. Không gian chung quanh thân hình vặn vẹo. Năm ngón tay giống như năm thanh trường kiếm tràn ngập bí văn, lại giống như long chảo sắc bén xé rách không gian mang theo năm vết nứt không gian hung hăng đánh về phía Tiểu Long. Hừ! Đôi mắt rồng cực lớn của Tiểu Long trầm xuống, đồ án huyền vũ bằng bí văn toàn thân trong chớp mắt này giống như sống lại, càng thêm chói mắt. Năm thanh trường kiếm bằng bí văn ngưng tụ thành chảo ấn huyền ảo ầm ầm chộp vào trên đồ án huyền vũ bằng bí văn quanh thân hình Tiểu Long. Suy suy! Trên đồ án huyền vũ bằng bí văn vang lên hai tiếng suy suy quái dị, cả không gian trong nháy mắt này run rẩy, dưới đạo chảo ấn do năm thanh trường kiếm bằng bí văn ngưng tụ, từng đạo kính khí lạnh lẽo mà khủng bố nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh. Mà ngay khi vô số người hít sâu một ngụm khí lạnh vì Tiểu Long, dưới ánh mắt chờ đợi, lo lắng của mọi người, chỉ thấy đạo chảo ấn bằng trường kiếm của Liên Bất Bại bị đồ án huyền vũ bằng bí văn quanh thân Tiểu Long mạnh mẽ ngăn cản lại. Chỉ khiến cho đồ án huyền vũ này ảm đạm đi một chút mà thôi. Tiểu Long bình an vô sự, đôi mắt trên cái đầu dữ tợn tràn ngập vẻ khinh miệt,
Tiểu Long cười lạnh một tiếng rồi quát to. Bằng vào một chút lực như vậy cũng không làm tổn thương tới một cọng tóc của Tiểu Long ra ra. Ngao! Ngay lúc đó, Tiểu Long rít gào một tiếng, tiếng long ngâm vang vọng không ngừng. Một cái đuôi lớn màu vàng đột nhiên mang theo không gian vặn vẹo xuất hiện bên trái Liên Bất Bại, dùng xu thế như sấm sét hung hăng đập vào thân hình của Liên Bất Bại. Một chiêu đổi một chiêu, Tiểu Long đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, dựa vào lực phòng ngự cường hãn cùng với miễn dịch, từ trước tới nay Tiểu Long không bao giờ e ngại ngạnh kháng với kẻ nào. Phanh! Âm thanh trầm thấp bạo liệt vang vọng, hỏa diễm màu vàng ở trên kiếm giáp phóng ra nhiệt độ cao khủng bố, tia lửa màu vàng bắn ra bốn phía. Nhiệt di độ cao khủng bố khiến cho thân hình kiếm giáp khổng lồ của Liên Bất Bại lảo đảo lui lại. Năng lượng thiên địa có dị động. Thiên địa rốt cuộc đang bị làm sao vậy? Nguyên lực trong cơ thể ta không còn nằm trong sự khống chế, giống như đang bị hút ra vậy. Là lục lâm thiên kia đang thôn phệ năng lượng trong thiên địa này. Cùng lúc này vô số người chung quanh đều có thể cảm giác được thiên địa lúc này đã bắt đầu khác thường, cả thiên địa lặng lẽ xảy ra biến hóa. Mọi người nhao nhao tìm kiếm, lập tức phát hiện ra ngọn nguồn tới từ Lục Lâm Thiên. Chỉ thấy chung quanh thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên có năng lượng quỷ dị tuôn ra hấp lực vô cùng lớn, năng lượng thiên địa cuồn cuộn đang không ngừng bị hút tới. Dưới hấp lực này mọi người bỗng nhiên phát hiện ra nguyên lực trong cơ thể mình giống như bị cắn nuốt, thực lực thấp một chút, dưới tình huống toàn lực ngăn cản cũng khó có thể ngăn cản một màn khủng bố này. Thân hình cự hổ khổng lồ kia tham lam thôn phệ tất cả. Năng lượng thiên địa bị cắn nuốt. Trong nháy mắt ngắn ngủi, sinh cơ trong cả không gian sơn mạch U Cốc bao la này lập tức ảm đạm. Cây cối xanh biếc trên những dãy núi chung quanh lặng lẽ khô héo, giống như là bị chặt đứt sinh cơ, khiến cho vạn vật héo rũ. Loại lực cắn nuốt khủng bố này cũng lan tràn ra cả trung minh thế giới, từ trong sơn mạch U Cốc lan tràn ra chung quanh. Cả trung minh thế giới run rẩy. Những khí tức mịt mờ đang dò xét kia lúc này cũng không có cách nào bình tĩnh được nữa, bắt đầu chấn động. Đây chính là con át chủ bài lớn nhất kia sao? Người trong vô sắc trung thiên thế giới đã sớm nhìn thấy cảnh này trong truyền tống trận khi trước. Bọn họ không khó suy đoán ra, vì đối phó với Liên Bất Bại này, Lục Lâm Thiên đã vận dụng con át chủ bài khủng bố cuối cùng của hắn. Phụ thân đang định làm gì vậy? Lục Du Thực ngẩng đầu nhìn qua thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên trên không trung, trong đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng. Yên tâm đi, phụ thân con sẽ có chừng mực, có phụ thân con và Tiểu Long ở đây, không ai có thể làm tổn thương con được. Lăng Thanh Tuyền chẳng biết từ khi nào đã đi tới bên người Lục Du Thực, ngẩng đầu nhìn qua thân hình cự hổ khổng lồ trên không trung, nàng nói. Ta biết trong lòng con còn có chút khúc mắc chưa thể cởi bỏ. Loại khúc mắc này ai cũng không có cách nào tiêu trừ dùm con. Ta chỉ có thể nói cho con biết là, phụ thân con rất yêu thương con, vì con, hắn có thể không quan tâm tới tất cả mọi thứ kể cả tính mạng của mình để bảo hộ cho con. Lục Du Thược không nói gì, nhìn thân hình cự hổ khổng lồ trên không trung phía xa, trong mắt mơ hồ có chút ươn ướt, hai mắt hấp háy, lập tức nói với Lăng Thanh Tuyền. Mẫu thân, vậy còn người, cha vì người cũng có thể không cần tính mạng của mình à. Bởi vì chúng ta là người một nhà, chúng ta là một thể, vì bất luận một ai trong gia đình chúng ta, hắn đều toàn lực bảo hộ. Độc Cô Cảnh Văn xuất hiện bên người Lục Du Thược và Lăng Thanh Tuyền. Siêu! Liên Bất Bại không biết Tiểu Long có lực phòng ngự biến thái như vậy cho nên mới ăn chút thiệt thòi trong tay Tiểu Long. Sau khi thân hình kiếm giáp khổng lồ ổn định lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Lâm Thiên ở phía xa. Biến hóa trong không gian này, năng lượng thiên địa đang bị hút ra. Sinh cơ bị chặt đứt khiến cho hắn càng ngày càng bất an. Lão già kia, tư vị thế nào, lửa của Tiểu Long ra ra không dễ chịu đúng không? Thân hình cự long màu vàng mang theo ngũ trảo khổng lồ của Tiểu Long lần nữa xuất hiện trước mặt thân hình kiếm giáp của Liên Bất Bại, căn bản không đặt Liên Bất Bại vào trong mắt. Hừ! Liên Bất Bại hừ lạnh, hắn biết rõ lúc này phải mau chóng giải quyết đầu yêu thú khủng bố này mới được, vừa rồi dưới một đuôi của yêu thú khủng bố này. Quả thực khiến cho hắn không dễ chịu. Nếu không phải có Thiên Long Vạn Kiếm Giáp, sợ rằng vừa rồi sẽ bị thương không nhẹ. Có Thiên Long Vạn Kiếm Giáo, hiện tại hắn cũng không dễ chịu, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, nguyên lực hỗn loạn, thật vất vả mới có thể bình thường trở lại. Nhiệt xúc, muốn chết. Hai mắt Liên Bất Bại đỏ hồng tới tận cùng, kiếm giáp toàn thân run run, uy áp phô thiên cái địa lan tràn, âm thanh long ngâm trong lúc mơ hồ càng ngày càng rõ ràng. Cả không trung run rẩy,
Cuối cùng trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, trong kiếm giáp có 9 thanh trường kiếm lướt đi, hóa thành 9 đầu kiếm long khổng lồ uốn lượn xoay quanh, thân hình khổng lồ do vô số lợi kiếm hội tụ mà thành, hoặc là như thú hồn của long tộc, có long uy khuếch tán. Dưới uy áp khủng bố bực này, khiến cho hai người Vô Tướng và Huyền Tuyết Ngưng ở phía xa rung động, người thực lực thấp một ít lúc này bị khí tức khủng bố này làm cho ảnh hưởng. Ngao ngao ngao. 9 đầu kiếm long khổng lồ lập tức rít gào, tiếng long ngâm minh mông cuồn cuộn lan tràn ra. 9 đầu kiếm long giống như hồn mà không phải là hồn, giống như kiếm mà không phải là kiếm bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, âm hàn khủng bố, lập tức phóng về phía tiểu long. 9 đầu kiếm long giao thoa, dưới cỗ uy thế khủng bố này, cả phiến hư không lớn bị phá hủy, năng lượng khủng bố hóa thành cơn lốc khuếch tán, khiến cho không gian chung quanh rung động kịch liệt. 9 vết nứt đen kịt, thâm thúy hiển hiện. Hồn của một tạp long cũng dám lấy ra. Tiểu long nhíu mày, trong mặt hiện lên vẻ châm chọc, cười lạnh rồi nói. Tiếng quát vừa dứt, tiểu long nhìn 9 đầu kiếm long đánh tới vô cùng thờ ơ. Ngay khi 9 đầu kiếm long đánh tới trước người tiểu long, thân hình cự long màu vàng của tiểu long lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu, đứng thẳng lên. Uy áp nồng đậm lan tràn ra, thoáng chốc cả không gian run rẩy. Ngao! Tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, dưới tiếng long ngâm này, 9 đầu kiếm long khủng bố kia đột nhiên run lên, trong ánh mắt dữ tợn hiện lên vẻ sợ hãi thật sâu. Không ngờ trong lúc nhất thời lại đình trệ giữa không trung, không dám tiến lên nửa phân. Xảy ra chuyện gì? Trong một chớp mắt này tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn nhau. Thanh long hồn. Cùng một lúc, con mắt tà dị trong mi tâm tiểu long đột nhiên mở ra, một đạo quang trụ chói mắt khiến cho linh hồn rung động đột nhiên bắn thẳng ra không trung, tựa như màn sáng khuếch tán, cuối cùng bao phủ không gian trên 9 đầu kiếm long. Uy áp linh hồn phô thiên cái địa đột nhiên tràn ngập thiên địa. Dưới loại quang mang linh hồn quỷ dị này, ánh mắt 9 đầu kiếm long chẳng biết tại sao lại đột nhiên ngốc trệ, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi thật sâu. Ngao! Dưới quang mang linh hồn quỷ dị kia, lần nữa lại có tiếng long ngâm vang lên, lập tức một đầu thanh long bằng hư ảnh mang theo uy năng khủng bố rít gào. Khi hư ảnh thanh long này xuất hiện, trong thiên địa, cơ hồ tất cả thú tộc có mặt ở đây lúc này cảm thấy máu tươi trong cơ thể sôi trào, linh hồn rung động. Soạt! Hư ảnh thanh long này xuyên thủng 9 đầu kiếm long khổng lồ đang xoay quanh trên không trung, ở trên không trung xẹt qua một đường vòng cung huyền ảo. 9 đầu kiếm long lập tức nứt vỡ từng khúc, bắn ra từng đạo quang mang chói mắt, không gian lung lay sắp đổ. Ầm ầm ầm. Năng lượng ngập trời va chạm vào một chỗ, bộc phát ra âm thanh bạo liệt cực lớn, không gian nổ vang, tiếng rít thật lâu không tiêu tan, khiến cho màng nhĩ mọi người đau đớn, 9 đầu kiếm long cũng bị phá hủy trên hư không. Ngao. Hư ảnh thanh long còn chưa tiêu tán, rít lên một tiếng rồi lao thẳng về phía thân hình kiếm giáp khổng lồ của Liên Bất Bại, ánh mắt Liên Bất Bại đại biến, trong lòng bàn tay của hai tay giống như lợi kiếm có năng lượng âm hàn cuồn cuộn tuôn ra, ngăn cản hư ảnh thanh long. Cả hai giằng co, năng lượng trên không trung khuếch tán, hư ảnh tha long lập tức dần dần phai. Khi hư ảnh thanh long dần dần tiêu tán, Liên Bất Bại tuyên cổ cảnh trung giai đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Lão thất phu, tư vị không dễ chịu đúng không? Thanh long hồn của tiểu long có lẽ tư vị linh hồn không được tốt cho lắm nha. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, một đạo thân hình cự hổ khổng lồ lặng lẽ xuất hiện trên không trung trước người Liên Bất Bại, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước giống như hổ vồ mồi, khí tức bá tuyệt, hung hãn khuếch tán. Ầm ầm. Đạo thân hình cự hổ khổng lồ này xuất hiện, cả không trung lập tức run rẩy không ngớt, uy năng vô cùng vô tận đột nhiên thẩm thấu ra. Trên thân hình cự hổ khổng lồ, khí tức bá tuyệt sắc bén tràn ngập cả hư không, khí tức ngút trời, che đậy trời xanh. Thật mạnh. Vô số người chăm chú nhìn lên trên đạo thân hình cự hổ khổng lồ trên không trung, đạo thân hình kia dường như đã tương liên với thiên địa, không gian, uy thế kinh khủng kia khiến cho người ta nhìn vào tự nhiên cảm thấy hãi hùng khiếp vía, linh hồn rung động. Tại sao lại mạnh như vậy? Liên Bất Bại ngẩng đầu. Từ sâu trong linh hồn càng ngày hắn càng cảm nhận được khí tức bất an, hai thanh niên một người một thú này quả thực quá mức kinh khủng. Giống như là yêu nghiệt vậy, vô cùng khủng bố, thực lực so với tu vi mạnh hơn quá nhiều. Hỗn trướng, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ở trong bàn tay bằng kiếm của Liên Bất Bại có một khối ngọc giản bị bóp nát, miệng hắn quát to. Phụ thân, Thiên Long Tông đang vào lúc sinh tử tồn vong, mau ra khỏi hồng quan. Siêu. Trong cái chớp mắt này,
ở một nơi nào đó trong thiên địa đột nhiên có một đôi mắt bỗng nhiên mở ra, không gian run lên, khí tức kinh khủng bỗng nhiên thức tỉnh. Ánh mắt trên thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên khẽ đổi, nhìn Liên Bất Bại bóp nát ngọc giản, ánh mắt nhảy lên, trong lòng cảm nhận được một chút cảm giác bất an. Xem ra sau lưng Thiên Long Tông còn có cường giả khác, sau khi Liên Bất Bại triệu hoán, sợ rằng cường giả kinh khủng kia sẽ lập tức đi tới. Liên Bất Bại đã khủng bố như vậy, thực lực cường giả sau lưng càng không cần phải nói. Bát Hoang Thiên Địa Quyết, Nhất Quyết Thôn Thiên Thế, một quyền trấn bát hoang. Lục Lâm Thiên không trì hoãn nữa, cái miệng hổ dữ tợn rít lên một tiếng giống như tiếng sấm vang vọng, hổ trảo bên phải bỗng nhiên nắm lại, một đạo quyền ấn từ trong hư không vặn vẹo được ngưng tụ ra, mang theo một cái động sâu đen kịt đánh xuống thân hình bằng kiếm giáp khổng lồ của Liên Bất Bại. Đạo quyền ấn này lướt đi, linh hồn của tất cả mọi người trong phiến thiên địa này run run, cảm giác muốn phủ phục. Khí tức của một quyền khủng bố này giống như diệt thế, khiến cho mọi người không dám sinh lòng phản kháng. Quyền ấn mang xu thế khủng bố đánh xuống, vô số vết nứt không gian đen kịt xuất hiện. Ngay cả Liên Bất Bại cũng cảm thấy sợ hãi, lực lượng của một quyền này dường như không nên tồn tại trên đời vậy. Liên Bất Bại chưa từng nghĩ tới, một ngày kia hắn sẽ ở trước mặt một niết bàn cảnh mà có cảm giác sợ hãi, linh hồn rung động. Thiên Long Vạn Kiếm Giáp, Vạn Kiếm Thiên Long Diệt. Liên Bất Bại hét lớn, kiếm giáp toàn thân run lên, thân hình kiếm giáp khổng lồ lập tức hóa thành vạn kiếm bay lên. Siêu siêu, vạn kiếm cùng bay, tầng tầng lớp lớp, giống như hủy thiên diệt địa, nương theo một tiếng long ngâm. Trong lúc mơ hồ vạn kiếm tạo thành hư ảnh hình rồng, quấy nát hư không tạo thành một phiến không gian đen kịt, dùng xu thế khủng bố đón một quyền của Lục Lâm Thiên. Oanh, hai cỗ năng lượng va chạm, cả không trung run lên, dưới ánh mắt rung động của mọi người, hai cỗ năng lượng kinh khủng va chạm, nơi va chạm hiển hiện động sâu màu đen, quang mang bắn ra bốn phía. Hai cỗ công kích mang theo lực lượng kinh khủng đều vô cùng khủng bố, khí tức giống như hủy diệt bỗng nhiên lan tràn ra không trung, khiến cho không gian chung quanh nhanh chóng xuất hiện từng khe nứt đen kịt, vô cùng rung động. Xoẹt! Trong chớp mắt giằng co, quyền ấn của Lục Lâm Thiên mang theo khí thế bá đạo lập tức đè xuống, không ít trường kiếm nứt vỡ. Ngay sau đó trên không trung bỗng nhiên hiện ra khe nứt đen kịt khiến cho tim đập nhanh, vô số kiếm ảnh bị quyền ấn dùng thế như trẻ che đánh cho nứt vỡ từng khúc. Một khe nứt đen kịt giống như thông đạo từ trên hư không kéo xuống dưới xuất hiện, kinh khí khủng bố rung động giống như sóng biển nhanh chóng khuếch tán ra trên không trung, một đường lan tràn tới trước người Liên Bất Bại. Phụt! Liên Bất Bại đã hóa thành hình người, toàn thân được quang mang nguyên lực bao phủ, khóe miệng liên tiếp chảy ra máu tươi. Liên Bất Bại mới chính thức biết rõ một quyền này khủng bố tới tình trạng nào, cỗ khí thế bá đạo kia căn bản không phải là thứ nên tồn tại trên đời này, bá tuyệt, vượt qua thiên địa. Ầm ầm, dưới vô số ánh mắt rung động, như ngừng thở, một quyền bá đạo kia ầm ầm rơi vào trên quang mang chung quanh người Liên Bất Bại. Dưới một quyền này, quang mang run lên, giống như quả cầu bị búa tạ đập vào, bành trướng rồi vặn vẹo, lập tức ầm ầm nổ tung. Ầm ầm ầm, quang mang nổ tung, bắn ra quang mang chói mắt mà mạnh mẽ bắn ra bốn phía, âm thanh trầm đỡ upsilon, xê giống như tiếng sấm vang vọng, cả hư không rung chuyển, vặn vẹo. Không có bất kỳ đình trệ nào, trong miệng Liên Bất Bại đột nhiên lần nữa phun ra máu tươi, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Huyền Vũ Nộ. Cùng một lúc, thân hình cự long màu vàng có ngũ trảo của Tiểu Long lần nữa ngang trời xuất hiện, đồ án Huyền Vũ bằng bí văn trên người giống như sống lại, đột nhiên có một đạo thú ánh Huyền Vũ hư ảo rít gào rồi lướt đi, toàn thân màu ngăm đen, quy xà tương giao, uy áp mênh mông lặng lẽ lan tràn ra cả thiên địa. Không gian run rẩy. Trong không trung có năng lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng truyền tới, vết nứt không gian đen kịt nhộn nhạo rồi lan tràn ra chung quanh, uy năng đáng sợ khiến cho cơ hồ tất cả thú tộc cảm thấy linh hồn, huyết mạch mình sôi trào. Nhìn thúc dục công kích, Huyền Tuyết Nguyên, Phô Tướng, Hoàng Linh Lạc, Phù Mã Tam giới rung động, công kích khủng bố bực này bọn họ chưa từng thấy qua. Ngao! Hư ảnh Huyền Vũ rít lên một tiếng giống như long ngâm, lập tức ầm ầm va chạm với thân hình Liên Bất Bại rồi biến mất. Hóa thành quang mang chói mắt, dưới tình huống Liên Bất Bại bị trọng thương tiến tràn vào trong cơ thể Liên Bất Bại. Trong chớp mắt này, không biết Liên Bất Bại đã bị ảnh hưởng thế nào mà ngây ngốc. Siêu siêu. Ở phía hư không xa xa đột nhiên có vô số đạo lưu quang mang theo khí tức khủng bố phóng tới. Xoẹt. Hư không xa xa, không ít không gian bị xé rách, từng đạo thân ảnh trong không gian bị xé rách đáp xuống,
ánh mắt nhanh chóng nhìn xuống phía dưới. Dừng tay cho ta, ai dám động tới nhi tử bất bại của ta, ta thề sẽ nghiền nát kẻ đó thành cho tàn, thần hồn câu diệt. Ở phía xa xa lúc này đồng thời vang lên một tiếng hét lớn giống như từ trong hư không vọng ra. Tiếng hét lớn này vang lên, cùng với chung quanh có vô số thân ảnh hàng lâm, ánh mắt đám người vô tướng, Huyền Tuyết Ngưng lập tức ngưng trọng. Thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên đáp xuống đất, nhìn hư không rồi nói. Dám động tới nữ nhi của Lục Lâm Thiên ta thì cũng phải bị nghiền nát thành cho, thần hồn câu diệt. Âm thanh vừa dứt, chân trước của thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên đạp mạnh về phía trước một bước, trong đôi mắt hổ cực lớn, tinh quang trắng đen cuồn cuộn khởi động, trong hổ chảo lập tức có một thanh huyết đao bành trướng. Đồ án bí văn âm dương bên trên huyết đao bỗng nhiên phóng ra quang mang chói mặt, lập tức cùng với năng lượng thiên địa tương liên. Trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy trắng đen đồ án âm dương cực lớn. Ầm ầm. Trong sát na này, cửu thiên rung chuyển, tiếng sấm vang vọng, uy áp thiên địa vô cùng vô tận bỗng nhiên từ trong hư không thẩm thấu ra. Lấy thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên làm trung tâm, gợn sóng trong không gian nổi lên sóng to gió lớn, nương theo thiên uy mạnh mẽ, cuồn cuộn không ngớt, khiến cho tất cả linh hồn mọi người run rẩy tới phủ phục. Không biết đao quyết cấp bậc gì, áo nghĩa gì, không ngờ lại tạo thành dị tượng thiên địa. Dưới thiên uy bực này, ngay cả vô số thân ảnh vừa mới hàng lâm trên không trung phía xa cũng phải biến sắc. Ngũ hành tương dung, âm dương tương thành, ngũ hành hợp âm dương phách đao quyết. Tất cả chỉ trong nháy mắt, ngay khi hư không gần như sắp sụp đổ, tiếng sấm vang vọng, dưới thiên uy mạnh mẽ, Lục Lâm Thiên lập tức chém xuống một đao. Trong sát na xuyên qua công kích thiên phú huyền vũ nộ của Lục Lâm Thiên mà đánh vào trên người Liên Bất Bại. Một đạo đao mang rơi vào trong mi tâm của Liên Bất Bại. Trong nháy mắt này hai mắt Liên Bất Bại bỗng nhiên sáng ngời, khôi phục một chút tinh mang, trong mắt cũng tuôn ra vẻ sợ hãi và tuyệt vọng thật sâu. Lục Lâm Thiên, ta thề không chết không thôi với ngươi. Đao mang đánh xuống, trong mi tâm bỗng nhiên có một đạo thân hình hồn anh lướt đi, không thấy linh hồn phân thân. Dường như linh hồn phân thân của người này đã sớm không còn ở hậu thế. Xoẹt! Một đao đánh xuống, thân hình Liên Bất Bại dưới một đao này bị chém thành hai nửa, đồ án âm dương phóng ra quang mang chói mắt khuếch tán ra chung quanh. Không gian chung quanh trong khoảng khắc bị phá hủy tạo thành một mảnh hư không đen kịt cực lớn, năng lượng hủy diệt bá đạo gập trời giống như gợn sóng khuếch tán ra chung quanh. Hồn anh muốn chạy sao? Tốc độ của ngươi còn chưa đủ. Một đạo thân ảnh giống Lục Lâm Thiên như đúc dùng tốc độ như quỷ mị xuất hiện trước người thân hình hồn anh của Liên Bất Bại đang đào tẩu, thân hình bỗng nhiên hư ảo, hóa thành một cái miệng rộng dữ tợn, nuốt hồn anh của Liên Bất Bại vào trong miệng. Đây chính là đại hồn anh của Lục Lâm Thiên, vì triệt để đánh chết cường giả như Liên Bất Bại này, phòng ngừa linh hồn phân thân và hồn anh của hắn ta chạy ra, đến lúc đó cũng tương đương với việc không thể đánh chết đối phương, khi đó sẽ để lại phiền toái vô tận. Lục Lâm Thiên đã sớm lặng lẽ phóng đại hồn anh ra, ngay khi hồn anh Liên Bất Bại vừa mới trốn, đại hồn anh lập tức xuất hiện, thôn vệ hắn. Liên Bất Bại chết. Tuyên cổ cảnh trung giai, Liên Bất Bại bị hai thanh niên kia giết. Liên Bất Bại bị giết, nhìn cảnh này, vô số ánh mắt tràn ngập vẻ rung động và kính sợ. Mọi người mới chân chính biết rõ cái gì gọi là khủng bố, hai người này quả thực quá kinh khủng. Từng đạo công kích vây công đánh xuống, khiến cho Liên Bất Bại không có thời gian phản ứng. Ực, Liên Bất Bại bị đánh chết, đám người vây xem náo nhiệt bên ngoài nuốt một ngụm nước bọt, loại người có tu vi như tuyên cổ cảnh trung giai, bình thường cho dù thực lực có thể ngăn chặn những người này, thế nhưng muốn đánh chết cũng là chuyện không có khả năng. Hôm nay một cường giả tuyên cổ cảnh trung giai không ngờ lại bị đánh chết. Vô số thân ảnh vừa mới hàng lâm phiến không gian này ở phía xa xa dường như cũng là cường giả của trung minh thế giới. Nhìn thấy Liên Bất Bại bị đánh chết, cả đám biến sắc. Người giết con ta, hôm nay ta thề phải nghiền nát kẻ đó thành cho mới có thể hả mối hận trong lòng ta. Một âm thanh giận dữ từ trong hư không truyền ra, âm thanh âm trầm khiến cho lòng người phát lạnh, âm thanh còn chưa dứt, một đạo thân ảnh đã đột nhiên xé rách không gian hàng lâm. Trong nháy mắt này, trong không trung đột nhiên xuất hiện sương lạnh, trong không trung dường như bỗng nhiên có bông tuyết từ trong hư không rơi xuống. Lục Lâm Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, hàn ý thẩm thấu vào trong linh hồn khiến cho linh hồn hắn tự dưng run lên. Thực lực người tới này nhất định vô cùng khủng bố. Từ khí thế vô hình xem ra, Liên Bất Bại so với người này không dáng nhắc tới. Siêu!
Người này xuất hiện, thân ảnh màu xám trắng, khiến cho người ta liếc nhìn một cái linh hồn và máu tươi có cảm giác lập tức đóng băng. Vẫn chưa có ai nhìn rõ bộ dáng của người này thì thân ảnh người này đã hóa thành tia chớp phóng thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Chính là tiểu tạp chủng nhà ngươi giết nhi tử ta, lão phu nhất định phải nghiền nát ngươi thành cho bụi, tất cả người có mặt một người lão phu cũng không bỏ qua. Âm thanh âm trầm vang vọng, người này phất tay đánh ra một đạo trưởng ấn đóng băng không gian. Hàn khí khủng bố khiến cho không gian xuất hiện băng xương, thân hình lập tức xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Ngao! Bản thể kim long của tiểu long bỗng nhiên xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, miệng phun ra hỏa diễm màu vàng cuồn cuộn, ngăn cản trưởng ấn lạnh lẽo kia. Xoẹt! Dưới hỏa diễm màu vàng này, trưởng ấn lạnh lẽo cùng với không gian chung quanh bị hòa tan, hỏa diễm màu vàng này cực kỳ khủng bố, giống như có thể hủy diệt vạn vật. Ồ! Dưới hỏa diễm màu vàng này, người vừa mới phát ra âm thanh âm trầm tràn ngập giận dữ kia khẽ kinh ngạc kêu lên một tiếng. Hỏa diễm này không tệ. Chỉ tiếc thực lực còn chưa đủ. Tiếng quát vừa dứt, trường bào xám trắng của người kia run lên, trong lòng bàn của người này, khí tức lạnh lẽo càng thêm khủng bố cuồn cuộn tuôn ra, giống như sóng to gió lớn, lập tức bao phủ hỏa diễm màu vàng của tiểu long, thân hình của người này dường như có thể bỏ qua không gian, lập tức xuất hiện trước người tiểu long. Một đạo quyền ấn lạnh lẽo giống như thiên thạch lập tức đánh xuống. Siêu! Long chảo của tiểu long bay lên không, thân hình khổng lồ đột nhiên vặn vẹo. Cái đuôi lớn xuyên thủng không gian mang theo đường vòng cung rung động lòng người cùng với nhiệt độ cao khủng bố va chạm với quyền ấn lạnh lẽo. Phanh! Va chạm ngạnh kháng như vậy, hỏa diễm màu vàng cùng với khí tức lạnh lẽo tạo thành băng xương cuồn cuộn lập tức hiện ra chấn động nóng lạnh luân chuyển, cả phiến không gian lớn trên không trung bị năng lượng khủng bố đánh vỡ. Xoẹt! Kinh phong khủng bố như vậy khuếch tán, thân hình khổng lồ của tiểu long bị đánh bay. Đồ án huyền vũ bằng bí văn trên người cũng bị một tầng băng xương dày đặc bao phủ, mãi một lúc sau mới phai nhạt. Khi thân hình ổn định lại, trong cái miệng dữ tợn của tiểu long lặng lẽ có máu tươi tràn ra. Dưới một quyền này dường như nó đã bị ảnh hưởng không nhẹ, một quyền có thể làm cho tiểu long bị thương, thực lực mạnh mẽ ra sao không cần phải nói. Thân ảnh màu xám trắng vừa mới xuất hiện trên không trung lúc này mới hiện lên rõ ràng trong mắt mọi người. Người này mặc một trường bào màu xám trắng, bộ dáng chừng 70 tuổi, có mái tóc dài màu đen, khuôn mặt lại tái nhợt như băng, không gian chung quanh hắn lạnh lẽo như là hầm băng. Lực lượng lạnh lẽo khiến cho linh hồn và máu tươi đóng băng lặng lẽ lan tràn ra. Ánh mắt lão giả này âm trầm tới cực điểm, nhìn tiểu long, nhìn thấy tiểu long không có bị ảnh hưởng quá nhiều, ánh mắt hắn hiện lên vẻ nghi hoặc, âm thanh âm trầm vang lên. Lại vẫn không chết, lực phòng ngự quả thực không tệ. Tiểu Long, thế nào rồi? Thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên xuất hiện bên cạnh Tiểu Long, trong hổ trảo bên phải đã vô thanh vô tức ngưng tụ một quả cầu, bên trong quả cầu là hư ảnh Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ đang chơi đùa. Tiểu Long nhìn quả cầu trong hổ trưởng của Lục Lâm Thiên, khẽ gật đầu nói. Không có trở ngại quá lớn, bị thương nhỏ mà thôi. Bị thương nhỏ sao? Để xem ngươi làm sao có thể chống lại công kích tiếp theo của Lão Phu. Lão giả âm trầm kia quát lạnh một tiếng, một đạo chảo ấn lạnh lẽo giống như năm đạo quang nhận trong không gian phóng đi. Những nơi chảo ấn đi qua, không gian ven đường bị diệt sát, kinh khí khủng bố xuất hiện, tất cả không gian ven đường lại nhanh chóng kết thành băng. Tứ thần quyết, đi! Hai mắt hổ to lớn của Lục Lâm Thiên khẽ đổi, bỗng nhiên ngẩng cái đầu lên, quả cầu bằng năng lượng rời khỏi hổ chảo, quả cầu mang theo khí tức khiến cho linh hồn rung động bành trướng. Tựa như mặt trời mọc lên ở phía đông xuất hiện trong không gian. Oh no! Trong sát na này cả không gian đột nhiên run rẩy khó hiểu, hư ảnh tứ thú trong quả cầu bằng năng lượng đột nhiên lao ra. Giống, chi, ngao, rư. Bốn tiếng thú giống đinh tai nhức óc vang vọng, thú tộc chung quanh run rẩy như cầy xấu, linh hồn cũng run rẩy khó hiểu. Bốn đại thú ảnh đột nhiên va chạm với chảo ấn của lão giả âm trầm kia. Hai đạo công kích va chạm. Năng lượng các màu sắc giao thoa giữa không trung, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Chỉ là dưới vẻ đẹp này, cho dù là ai cũng có thể cảm giác được, bên dưới cất giấu một loại lực lượng hủy diệt. Ầm ầm, tiếng nổ vang trầm thấp vang vọng, nơi hai đạo công kích va chạm nổ tung, lực lượng khủng bố lan tràn, dễ dàng phá hủy một phiến không gian lớn. Nơi hai loại công kích va chạm bỗng nhiên hóa thành một vòng xoáy không gian đen kịt mà khủng bố. Không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc. Hóa thành hư vô,
mãi một lúc lâu không có cách nào khôi phục. Phanh! Lực lượng lớn chút xuống, Lục Lâm Thiên không có một chút sức lực nào, trong cái miệng hổ to lớn phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình cự hổ khổng lồ bắt đầu từ trên không trung hung hăng rơi xuống. Cuối cùng nặng nề rơi xuống đống đá vụn trong sơn mạch u cốc bừa bộn phía dưới. Soạt! Thân hình cự hổ khổng lồ bắn ngược xuống phía dưới, thân hình khổng lồ của Lục Lâm Thiên bị đóng băng, lấy đống đá vụn làm trung tâm, mặt đất chung quanh lập tức bị băng bao trùm. Lâm Thiên! Sư phụ! Công tử! Trưởng môn! Thiếu chủ! Mọi người phục hồi tinh thần lại, lập tức phóng tới đống đá vụn. Đống đá vụn bị đóng băng lập tức tan rã, một đạo thân hình cự hổ khổng lồ từ bên trong lao ra, quanh thân có hỏa diễm màu xanh ra trời lóe lên rồi biến mất. Thân hình cự hổ khổng lồ đột nhiên biến mất, Lục Lâm Thiên vỗ vỗ cho bụi trên người, từ trong đống đá vụn bò lên, máu tươi trên người đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, xem ra bị thương không nhẹ. Ta không sao. Lục Lâm Thiên đi tới bên cạnh đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lục Du Thược, Thái A, Lục Tiểu Bạch, Kim Viên và những người khác, lập tức ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, ánh mắt ngưng trọng. Hôm nay ngươi nhất định sẽ chết. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên vẫn có thể đứng lên, tuy rằng bị thương thế nhưng cũng không tới tình trạng quá nghiêm trọng. Sắc mặt lão giả âm hàn kia khẽ biến, không có một chút do dự nào, ống tay áo khẽ phất, dẫn động năng lượng thiên địa, thân hình lần nữa lóe lên, đột nhiên xé rách không gian đánh về phía Lục Lâm Thiên. Thiếu chủ, người đi trước đi, ta có thể thoát thân. Một tiếng hét lớn vang lên, vô tướng đột nhiên ngăn cản ở phía trước, ánh mắt trầm xuống, phất tay đánh ra từng đạo thủ ấn. Cả không gian bỗng nhiên bị đóng lại, giống như phong tỏa không gian ngăn cản lão giả âm trầm kia. Áo nghĩa không gian phóng ra. Khí tức trên người vô tướng phóng ra toàn bộ, không có một chút giữ lại nào, không gian chung quanh chấn động kịch liệt. Áo nghĩa không gian, tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong, thực lực chân chính của vô tướng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, cảm nhận khí tức chấn động trên người vô tướng lúc này, không ngờ tu vi của vô tướng đã tới tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong. Lại là tu luyện giả áo nghĩa không gian. Huyền Tuyết Ngưng nhất định đã sớm nhìn ra thực lực của vô tướng cho nên lúc trước mới nói vô tướng có thực lực đối phó được với Liên Bất Bại. Tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong A. Không ngờ Vạn Thiên Liên Minh lần này lại phái ra tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong tới bảo hộ Lục Lâm Thiên. Người được phong hào chiến thần khi trước cũng chỉ có tuyên cổ cảnh sơ giai đỉnh phong bảo hộ mà thôi. Nhìn vô tướng bạo phát toàn bộ thực lực, đám người Hoàng Linh Lạc, Tiết Nhân Phàm, Tử Hỏa ở phía xa cũng có chút bất ngờ. Tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong thì thế nào? Còn chưa ngăn được ta. Bị vô tướng ngăn cản, ánh mắt lão giả âm hàn kia trầm xuống, nguyên lực phô thiên cái địa từ trong cơ thể tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một không gian bằng năng lượng âm hàn cuồn cuộn. Năng lượng lạnh lẽo thấu xương tràn ngập, khiến cho máu tươi và linh hồn của tất cả mọi người chung quanh lập tức bị đóng băng. Xoẹt! Trong không gian bằng năng lượng âm hàn cuồn cuộn, lão giả âm hàn kia đánh ra một đạo trưởng ấn bằng băng về phía không gian vô tướng phong tỏa. Dưới trưởng ấn, không gian ven đường bị đông cứng thành băng, lập tức ken két rồi rạn nứt, gợn sóng cũng bị đóng băng. Ầm ầm ầm. Dưới trưởng ấn, không gian do vô tướng phong tỏa cũng bị đóng băng rồi xé nát. Siêu. Áo nghĩa không gian phóng ra, thân ảnh vô tướng lập tức xuất hiện trước người lão giả âm hàn, từng đạo thủ ấn nhanh chóng được kết. Vô không ấn. Một đạo trưởng ấn mang theo không gian vặn vẹo và uy năng khủng bố chấn động, phô thiên cái địa của vô tướng cùng phóng về phía lão giả âm hàn. Năng lượng khủng bố cuồn cuộn, gợn sóng không gian lan tràn về phía xa. Không biết tự lượng sức mình, trước mặt thực lực tuyệt đối, có áo nghĩa không gian cũng vô dụng. Thủ ấn trong tay lão giả âm hàn bỗng nhiên được kết, năng lượng thiên địa giống như mây đen kéo tới, đột nhiên hội tụ. Năng lượng thiên địa bàng bạc. Lạnh lẽo thấu xương khiến cho cả không gian lung lay giống như sắp đổ. Một đạo trưởng ấn cực lớn nhanh như thiểm điện lao ra, hung hăng va chạm với một trưởng của vô tướng. Hai người này giao thủ chỉ trong sát na, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có khí thế ngập trời, hai đạo trưởng ấn lập tức va chạm. Xoẹt! Hai đạo trưởng ấn này va chạm, thế nhưng cũng không có phát ra tiếng trầm đỡ upsilon, c. Năng lượng khủng bố bộc phát, kinh khí rung động khuếch tán ra chung quanh. Dễ dàng đánh vỡ một phiến không gian lớn. Nhất thời cả không gian giống như sơn băng địa liệt, vô số băng xương nhanh chóng ngưng tụ rồi lơ lửng trên hư không. Xoạt xoạt. Dưới một chiêu này, thân hình vô tướng bị đánh bay,
sắc mặt trắng bệch, khi thân hình ổn định lại, khóe miệng tràn ra máu tươi, dựa thế thối lui tới bên người Lục Lâm Thiên. Thiếu chủ, người này quá mạnh mẽ, từ bế hồng quan đi ra, từ cấp bậc có lẽ đã là tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong. Chỉ cần tới thời điểm phù hợp tiến vào hỗn độn thế giới là có thể đột phá tới hóa hồng cảnh, chúng ta không phải là đối thủ. Đi trước thì hơn. Vô tướng ổn định thân hình, lập tức truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nghe vậy ánh mắt run lên, tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, người này quá mạnh mẽ, căn bản khó có thể chống lại. Dưới một chiêu vô tướng đã bị trọng thương, hắn nhanh chóng giao một khỏa đan dược chữa thương cho vô tướng, lập tức nói với Thái A. Thái A, cùng hộ hoàng đội mang sư mẫu là du thực đi trước đi, trở lại thị hoang thế giới. Vâng. Thái A gật đầu, không nói thêm gì, đi thị hoang thế giới, việc này không phải nghiêm trọng bình thường. Lâm Thiên, chàng cẩn thận một chút. Bắc Cung Vô Song cũng không có nhiều lời, nàng biết rõ bản thân mình và đám người cảnh văn, du thực ở lại cũng chỉ có thể trở thành vướng bận mà thôi. Hai hộ hoàng đội, bảo hộ sư mẫu cùng sư tỷ theo ta lui lại. Thái A khẽ quát một tiếng, gọi ra một đầu khối lỗi tọa giá mị ảnh, định rời đi. Phanh! Ngay khi khối lỗi tọa giá mị ảnh lơ lửng trên không trung, một đạo quang trụ lập tức rơi xuống. Xuyên thủng không gian đánh vào trên khôi lỗi tọa giá mị ảnh. Âm thanh trầm đờ upsilon, C vang lên, đầu khôi lỗi tọa giá mị ảnh này hóa thành mảnh vỡ. Người thế giới khác, không ngờ lại không coi ai ra gì như vậy, đại quân tiếp cận Trung Minh thế giới. Sau khi đổ sát mấy trăm vạn người trong Trung Minh thế giới ta còn định nghênh ngang rời đi. Nếu như chuyện này truyền đi ra ngoài, mặt mũi Trung Minh thế giới ta sau này cũng không còn nữa. Một đạo âm thanh ung dung vang lên. Đồng thời giữa không trung nổi lên chấn động. Khi âm thanh vừa dứt, một đạo thân ảnh già nua lập tức xuất hiện trên không trung. Người này có khuôn mặt già nua, bộ dáng giống như gần đất xa trời, ánh mắt lại sáng ngời như sao trời. Cúi đầu nhìn qua chiến trường gần như đã kết thúc phía dưới, nhìn cảnh tượng máu chảy thành sông, thi thể tràn ngập. 300 vạn người của Thiên Long Tông đã bị tru sát hầu như không còn, người còn lại cũng giải rác không được bao nhiêu. Cảnh này khiến cho ánh mắt sáng ngời trên khuôn mặt già nua kia cũng phải chấn động. Phong Thiên, Tử Môn, hai người các ngươi cũng đã sớm tới, vì sao lại không ra tay ngăn cản? Bất kể như thế nào, Trung Minh thế giới ta còn chưa tới phiên người ngoài tới Dương Oai. Người này xuất hiện, lập tức ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn qua hư không rồi nói. Khục, Hóa Huyết lão tổ nói đúng, bất kể như thế nào Trung Minh thế giới ta còn chưa tới phiên người ngoài Dương Oai. Người xâm phạm Trung Minh thế giới ta ngày hôm nay đừng mong một ai đi ra. Hai tiếng ho khan vang lên, lập tức có hai đạo thân ảnh giống như thuấn di, đi tới bên cạnh người gọi là Hóa Huyết lão tổ. Hai người này một người mặc trường bào rộng, thân hình tục tằn, bộ dáng chừng 60 tuổi. Người khác thân mặc trường sam rộng, khí tức ngược lại bình tĩnh hơn không ít. Không gian chung quanh hai người này trong lúc vô hình bắt đầu có năng lượng thiên địa chấn động. Tu vi của hai người này sợ rằng ngang bằng với lão giả âm trầm của Thiên Long Tông kia. Trung Minh thế giới còn chưa tới phiên người ngoài tới Dương Oai. Phía hư không xa xa, vô số thân ảnh vừa mới hàng lâm lúc này đều xuống tới, cung kính đứng sau lưng ba người Hóa Huyết lão tổ, Vong Thiên, Tử Môn kia. Ước chừng trên mấy trăm người. Những thân ảnh này hội tu, cả không trung lặng lẽ biến sắc, mỗi một người đều có thực lực đạt tới tình trạng khủng bố. Phiền phức lớn rồi. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn mấy trăm đạo thân ảnh trên không trung, người gọi là Tử Môn cùng với Vong Thiên kia thực lực không dưới phụ thân của tên Liên Bất Bại kia. Chỉ sợ cũng là tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, người có tu vi tuyên cổ cảnh sau lưng ba người này ít nhất không kém hơn 10 người, sau nữa đều là cường giả niết bàn cảnh, không dưới 200 người. Thậm chí ngẫu nhiên còn có niết bàn cảnh từ phía xa tới, nhân số đang không ngừng tăng lên. Điều khiến cho Lục Lâm Thiên ngưng trọng nhất chính là Hóa Huyết lão tổ kia, khí tức trên thân người này khiến cho Lục Lâm Thiên cảm giác được cỗ khí tức này giống như khí tức trên người Tam Kỳ lão nhân, Tịnh Kiếm Hoàng như đúc. Trung Minh thế giới có cường giả hóa hồng cảnh. Lục Lâm Thiên thì thào nói, hai mắt ngưng trọng tới tận cùng. Tử Môn, Vong Thiên, các ngươi bớt châm chọc đi, nếu không phải Hóa Huyết lão tổ tới, các ngươi sẽ chỉ xem náo nhiệt, làm ngư ông đắc lợi a. Đâu có muốn giúp ta. Lục Lâm Thiên này cùng với nhiệt xúc kia giao cho ta. Những người khác là của các ngươi, ta muốn nghiền nát bọn chúng thành cho tàn, mới có thể tiêu mối hận trong lòng ta.
Lão giả âm hàn nhìn qua phía trước, nhìn đám người Vong Thiên, Tử Môn, trong lòng hiểu rõ. Nếu như hai người Tử Môn, Vong Thiên này có lòng giúp mình thì nhi tử bất bại của hắn đã không chết. Mà tất cả chuyện này, đúng là thứ mà Tử Môn và Vong Thiên muốn, chỉ là khoản nợ này hắn cũng chỉ có thể ghi nhớ trong lòng. Về sau nhất định phải khiến cho hai người này trả giá thật nhiều. Đương nhiên, không thành vấn đề, trung minh thế giới ta không tới phiên người ngoài tới dương oai. Tử Môn, Vong Thiên gật đầu, trước mặt hóa huyết lão tổ vô cùng cung kính. Tiểu Long thu hồi bản thể, thân ảnh đi tới bên người Lục Lâm Thiên, mấy trăm người Ngạo Long đội phía sau cũng thu hồi bản thể đi theo sau lưng hắn, ánh mắt đều rất ngưng trọng. Các ngươi tới từ thế giới nào? Hóa huyết lão tổ nhìn người của vô minh trung thiên thế giới, nhìn Huyền Tuyết Ngưng, nguyên cổ linh tinh thú trong ngực Bắc Cung Vô Song, cuối cùng ánh mắt chăm chú nhìn vào Lục Lâm Thiên và Tiểu Long. Lục Lâm Thiên đang muốn trả lời, ánh mắt vô tướng khẽ đổi, ngẩng đầu nhìn về phía hóa huyết lão tổ nói. Hóa huyết lão tổ, chúng ta tới từ Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, thiếu chủ nhà chúng ta chính là chiến thần đứng đầu trong Vạn Thiên Liên Minh. Bởi vì Thiên Long Tông đuổi giết nữ nhi của thiếu chủ nhà ta, chúng ta mới đi vào Trung Minh Thế Giới. Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, Vạn Thiên Liên Minh sao? Hóa huyết lão tổ nghe vậy ánh mắt lần nữa lại dò xét Lục Lâm Thiên một phen. Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới thì sao? Giết con ta, diệt Thiên Long Tông ta sẽ không buông tha. Chẳng lẽ Thái Minh Đại Thiên Thế Giới chúng ta lại sợ Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới sao? Lão giả âm hàn kia âm trầm nói. Ánh mắt hóa huyết lão tổ khẽ đổi, nhìn đám người Lục Lâm Thiên phía xa, thì thào nói. Lục Lâm Thiên, hắn không phải là người Tịnh gia, Nhâm gia, Phượng Hoàng nhất tộc A, các ngươi là người tới từ Trung Thiên Thế Giới nào? Vô sắc Trung Thiên Thế Giới. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nói. Vô sắc Trung Thiên Thế Giới, chưa từng nghe nói qua. Cũng không cần biết ngươi có địa vị gì. Vạn Thiên Liên Minh cũng không thể giễu võ dương oai trong Trung Minh Thế Giới chúng ta, nếu đã tới rồi thì đừng đi nữa. Nghe vậy ánh mắt hóa huyết lão tổ khẽ đổi, nhìn đám người Bắc Cung Vô Song, Huyền Tuyết Ngưng rồi nói. Hai nữ tử này giao cho ta, không thể để cho người ngoài làm càn trong Trung Minh Thế Giới chúng ta. Hai tiểu tạp chủng các ngươi chết trước đi, hôm nay một người cũng đừng mong chạy thoát. Lão giả âm hàn kia âm trầm quát, thân hình lần nữa lao thẳng tới trước mặt Lục Lâm Thiên và Tiểu Long, ống tay áo run run, năng lượng lạnh lẽo lan tràn, một đạo thủ ấn bằng băng lập tức lao ra, bao phủ Lục Lâm Thiên và Tiểu Long. Trường ấn bao phủ, cả không trung đột nhiên run lên, cả phiến thiên địa này run rẩy. Uy phong thật lớn, tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong thì giỏi sao? Lão tử ta không quen nhìn có kẻ lớn lối như vậy. Cùng lúc này bỗng nhiên có một tiếng hét lớn vang lên. Cả phiến không gian lớn lập tức như cứng lại, không gian tự nhiên run run, gió nổi mây phun, cả thiên địa đột nhiên lờ mờ một mảnh. Siêu! Trong sát na, một đạo trưởng ấn cực lớn mang theo mây đen cuồn cuộn xuất hiện trên hư không. Bao phủ một phiến không gian lớn, đồng thời dùng xu thế như sấm sét va chạm với trưởng ấn bằng băng lạnh lẽo của lão giả âm hàn kia. Phanh phanh! Âm thanh trầm thấp bạo liệt vang vọng, hai đạo trưởng ấn va chạm, không gian chung quanh bị chấn vỡ. Vô số khe nứt đen kịt hiển hiện, lan tràn. Cả Trung Minh Thế Giới trong chớp mắt này dường như cũng lay động. Năng lượng khủng bố lan tràn tới khoảng cách nhất định mới tiêu tán thành mây khói. Người này thật mạnh. Biến cố đột nhiên xảy ra khiến cho ánh mắt Lục Lâm Thiên và Tiểu Long lập tức nhảy lên, nhanh chóng nhìn vào giữa không trung. Xoạt xoạt. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, lão giả âm hàn kia liên tiếp bị đẩy lui, khuôn mặt tái nhợt run run, ánh mắt đại biến. Khi tất cả bình phục lại, thân ảnh đột nhiên xuất hiện này cũng lảo đảo lùi về phía sau một ít. Thế nhưng so với lão giả âm hàn kia mà nói, rõ ràng mạnh hơn không ít. Đạo thân ảnh này cũng lập tức hiện lên rõ ràng dưới vô số ánh mắt nhìn soi mói, bộ dáng chừng 70 tuổi, thân hình vạm vỡ, vẻ mặt giống như hung thần sát ác. Bộ y phục trên người có chút mất trật tự, trên vai còn có một khối huy chương tinh xảo. Khí tức bàng bạc vô hình trên người kia giống như một tòa núi lớn đứng trước mặt mọi người. Mà khi nhìn thấy người này, sắc mặt hóa huyết lão tổ ở phía xa lập tức biến hóa không nhỏ, thậm chí sắc mặt còn có chút khó coi và nghi hoặc, ánh mắt phức tạp, không khỏi ngẩng đầu lên rồi nói. Cổ Long Vương, ngọn gió nào đưa ngươi tới cái chòi vịt nhỏ này của ta? Không ít người có tu vi tuyên cổ cảnh sau lưng hóa huyết lão tổ nhìn thấy lão giả y phục có chút rối loạn này sắc mặt lập tức âm thầm biến hóa.
dường như cũng cảm nhận được thực lực của lão giả này. Trung thiên thế giới mà thôi, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hóa huyết, các ngươi dùng nhiều người bắt nạt mấy tiểu bối, không cảm thấy xấu hổ sao? Lão giả mặc y phục có chút rối loạn lập tức nhìn hóa huyết lão tổ, không có bao nhiêu khách khí lên tiếng. Mấy tiểu bối này là người Trung Minh thế giới ta, ta đương nhiên phải xen vào. Bằng không người ta sẽ coi Trung Minh thế giới ta không có người, tùy tiện tới dương oai. Ánh mắt hóa huyết lão tổ hơi co rúm lại, trong mắt hiện lên vẻ chấn động, nhìn lão giả kia rồi nói. Cổ Long Vương, đừng nói là những người này có quan hệ với ngươi. Quả thực có quan hệ còn không ít. Cổ Long Vương nhìn hóa huyết lão tổ, quay lại nhìn đám người Lục Lâm Thiên rồi nói. Ai là Du Thược? Lục Du Thược nghe vậy vô cùng kinh ngạc, người này dường như cũng không phải là địch nhân, đám người Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh gật đầu, thân hình mềm mại của nàng tiếng lên rồi nói. Tiền bối, là ta. Ánh mắt Cổ Long Vương lập tức nhìn vào Lục Du Thược. Trên khuôn mặt hung thần sát ác hiện lên vẻ vui vẻ, nói. Ngươi không có việc gì là tốt rồi, bằng không khi về tới trước mặt tiểu tử kia ta cũng không có cách nào nói được. Tiền bối. Lục Du Thược có chút nghi hoặc, dường như nàng cũng không quen biết cường giả trước mặt này. Ngươi không biết ta là chuyện bình thường, bọn họ đã tới, ta cũng khỏi phải giải thích. Cổ Long Vương nói xong lập tức nhìn về phía xa, phía trước có năm đạo thân ảnh gấp rút chạy tới. Chỉ lóe lên một cái đã xuất hiện phía trước, tam thiếu niên, hai lão nhân, hai người này có chút tương tự với Cổ Long Vương, y phục đều giống nhau, trên vai đều có huy chương tinh xảo. Mà ba thiếu niên này đều tuấn lãng bất phàm, khuôn mặt cương nghị, khóe miệng có chút tà khí, trên vai cũng có một tấm huy chương tinh xảo, khí tức toàn thân nội liếm, sắc bén. Mà khi nhìn thấy ba thiếu niên này, đám người Lục Lâm Thiên, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Lục Du Thược, Lục Tiểu Bạch, Lăng Thanh Tuyền biến đổi, ánh mắt cùng với ba thiếu niên kia đồng thời run lên. Hóa huyết lão tổ nhìn thấy hai người đang tới, ánh mắt lại càng thêm ngưng trọng và khó coi. Giống như là không hy vọng ba người này cùng tới. Phụ thân, Tiểu Long Thúc, Mẫu Thân, Nhị Tỷ, Bạch Thúc, mọi người như thế nào rồi? Mọi người nhìn nhau, ánh mắt run rẩy, ba thiếu niên kia lập tức lớn tiếng lao thẳng về phía trước. Nhanh chóng bổ nhào vào trong ngực Lục Lâm Thiên và Tiểu Long, kinh hỉ nói. Phụ thân, Tiểu Long Thúc, chúng con rốt cuộc cũng tìm được hai người. Các con không có việc gì là tốt rồi. Trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng rung động và kinh hỉ, đây chính là Lục Trực, Lục Thành, Lục Phương, ba huynh đệ này không ngờ trong vòng một ngày có thể nhìn thấy vô số người nhà của mình. Ba tiểu gia hỏa, không sao chứ. Đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Bạch Linh vây quanh ba người Lục Thành, đều cao hứng không thôi. Mẫu thân, làm sao mọi người tới đây? Lục Trực đi tới bên người Độc Cô Cảnh Văn, nhìn thấy mọi người có mặt, sau khi kinh hỉ lập tức có chút kỳ quái hỏi. Nói rất dài dòng, sao các con lại tới đây? Con đi cùng sư phụ. Người một nhà đoàn tụ, thế nhưng lại khiến cho lão giả âm hàn kia vô cùng khó coi. Dường như rất rõ chỗ khủng bố của ba lão giả vừa mới xuất hiện. Ba tiểu gia hỏa, nhị tỷ của các ngươi không có việc gì. Có thể yên tâm rồi. Cổ Long Vương nói với ba người Lục Trực, cũng không để ý tới đám người hóa huyết lão tổ, dường như hoàn toàn coi đám người này là vô hình vậy. Phụ thân, mẫu thân, con giới thiệu với mọi người một chút. Đây là ba vị sư phụ của chúng con. Lần này sư phụ thu được tin tức của nhị tỷ, cho nên mang chúng con cùng tới đây. Lục Trực mỉm cười. Cao hứng giới thiệu phụ mẫu mình với ba người Cổ Long Vương, nói. Sư phụ, sư thúc, đây là phụ mẫu con, A-di, còn có nhị tỷ, Tiểu Long Thúc, Bạch Thúc. Nhà các ngươi thật nhiều người a, xem ra phụ thân ngươi có diễm phúc vô cùng sâu nha. Cổ Long Vương tùy tiện nhìn qua Lục Lâm Thiên rồi nói. Nhưng mà xem ra thiên phú của người nhà các ngươi đều rất mạnh. Thì ra là ba vị ân sư của Thành Nhi, Trực Nhi, Phương Nhi. Đa tạ ba vị tiền bối chiếu cố đám nhỏ. Lục Lâm Thiên nghe vậy lập tức ôm quyền thi lễ với ba người, hắn cũng nhìn ra, ba người này nhìn qua hung thần sát ác, thế nhưng có lẽ đối với đám người Lục Trực cũng không tệ. Không cần đa lễ, ngươi là phụ thân của đồ đệ ta, tự nhiên ngang hàng với ta. Về sau đều là người một nhà, không cần phải khách khí. Lão Phu gọi là Cổ Long Tổ, đây là nhị đệ Cổ Long Tôn, kia là tam đệ Cổ Long Vương. Theo thứ tự là sư phụ của Lục Thành,
Lục Trực, Lục Phương. Trong ba lão nhân, người có khuôn mặt già nua nhất nói với Lục Lâm Thiên, sắc mặt hiện lên chút nghi hoặc, dường như muốn âm thầm dò xét khí tức trên người Lục Lâm Thiên, lại phát hiện ra mình không có cách nào nhìn trộm. Lục Lâm Thiên ôm quyền nói xong, lúc này mới cẩn thận đánh giá ba người vừa mới xuất hiện, Cổ Long Tổ có khuôn mặt già nua nhất, Cổ Long Tổ cao nhát, Cô Long Vương nhìn vạm vỡ nhất. Ba người này giống nhau như đúc, trên vai ba người đều có một huy chương giống như đúc, mà ngay cả ba người Lục Thành, Lục Trực, Lục Phương cũng có, bất quá lại có chút không giống mà thôi. Khí tức ba người đều thâm bất khả trắc, vẻ mặt đều hung thần sát ác. Sư phụ, Thiên Long Tông còn có một người cuối cùng a. Lúc này Lục Trực, Lục Phương, Lục Thành đang nói gì đó với Lục Du Thược đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt bắn ra hàn ý. Lục Thành, con muốn thế nào? Cổ Long Tổ nhìn qua Lục Thành rồi hỏi. Sư phụ, Lục Thành nhìn Cổ Long Tổ, lập tức nhìn vào lão giả âm hàn đang vô cùng khó coi nói. Người của Thiên Long Tông này truy sát tỷ tỷ con, làm tổn thương phụ mẫu con, người cuối cùng còn lại này nhất định phải chết, mong sư phụ giúp đệ tử báo thù. Khặc khặc, tiểu tạp chủng, người một nhà đoàn tụ sao? Người cho rằng lão phu dễ giết như vậy sao? Lão giả âm hàn nghe vậy, lập tức nhìn về phía Lục Thành, ánh mắt âm trầm run rẩy, hàn ý ngập trời. Nếu ta suy đoán không sai, có lẽ người gọi là Liên Hàn Long đúng không? Tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong mà thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình bất tử sao? Đồ đệ của ta nói muốn giết ngươi vậy thì ta sẽ giết ngươi. Có gì là kỳ quái cơ chứ? Khuôn mặt già nua của Cổ Long Tổ khẽ đổi, tinh mang trong mắt dần dần bắn ra. Thiên cuồng tam đạo, đây là trung minh thế giới, các ngươi muốn động thủ trong trung minh thế giới thì lên khiêm tốn một chút. Hóa huyết lão tổ trầm giọng nói, ba người này dường như không để hắn vào trong mắt. Thiên cuồng tam đạo. Lục Lâm Thiên nghe vậy, hóa ra thiên cuồng tam đạo là danh xưng của sư phụ ba tiểu tử Lục Trực, Lục Thành, Lục Phương. Hóa huyết, người muốn nhúng tay vào hay sao? Có muốn đi ra ngoài khoa tay múa chân một chút hay không? Cổ Long Tôn trầm giọng nói. Trong mắt hóa huyết lão tổ nổi lên huyết quang nhàn nhạt, nói. Nếu như đi ra ngoài vận động thì không bằng ở trong trung minh thế giới vận động một chút đi. Tóm lại. Ở trong trung minh thế giới ta còn chưa tới phiên người ngoài dương oai. Hóa huyết lão nhân, chẳng phải vào trong trung minh thế giới bị thiên địa áp chế sao? Như vậy thì tính là bổn sự gì? Cổ Long Vương không chút khách khí nói. Ánh mắt hóa huyết lão tổ co rúm lại, cũng có chút tức giận, trầm giọng nói. Thì tính sao, trong trung minh thế giới thực lực của ta không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, mà ba người các ngươi chỉ có thể bảo trì ở tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong mà thôi. Coi như ba người các ngươi liên thủ cũng khó có thể chống lại ta. Hôm nay ta muốn cho đám người kia ở lại, các ngươi có thể làm gì được ta? Khẩu khí thật lớn, chỉ tiếc thiên cuồng tam đạo bị thiên địa uy áp, thế nhưng ta lại không bị. Ngay khi hoa huyết lão tổ vừa mới nói xong, trên không trung đột nhiên vang lên một đạo âm thanh già nua, sâu kín. Nhưng vào lúc này, khi đạo âm thanh già nua kia vừa mới dứt, từ chỗ sâu trong hư không đột nhiên xuất hiện chấn động. Lập tức có hơn 10 đạo thân ảnh phá không lao ra. Uy áp khủng bố lập tức hàng lâm trong không trung. Trung minh thế giới nho nhỏ không ngờ lại có khẩu khí lớn như vậy, ta muốn nhìn xem ngày hôm nay ai dám động vào người Lục gia. Ngay lúc đó, trên hư không bên cạnh cũng xuất hiện chấn động, lần nữa có hơn 10 đạo thân ảnh phá không xuất hiện, uy áp khủng bố không kém một chút nào tràn ra. Trung minh thế giới nho nhỏ đã dám đối phó với người của thần thú thế giới ta, lá gan cũng không nhỏ a. Gần như cùng một lúc, một tiếng quát thanh thúy vang vọng, trên không trung lần nữa có vết nứt không gian xuất hiện, hơn 10 đạo thân ảnh mang theo khí thế bá đạo mênh mông hàng lâm. Ba đội ngũ hàng lâm không trung, ba cỗ khí thế mênh mông cuồn cuộn lan tràn khiến cho tất cả mọi người có mặt chung quanh run rẩy, linh hồn tự nhiên bỡ ngỡ, nguyên lực trong cơ thể giống như lặng lẽ cứng lại. Ba đội ngũ xuất hiện, đầu lĩnh là một nữ tử tuyệt mỹ và hai thiếu nữ xinh đẹp. Đội ngũ tới đầu tiên dẫn đầu chính là một thiếu nữ mặc bộ váy màu trắng mộc mạc, nàng đạp không đứng lơ lửng, khí chất cao quý, tùy ý mà không mất đi vẻ trang nhã, trong cao quý lại hiện lên vẻ mị hoặc không thôi. Loại vũ mị, mị hoặc này đến mức tận cùng lại biến thành thánh khiết, khiến cho trong lòng người ta không dám sinh ra bất cứ sự khinh nhờn nào. Sau lưng thiếu nữ này còn có chừng 30 người, nam tuấn lãng, nữ thì xinh đẹp, khí tức trên người đều rất khủng bố. Không có ai là kẻ yếu,
người thấp nhất cũng có tu vi niết bàn cảnh. Sau lưng thiếu nữ thánh khiết này còn có một lão giả tuấn lãng nhìn như già nua, khí tức trên người người này khiến cho hóa huyết lão tổ, thiên cuồng tam đạo rung động. Trong đội ngũ thứ hai ước chừng có 50 người, đều là nữ tử, đồng thời đều là cường giả. Thực lực thấp nhất cũng là niết bàn cảnh. Tất cả mọi người đều cung kính vây quanh một thiếu nữ ước chừng 18-19 tuổi, dung nhan tuyệt mỹ như trích tiên, khí chất cao ý mà thanh nhã, con mắt như trăm hoa đua nở, rực rỡ đầy sao. Bên người thiếu nữ có khí chất cao quý kia còn có một phụ nhân mỹ mạo chừng 40 tuổi, y phục mộc mạc, thế nhưng lại không nhiễm trần thế, toàn thân không có bất kỳ một chút khí tức nào chấn động thế nhưng lại hấp dẫn ánh mắt của đám người thiên cuồng tam đạo cùng hóa huyết lão tổ, khiến cho ánh mắt bốn người này ngưng trọng. Đội ngũ cuối cùng vừa tới lại có nhân số lớn nhất, khoảng chừng 8-90 người, khí tức rõ ràng cho thấy mạnh mẽ hơn nhiều, dẫn đầu là một nữ tử có da thịt trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, giống như một đóa hoa sen mới nở, không nhiễm trần thế, khí chất cũng cao quý dị thường. Bên người nữ tử tuyệt mỹ này còn có một lão giả thân hình vạm vỡ, rõ ràng không có bất kỳ khí tức nào chấn động, thế nhưng trong lúc mơ hồ lại phóng ta khí thế hùng hồn giống như một đầu sư tử mạnh mẽ. Ba đội ngũ này xuất hiện, trong lúc vô hình làm cả trung minh thế giới bị ảnh hưởng. Khiến cho tất cả cường giả của vô sắc thế giới và trung minh thế giới cơ hồ đều có cảm giác hô hấp khó khăn, người thực lực thấp một chút, hai chân đã sớm phát run. Lục Lâm Thiên này có địa vị gì, không ngờ lại có nhiều thế lực cường hãn xuất hiện bảo hộ như vậy. Cường giả trong trung minh thế giới thấp giọng lẩm bẩm nói, sắc mặt Liên Hàn Long co rúm. Thần thú thế giới, đó là thế giới hỗn độn a. Đó là thiên nữ cung, cũng tới từ thế giới hỗn độn. Sắc mặt hóa huyết lão tổ từ ngưng trọng trở thành khó coi. Lục Âm, Lục Doanh, Tĩnh Thần, là Lục Âm và Lục Doanh. Đội trưởng, là Tĩnh Thần công chúa tới. Trong chớp mắt ngắn ngủi này, ánh mắt đám người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Lục Tiểu Bạch và những người khác run lên, lập tức kinh ngạc tới mức khó có thể phục hồi tinh thần lại được. Phụ thân, mẫu thân, nhị tỷ, Tiểu Long thúc, Bạch thúc. Trên không trung, hai đạo âm thanh dịu dàng mang theo sự cao hứng vang vọng, hai thiếu nữ xinh đẹp tựa như trích tiên lao thẳng từ trên xuống, kinh hỉ giống như hai con hồ điệp lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt đám người Lục Lâm Thiên, lập tức bổ nhào vào trong lồng ngực của Lục Lâm Thiên. Hai nha đầu, sao các con lại tới đây? Lục Lâm Thiên rung động và kinh hỉ, hai tay ôm hai thiếu nữ xinh đẹp này vào trong ngực. Hắn không ngờ ngay cả hai tiểu nha đầu Lục Âm và Lục Doanh cũng đi vào trong trung minh thế giới này. Phụ thân, sau khi con nghe được tin tức của nhị tỷ lập tức chạy tới đây. Con cũng nghe thấy tin tức của nhị tỷ cho nên mới chạy tới. Hai người Lục Âm và Lục Doanh cao hứng nói, lập tức đi tới bên cạnh mẫu thân mình, người một nhà gặp lại. Vậy mà không chờ ta, dường như người bị thương, không sao chứ. Âm thanh dịu dàng vang lên, thân hình mềm mại uyển chuyển của Tĩnh Thần công chúa liên tục bước tới bên cạnh Tiểu Long. Sao nàng lại tới đây? Ánh mắt Tiểu Long kinh ngạc, nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt, rất là kinh ngạc nói. Không phải nàng nói ta không thể điều động đại quân quy mô tới đây hay sao? Ngươi không thể đem đại quân quy mô lớn tới đây, thế nhưng ngươi đã tới, ta làm sao lại yên tâm để cho ngươi tự mình tới đây? Mẫu hoàng cũng lo lắng cho ngươi, cho nên mới để cho sư trưởng lão và ta cùng tới đây. Tĩnh Thần công chúa nói với Tiểu Long. Trưởng môn có nhiều nhi tử, nhi nữ như vậy. Địa vị sau lưng dường như đều vô cùng khủng bố a. Sau lưng Phi Linh Môn không ngờ còn có nhiều người khủng bố như vậy. Người của Phi Linh Môn cùng đám người Hoàng Linh Lạc, An Song Dương, Tử Hỏa cùng với người của vô sắc trung thiên thế giới lúc này kinh ngạc không thôi. Trong thời gian không lâu, nhìn bộ dáng xem ra viện quân của Phi Linh Môn tới không ít, từ khí thế mà nói, còn không phải là viện quân bình thường. Huyết Tuyết Ngưng ở phía xa nhìn thấy cảnh này trong mắt hiện lên vẻ chấn động và rung động. Thú thần điện của thần thú thế giới, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trong thái hoàng thế giới, thiên nữ cung trong vô tư thế giới. Ba thế lực số một trong thế giới hỗn độn cùng nhau giá lâm thai minh thế giới, chúng ta không tiếp đón từ xa, mong chư vị thứ lỗi. Âm thanh mờ ảo vang lên, trên trời cao xuất hiện chấn động, dưới ánh mắt của mọi người lần nữa có hơn 10 đạo thân ảnh đáp xuống. Khí tức khủng bố nhanh chóng hàng lâm trong phiến thiên địa vốn đã gió nổi mây phun này. Oanh! Trên trời xanh mơ hồ xuất hiện tiếng vang ầm ầm, dường như cả trung minh thế giới bởi vì chúng cường giả hàng lâm đã có dấu hiệu không chịu đựng nổi.
hơn 10 đạo thân ảnh đáp xuống không trung, dẫn đầu là hai lão giả mặc trường sam rộng thùng thình, ánh mắt hai người lập tức nhìn về phía Mỹ phụ nhân theo Lục Âm tới, sau đó là lão giả tuấn lãng sau theo Lục Doanh cùng với lão giả vạm vỡ sau lưng Tĩnh Thần công chúa. Còn có Thiên Cuồng Tam Đao. Nhìn 6 người này, ánh mắt hai người bắt đầu có chút khó coi, lập tức nhìn qua mảnh sơn mạch đổ nát, máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi phía dưới, hai hàng lông mày nhíu lại. Hai vị ma trưởng lão. Nhìn thấy đám người này hàng lâm, đám người hóa huyết lão tổ, Vong Thiên, Liên Hàn Long, Tử Môn lúc này mới khẽ thở ra một hơi, hai hàng lông mày giãn ra, lập tức đi tới trước mặt hai người này hành lễ, vô cùng cung kính. Ma Đàm, Ma Việt, đã lâu không gặp, xem ra trung minh thế giới này là của ma gia các ngươi a. Mỹ phụ nhân theo Lục Doanh tới nhìn hai người này nói, dường như cũng là người quen biết cũ. Hạo Nguyệt tiên tử, đã lâu không gặp, không biết thiên nữ cung lần này tới trung minh thế giới là có gì chỉ giáo. Lão giả có vẻ mặt hòa ái, thân hình cao hơn trong hai người vừa tới lập tức hỏi Mỹ phụ nhân kia. Ánh mắt Mỹ phụ nhân này chớp động, nói. Ma đàm, chuyện cụ thể ta cũng không rõ, nghe nói chuyện này có liên quan tới Thiên Long Tông, ta thấy cái này phải hỏi Thiên Long Tông một chút. Liên Tông chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão giả gọi là Ma Đàm lập tức nhìn về phía Liên Hàn Long, từ tình huống máu chảy thành sông, thi thể ngập tràn phía dưới hắn đã nhìn ra chuyện này có quan hệ với Thiên Long Tông. Thế nhưng không biết vì sao lại làm cho nhiều cường giả khủng bố như vậy tới trung minh thế giới, trong đó ba cỗ thế lực kia đều không phải bình thường. Ba người cuối cùng cũng không phải bình thường, thế lực sau lưng không kém. Ma trưởng lão, người phải làm chủ cho Thiên Long Tông ta. Cũng không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện một đám người, bọn chúng rầm rộ tiến vào trung minh thế giới ta, diệt Thiên Long Tông, giết nhi tử ta, khi dễ người trung minh thế giới, khi dễ người Thái Minh Đại Thiên thế giới, không để Thái Minh Đại Thiên thế giới chúng ta vào trong mắt. Liên Hàn Long lập tức nói với Ma Đàm. Nói nhảm, Thiên Long Tông dùng lực giết tiểu nữ, ta cũng chỉ có thể tới cứu giúp mà thôi. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu trầm giọng nói, xem ra địa vị đám người Lục Doanh. Lục Âm mang tới có địa vị không tầm thường, cũng không sợ người của trung minh thế giới này. Cũng không phải là như vậy, nghe nói tiểu nha đầu kia là người giết ba tôn tử của Liên Bất Bại trước, đây là ba hậu bối trực hệ của hắn, chuyện này cũng không trách Thiên Long Tông động thủ được. Tử Môn do dự một chút rồi nói với hai người Ma Việt, Ma Đàm. Ba đệ tử Thiên Long Tông làm khó xử tiểu nữ, tại sao lại không giết được? Giết cũng coi như tiện nghi cho ba tiểu tử kia. Lăng Thanh Tuyền tiến lên, trong đôi mắt đen láy bắt ra sát ý. Ma trưởng lão, người nhìn thấy không, đám người này hung hăng càn quấy, không coi người Thái Minh Đại Thiên thế giới chúng ta vào trong mắt. Liên Hàn Long nhìn Lăng Thanh Tuyền, hàn ý trong mắt bắn ra, thế nhưng hiện tại hắn cũng không dám tùy tiện động thủ, cho nên lập tức nhìn về phía Ma Việt và Ma Đàm. Ma Đàm không nói gì, ánh mắt biến ảo, nhìn người vô sắc thế giới cùng với cảnh tượng máu chảy thành sông phía dưới, nói. Bất kể như thế nào, đây là Thái Minh Đại Thế Giới, tới Thái Minh Đại Thế Giới ta dương oai, đồ sát người Thái Minh Thế Giới ta, hôm nay phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Giết mấy người thì tính cái dám gì, người có tư cách gì mà chúng ta phải giải thích. Lão giả vạm vỡ bên người Tĩnh Thần công chúa dường như nghe thấy Ma Đàm nói vậy vô cùng khó chịu, ánh mắt trợn lên, không chút khách khí nói. Người thú thần điện, đừng quên, đây là Thái Minh Thế Giới không tới phiên người ngoài dương oai. Ma Đàm nhìn lão giả vạm vỡ sau lưng Tĩnh Thần công chúa, trầm giọng nói. Nếu như muốn động thủ, trừ phi ngươi muốn khiến cho Thái Minh thế giới và thần thú thế giới đại chiến, ta thấy chuyện này nếu như tới tai Tuyên Cổ Điện, ngươi lại động thủ trong Thái Minh thế giới, đến lúc đó ngươi cảm thấy bao nhiêu người sẽ cảm thấy ngươi có lý. Hừ, lão giả vạm vỡ này dường như cũng kiêng kỵ thứ gì đó, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Ma Đàm, cuối cùng chỉ có thể oán hận không thôi. Coi như là hắn cũng phải tuân thủ một ít quy tắc. Cuồng sư trưởng lão bất giận, chúng ta tới đây cũng không phải động thủ, chỉ là tới đón người của chúng ta về mà thôi. Nếu như có người ngăn cản thì chúng ta cũng không cần khách khí. Khi đó cho dù Tuyên Cổ Điện có hỏi tới cũng có thể ăn nói được. Tĩnh Thần công chúa nói với lão giả vạm vỡ kia xong lập tức nói với Tiểu Long. Tiểu Long, lão đại và chất nữ của ngươi không sao chứ? Nếu như không có việc gì chúng ta đi thôi. Một khi chúng ta rời đi, để xem ai dám ngăn cản. Ánh mắt Tiểu Long biến ảo, lập tức nhìn qua Lục Lâm Thiên bên cạnh rồi nói. Lão đại,
đây là tĩnh thần công chúa, lúc trước đệ tử khe hẹp không gian đi ra được tĩnh thần công chúa cứu. Sau đó tới thần thú thế giới, vị này chính là cuồng sư trưởng lão. Bái kiến tĩnh thần công chúa, cuồng sư trưởng lão, đa tạ tĩnh thần công chúa chiếu cố Tiểu Long, đa tạ. Lục Lâm Thiên ôm quyền nói, hắn không khó nhìn ra lai lịch của đám người tĩnh thần công chúa này khá lớn. Thế lực trong thế giới hỗn độn, hậu trường không cần phải nói, cuồng sư trưởng lão này rõ ràng đã đạt tới cấp độ hóa hồng cảnh. Thấy Lục Lâm Thiên ôm quyền hành lễ, cuồng sư trưởng lão cũng khẽ gật đầu. Không cần đa lễ. Tĩnh thần công chúa dịu dàng hạ thấp người thi lễ với Lục Lâm Thiên, ánh mắt vô cùng hiếu kỳ dò xét Lục Lâm Thiên trước mắt rồi nói. Tiểu Long thường xuyên nhắc tới ngươi trước mặt ta, ngươi là huynh đệ của Tiểu Long, về sau cũng là bằng hữu của tĩnh thần ta. Ta thấy nếu như không có việc gì chúng ta đi thôi, ở đây cũng không có gì tốt. Trên không trung, Mỹ phụ nhân của Thiên Nữ Cung nói. Phụ thân, nhị sư tỷ con nói nếu như không có gì tổn thất thì đi trước thôi. Nơi này dù sao cũng là Thái Minh thế giới, một khi cường giả khác trong Thái Minh thế giới tới đối với chúng ta cũng không phải là một chuyện tốt, đến lúc đó cho dù muốn đi cũng phải tốn không ít nước miếng. Sau khi Lục Doanh được Mỹ phụ kia truyền âm xong lập tức nàng truyền âm vào trong tai Lục Lâm Thiên, lại nói. Còn Liên Hàn Long cuối cùng, coi như là người có tu vi hóa hồng cảnh ra tay, trong Thái Minh thế giới này cũng không nhất định có thể đánh hắn ta chết. Cũng chỉ có thể để sau này nghĩ biện pháp vậy. Muốn đi, nào có nhẹ nhàng như vậy, phải cho ta một câu trả lời, bằng không coi Thái Minh thế giới ta không có người sao. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Ma Việt âm trầm nói. Chúng ta muốn đi, để ta xem ai dám ngăn cản. Lão giả Tuấn Lãng theo Lục Âm tới trầm giọng nói, ánh mắt trầm xuống, bộ dáng Tuấn Lãng, tuổi tác có lẽ cũng không nhỏ, thế nhưng tính tình lại vô cùng nóng nảy. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, đáng tiếc đây không phải là Thái Hoàng thế giới. Sắc mặt Ma Việt có chút khó coi, hắn rất rõ ràng chỗ khủng bố của Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc này, căn bản không có bao nhiêu thế lực dám trêu vào. Thế nhưng hiện tại đã đâm lao phải theo lao, bất kể thế nào ma gia cũng tuyệt không thể yếu thế hơn người khác. Đừng lề mề nữa, ai giúp ta ngăn lại Ma Việt gì đó, còn có Ma Đàm, Hóa Huyết lão nhân kia, ba huynh đệ chúng ta sẽ đánh chết Liên Hàn Long kia, sau đó rời đi, để xem bọn họ có thể làm được gì. Thái Minh thế giới mà thôi, ra khỏi Thái Minh thế giới, ba huynh đệ chúng ta không sợ. Cổ Long Vương lạnh nhạt nói. Ma Đàm. Ma Việt nhìn huy chương trên vai Thiên Cuồng Tam Đạo, cảm nhận khí tức trên người ba người này, ánh mắt biến đổi, lập tức nói. Chẳng lẽ các ngươi có quan hệ với Phi Thiên Đạo Tặc sao? Nói nhảm, chúng ta đã tới chẳng lẽ lại không có sao? Tóm lại ta thấy ma gia các ngươi còn chưa làm gì được Phi Thiên Đạo Tặc chúng ta. Cổ Long Tổ mở miệng nói. Lão đại, bây giờ đi hay là ở lại? Muốn đánh chết lão gia hỏa kia sợ rằng cũng không dễ. Âm thanh của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên, nói. Chúng ta đi trước, về sau lại đối phó với lão gia hỏa này. Hít. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, nếu như bình thường thả Liên Hàn Long kia có chút không ổn, thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Nhưng mà hôm nay, Lục Lâm Thiên rất lo lắng, hiện tại những người thân nhất của hắn đều ở bên cạnh. Nếu như hôm nay tha cho Liên Hàn Long này rời đi, người này đã không còn gì trong tay. Thiên Long Tông đã bị diệt, cho nên hắn ta sẽ không còn cố kỵ gì nữa. Đến lúc đó một khi người này ra tay với người bên cạnh hắn, hậu quả khi đó hắn sẽ không chịu nổi. Hai vị ma trưởng lão, nhất định không thể để cho bọn họ rời đi, bọn họ không để Thái Minh thế giới chúng ta vào trong mắt. Bọn họ tưởng ma gia sợ bọn họ hay sao? Liên Hàn Long phẫn nộ nói, hắn sợ đám người Lục Lâm Thiên nghênh ngang rời đi, nếu như hôm nay để cho Lục Lâm Thiên và yêu thú kia rời đi. Dùng hậu trưởng sau lưng hai người này, về sau muốn đánh chết càng thêm khó khăn. Hai người Ma Đàm, Ma Việt nhìn về phía Liên Hàn Long, ánh mắt chớp động, oán hận không thôi. Lần này Thiên Long Tông chọc phải phiền phức lớn như vậy, đều đưa tới cự phách một phương. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, Thú Thần Điện, Thiên Nư Cung, ba thế lực đỉnh cấp trong thế giới hỗn độn. Tăng thêm Phi Thiên Đạo Tặc, cũng may đây là Thái Minh thế giới cho nên đối phương mới cố kỵ, nếu như ở bên ngoài mà nói. Bất luận một thế lực nào trong bốn cỗ thế lực này còn nằm trên ma gia bọn họ. Ở bên ngoài, mấy thế lực này có thể động thủ, đến lúc đó ma gia sẽ không gánh được. Mà nếu hôm nay triệt để đắc tội với mấy thế lực lớn này,
đến lúc đó người ma ra ngoài gặp phải người của mấy thế lực này, hậu quả thế nào không cần phải nói. Chỉ là đồng thời, nếu như hôm nay ma ra không ngăn cản, không hành động tìm công đạo, vậy thì sau này ma ra sẽ trở thành trò cười cho cả Thái Minh thế giới. Cho nên ma Việt và ma Đàm trong lòng oán hận không thôi, liên hàn long này gây ra phiền phức lớn như vậy còn kéo ma ra vào trong vòng xoáy lớn này, tiến thoái lưỡng nan, đâm lao phải theo lao, khiến cho hai người bọn họ hiện tại giống như đang ngồi trên bàn trông vậy. Nếu không phải lúc này còn có người ngoài ở dây, ma Việt và ma Đàm sợ rằng hận không thể bổ liên bàn long này làm đôi. Chư vị, ngay khi sắc mặt hai người ma Đàm và ma Việt âm thầm biến hóa, thân hình Lục Lâm Thiên bỗng nhiên sải bước ra, ánh mắt biến ảo. Nghe vậy tất cả mọi người cùng với không ít ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên quét qua chung quanh, cuối cùng nhìn về phía Liên Hàn Long, nói. Việc này đều vì phi linh môn ta và Liên Hàn Long mà tạo thành, ta muốn để cho ta và Thiên Long Tông tự mình giải quyết, tránh cho mọi người khó xử. Tiểu tử, khẩu khí rất lớn, ngươi muốn giải quyết thế nào? Ma Đàm đang đâm lao phải theo lao nghe vậy ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, phụ thân, Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Linh Tướng Đê, Lục Doanh mà mọi người lên tiếng, ánh mắt biến đổi. Hai con mắt xinh đẹp của Lục Du Thược lúc này tràn ngập vẻ ngưng trọng, ánh mắt mang theo vẻ chấn động nhìn về phía thân ảnh mặc áo bào xanh phía trước. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu với đám người Bắc Cung Vô Song, Lục Doanh rồi mỉm cười, lập tức ngẩng đầu nói với Ma Đàm. Rất đơn giản, chuyện hôm nay của Phi Linh Môn và Thiên Long Tông sẽ do ta và Lão Thất Phu Liên Hàn Long kia giải quyết. Ai cũng không được nhúng tay vào, ta thua, các ngươi muốn thứ gì cứ việc mở miệng. Ta thắng cũng như vậy. Siêu. Khi Lục Lâm Thiên nói xong, cơ hồ tất cả phiến thiên địa này yên tĩnh, vô số ánh mắt kinh ngạc, há hốc mồm nhìn về phía Lục Lâm Thiên, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Ực, thậm chí đám người Thất Sát, Thất Kiếm, Âm Minh Dạ Xoa và những người khác của Phi Linh Môn thì đều nuốt một ngụm nước bọt, cho nên những người khác không cần phải nói. Tất cả đều cực kỳ kinh ngạc, khiếp sợ. Thiên Cuồng Tam Đạo, Cuồng Sư, Tĩnh Thần Công Chúa, Hạo Nguyệt Tiên Tử, còn có lão giả Tuấn Lãng trong Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc và vô số người nghe vậy đều cảm thấy chấn động vì Lục Lâm Thiên. Thiếu chủ, vô tướng cũng không nhịn được lao lên tiếng, hắn hiểu rõ thực lực và thiên phú của thiếu chủ cho dù mạnh mẽ tới đâu, thế nhưng sự thật đã bày trước mặt, niết bàn cảnh cao giai không có khả năng chống lại tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, kết quả cũng đã sớm chứng minh. Lục Lâm Thiên phất tay với vô tướng, miệng khẽ cười nhạt, ý bảo vô tướng không can phải nói thêm gì. Khặc 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 khặc, Liên Hàn Long cười, âm trầm cười lớn, đánh chết đối phương trước cũng tốt, hắn lập tức nhìn qua Lục Lâm Thiên, hàn ý trong mắt bắn ra, nói. Tiểu tử, đây là lựa chọn của ngươi, ta thật sự có chút bội phục dũng khí của ngươi. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn làm vậy thật chứ? Nếu như muốn đi, ta mang ngươi đi, những người này cũng không ai có thể làm gì được ngươi. Cổ Long Vương dùng ánh mắt không thể tin được. Giống như nhìn một người não bị vô nước nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi nói. Đa tạ hảo ý của tiền bối, ta đã suy nghĩ cẩn thận, đối phó với lão thất phu này có lẽ không thành vấn đề. Lục Lâm Thiên gật đầu cười cười. Cũng tốt, việc này do Thiên Long Tông và Phi Linh Môn tạo thành. Vậy thì để cho Phi Linh Môn và Thiên Long Tông giải quyết thì tốt hơn. Liên Tông Chủ, ngươi không có ý kiến gì chứ? Ma Đàm hận không thể bước ra sớm một chút. Lúc này để mọi việc lên đầu đám người Thiên Long Tông là tốt nhất, huống chi hắn thực sự không tin Liên Hàn Long sẽ thua trong tay người thanh niên kia. Ta không thành vấn đề, đương nhiên không có một chút ý kiến nào. Liên Hàn Long âm trầm nói, ánh mắt âm trầm đã sớm tập trung lên trên người Lục Lâm Thiên. Có người tự động muốn chết làm sao hắn lại phải cự tuyệt cơ chứ? Vậy thì như vậy đi, đây là lựa chọn của Thiên Long Tông và Phi Linh Môn, ta thấy chư vị cũng không có dị nghị gì chứ. Ma Đàm lần nữa nhìn qua chúng nhân chung quanh rồi nói. Hạo Nguyệt Tiên Tử, Cuồng Sư, Thiên Cuồng Tam Đạo nhìn qua đám người Lục Doanh, Tiểu Long, Lục Trực, Lục Âm. Nhìn thấy mọi người không có phản đối cho nên cũng chỉ có thể khẽ gật đầu. Đây là lựa chọn của người kia, bọn họ cũng không quản được. Lão Đại, chúng ta liên thủ thì tốt hơn, lão già kia có tu vi tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, thực lực quá kinh khủng. Tiểu Long truyền âm vào trong đầu Lục Lâm Thiên. Yên tâm đi, nói cho Vô Song và Du Thược, ta không xảy ra chuyện gì,
ít nhất lão thất phu kia còn không có làm gì được ta. Lục Lâm Thiên truyền âm nói vào trong tai Tiểu Long. Phụ thân, một đạo âm thanh dịu dàng vang lên, một thân hình mềm mại xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn sang, ánh mắt khẽ đổi, người này chính là Lục Du Thược. Nhìn qua khuôn mặt tuyệt mỹ giống mẫu thân như đúc, thoát tục giống như trích tiên này, khuôn mặt cũng quật cường giống nhau vậy, Lục Lâm Thiên cười cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt quật cường kia rồi nói. Nhà đầu, khó khăn lắm con mới gọi ta một tiếng phụ nhân a. Phụ thân, xin lỗi người, con gây ra rắc rối cho người rồi. Trong ánh mắt của Lục Du Thược hiện lên vẻ chấn động, nàng biết rõ tất cả phiền phức này là do nàng tạo thành. Vì nàng phụ thân mới dẫn đại quân tới Thái Minh thế giới, hiện tại phụ thân mới phải chống lại một siêu cấp cường giả mà có lẽ phụ thân không thể chống lại được. Nhà đầu ngốc, con là con gái của ta, phiền phức này cũng không phải là do con tạo thành. Ở bên ngoài bị khi dễ, có phụ thân ở đây, nhất định ta sẽ làm chùa khô con. Con gái của ta không ai có thể động vào, cho dù là ai cũng không được. Lục Lâm Thiên vỗ vỗ đôi má trên khuôn mặt quật cường kia rồi nói. Đôi mắt sáng của Lục Du Thược biến ảo, thân hình mềm mại bỗng nhiên bổ vào trong lòng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên mở hai tay ra, ôm chặt nha đầu này vào trong ngực, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn. Nha đầu kia rốt cuộc cũng buông xuống được. Nhìn thấy cảnh này, cặp môi đỏ mọng của Lăng Thanh Tuyền khẽ mở, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Phụ thân, vậy người cẩn thận một chút, giải quyết lão thất phu kia, chúng ta còn phải đi tìm đại ca và bát đệ, cửu muội. Lục Du Thược dựa vào vai Lục Lâm Thiên rồi nói. Được rồi nha đầu, phụ thân sẽ không có việc gì đâu, nhất định phải nhớ kỹ, có khả năng đoạn thời gian sắp tới ta sẽ không trở về. Trong khoảng thời gian ngắn này tất cả phải nghe Tiểu Long thúc của con. Lục Lâm Thiên vỗ vỗ vai Lục Du Thược, nhẹ nhàng nói vào tai nàng, sau đó nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Miệng nở nụ cười vui vẻ, sau đó quay người bước ra một bước, ánh mắt trong chốc lát nhìn về phía Liên Hàn Long. Liên Hàn Long nhìn thấy cảnh người nhà đoàn tụ mà nhi tử của hắn lại bị chết, huyền tôn vong, chẳng khác gì là cửa nát nhà tan, khuôn mặt run rẩy, ánh mắt âm hàn tới cực điểm, miệng quát ra một tiếng quát lạnh lẽo, nói. Tiểu tạp trùng, cáo biệt xong chưa? Lão thất phu, ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì được ta hay sao? Huyền tôn của ngươi bị nữ nhi ta giết, con của ngươi bị ta giết, sợ rằng ngươi cũng không sống được. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Tiểu tạp chủng, lão phu thề hôm nay phải nghiền nát ngươi thành cho bụi. Lời nói của Lục Lâm Thiên không thể nghi ngờ chính là sát muối vào vết thương của Liên Hàn Long, lập tức ký lửa giận ngập trời của hắn, khí tức khủng bố toàn thân bắt đầu khởi động. Một mảng lớn không gian gió nổi mây phun. Trời xanh cũng xuất hiện băng sương, sát ý tràn ngập thiên địa. Liên Hàn Long, lão cẩu nhà ngươi muốn giết ta sao? Vậy thì đuổi được ta rồi nói sau, chỉ sợ tốc độ ngươi quá chậm. Lục Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, tay nắm một đám đan dược bỏ vào miệng giống như là kẹo vậy. Ngay khi Lục Lâm Thiên nói xong, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn vào, áo nghĩa không gian trước người Lục Lâm Thiên lan tràn. Áo nghĩa không gian lập tức xé rách ra một vết nứt không gian. Khi âm thanh vừa dứt, thân hình Lục Lâm Thiên đã tiến vào trong vết nứt không gian rồi biến mất. Tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát trong tay lão phu sao? Nực cười, đợi sau khi lão phu bắt được ngươi, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi sống không được, chết không xong. Liên Hàn Long cũng sững sờ, thân hình giống như thuấn di tiến vào trong vết nứt không gian. Đây là... Vốn mọi người còn tưởng rằng hai người này sẽ chiến đấu kịch liệt một hồi. Thế nhưng không ngờ cuối cùng một người trốn, một người đuổi theo, thân ảnh hai người lập tức biến mất tại chỗ. Hai người này muốn làm cái gì? Chúng cường giả nhìn nhau. Trong mắt đám người Bắc Cung Vô Song, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Âm, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh hiện lên vẻ lo lắng. Yên tâm đi, lão đại không có việc gì đâu. Tiểu Long nhíu mày, nhìn thấy mọi người lo lắng cho nên lập tức nói với mọi người. Lão Cẩu. Có bản lĩnh đuổi theo ta được rồi nói sau. Trong kẽ hở thế giới mênh mông, một đạo thân ảnh màu xanh chân đạp phù quang lược ảnh, hóa thành một đạo thiểm điện nhanh chóng phóng về phía trước. Tiểu tạp chủng, ngươi chạy không thoát đâu, không biết tự lượng sức mình. Sau lưng có một tiếng quát vang vọng, trong kẽ hở thế giới có một đạo thân ảnh đuổi theo. Tốc độ rõ ràng nhanh hơn thân ảnh màu xanh kia, những nơi hắn đi qua, không gian ven đường lạnh lẽo, tràn ngập băng xương. Lão tạp trùng, đuổi kịp không? Dường như còn chưa đủ a.
thân ảnh Lục Lâm Thiên như thiểm điện, thân hình được áo nghĩa thời gian, áo nghĩa không gian bao phủ, toàn lực chạy trốn. Hắn đã thực sự vận dụng toàn lực chạy trốn. Loại tốc độ này có áo nghĩa thời gian và không gian phối hợp với thuộc tính phong cùng thi triển. Lấy tu vi và áo nghĩa lĩnh ngộ của Lục Lâm Thiên hiện lại, người có tu vi tuyên cổ cảnh trung giai cũng khó có thể nhìn thấy bóng lưng, mỗi lần lóe lên, thân hình đều phá không tới hư không xa xa. Tiểu tạp chủng, để xem ngươi chạy được tới đâu, ngươi chạy không thoát đâu. Chỉ tiếc Liên Hàn Long là tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, vốn hắn đã một lòng truy sát Lục Lâm Thiên, lại bị Lục Lâm Thiên không ngừng nhục mạ cho nên vô cùng giận dữ, càng toàn lực đuổi theo Lục Lâm Thiên. Siêu siêu. Khoảng cách giữa Liên Bất Bại và Lục Lâm Thiên càng lúc càng gần, lập tức tới khu vực nguy hiểm, Lục Lâm Thiên thậm chí còn có thể cảm giác được sau lưng mình có khí tức âm trầm tới cực điểm. Lão tạp chủng, ngươi cứ chậm chậm đuổi theo đi. Âm thanh vang lên, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên lặng lẽ kết xuất, thân ảnh hóa thành lưu quang quỷ dị lóe lên, thân hình chia ra làm năm, hóa thành năm đạo thân ảnh giống như đúc, phá không về phía năm hướng khác nhau. Đáng hận. Liên Hàn Long vốn muốn toàn lực đuổi theo Lục Lâm Thiên nhìn thấy biến hóa bực này lập tức kinh ngạc, trong mi tâm có một đạo lưu quang lướt đi, hắn không thể không thúc giục linh hồn phân thân cùng đuổi giết Lục Lâm Thiên. Tiểu tạp chủng, chết đi. Trong kẽ hở thế giới mênh mông, bản thể Liên Hàn Long xuất hiện trước mặt một Lục Lâm Thiên, tay đánh ra một đạo trưởng ấn lạnh lẽo về phía trước. Ầm ầm ầm. Không gian bị đóng băng rồi lập tức vỡ nát, thân ảnh Lục Lâm Thiên này lập tức bị đóng băng. Sau đó lập tức hóa thành mảnh vỡ. Giả. Liên Hàn Long giận dữ, cùng một lúc, linh hồn phân thân hắn cũng thúc giục ra một đạo trưởng ấn bằng linh hồn lực lạnh lẽo, đóng băng một Lục Lâm Thiên khác rồi đánh chết, thế nhưng cũng không có bất kỳ một giọt máu tươi nào tràn ra, chỉ là một đạo tàn ảnh. Phanh phanh. Khi Liên Hàn Long và linh hồn phân thân lần nữa lao thẳng tới thân hình Lục Lâm Thiên, trong lúc nổi giận công kích hắn đánh nát một đám kẽ hở thế giới. Thế nhưng đây cũng chỉ là tàn ảnh của Lục Lâm Thiên, căn bản không phải là bản thể. Lão cẩu, xem ra ngươi không làm gì được ta rồi. Sớm lăn trở về chút đi. Âm thanh của Lục Lâm Thiên vang lên, thân hình đã sớm nhân cơ hội trốn vào trong kẽ hở thế giới phía xa xa. Tiểu tạp chủng, ngày hôm nay không nghiền nát ngươi thành tro, lão phu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho dù đuổi tới chân trời góc bể, cũng không buông tha ngươi. Liên Hàn Long nổi giận hét lớn một tiếng, thân hình lập tức nhanh chóng đuổi theo. Tiểu tạp chủng, ngươi chạy không thoát đâu. Ba thời thần sau, Liên Hàn Long lần nữa tới sau lưng Lục Lâm Thiên, khí tức đã dần dần bao phủ lấy Lục Lâm Thiên. Bí pháp ám ma phân thân. Mà lúc này thân ảnh Lục Lâm Thiên lần nữa chia ra làm năm, năm đạo thân ảnh nhanh chóng phóng về năm hướng khác nhau. Tiểu tạp chủng hỗn trướng. Liên Hàn Long phẫn nộ rít lên liên tục, năm đạo thân ảnh. Năm Lục Lâm Thiên cơ hồ nhân cơ hội lần nữa biến mất ở phía xa, linh hồn phân thân và bản thể hắn cũng không thể đuổi theo từng cái một. Năm ngày sau đó, trong kẽ hở thế giới mênh mông, thân hình Lục Lâm Thiên bị bản thể và linh hồn Liên Hàn Long một trái một phải vây vông. Bốn đạo linh hồn phân thân do bí pháp ám ma phân thân tạo thành cũng không dẫn dụ Liên Hàn Long đuổi theo. Trong vòng năm ngày này, Lục Lâm Thiên không biết mình đã xuyên qua bao nhiêu kẽ hở thế giới, xé rách kẽ hở thế giới đi qua. Cũng không biết đã xuyên qua bao nhiêu thế giới, trong đó còn thấy hai kẽ hở thế giới hỗn loạn, bằng vào thực lực của hắn hiện tại cũng hữu kinh vô hiểm mới vượt qua được. Mà trong năm ngày này, số lần mà Lục Lâm Thiên bị Liên Bàn Long đuổi kịp không thấp hơn 10 lần, mỗi một lần Lục Lâm Thiên đều vận dụng bí pháp ám ma phân thân thúc giục mấy đạo thân ảnh mượn cơ hội thoát thân. Nhưng tới lần thứ 5, Liên Hàn Long đã hiểu bí pháp ám ma phân thân của Lục Lâm Thiên, bỏ qua một đạo linh hồn phân thân. Không ngờ nhận ra bản thể Lục Lâm Thiên. Năm ngày đuổi giết, Liên Hàn Long giận dữ tới mức tận cùng, hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra được, không ngờ trong năm ngày hắn không cách nào giết được Lục Lâm Thiên này. Lục Lâm Thiên này có áo nghĩa thời gian và không gian, tăng thêm thủ đoạn quỷ dị cùng với nguyên lực cuồn cuộn không dứt giống như vĩnh viễn không tiêu hao, mạnh mẽ kéo hắn đuổi theo năm ngày. Lục Lâm Thiên đạp không đứng lơ lửng, trên người bố trí thanh linh khải giáp, ánh mắt ngưng trọng. Tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, thực lực và tốc độ so với trong tưởng tượng của hắn còn cường hãn hơn một ít. Lục Lâm Thiên toàn lực chạy trốn, có áo nghĩa không gian và thời gian, nếu như không phải bởi vì có bí pháp ám ma phân thân tương trợ, sợ rằng đã sớm bị bắt kịp. Mà bây giờ không biết bí pháp ám ma phân thân đã bị Liên Hàn Long dùng thủ đoạn gì phá, lúc này cũng đã mất đi tác dụng.
tiểu tạp chủng, chuyến này ngươi trốn không thoát rồi. Liên Hàn Long nổi giận hét lớn, khí tức lạnh lẽo thấu xương quanh thân giống như gợn sóng lan tràn, không gian chung quanh lập tức xuất hiện băng xương rồi vặn vẹo. Siêu! Chỉ một thoáng, cánh tay Liên Hàn Long đột nhiên run lên, năm ngón tay uốn lượn, năm đạo năng lượng lạnh lẽo ngưng tụ thành chảo ấn xẹt qua không gian, dùng xu thế bon lôi phóng về phía trước. Xoẹt! Chảo ấn xẹt qua không gian mang theo tiếng xé gió sắc bén, khiến cho màng nhĩ người khác đau đớn. Ngay sau đó, không trung đóng băng, từng vòng năng lượng rung động đen kịt khuếch tán, đột nhiên bao phủ Lục Lâm Thiên. Thập phương vũ trụ ấn. Một đạo trưởng ấn của Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện, kẽ hở thế giới run lên, một chảo một trưởng đột nhiên va chạm. Phanh. Một chảo một trưởng va chạm, âm thanh bạo liệt nặng nề vang lên, gợn sóng không gian rạn nứt. Từng khe nứt bắt đầu lan tràn ra. Dưới chảo ấn, trưởng ấn lập tức nứt vỡ từng khúc. Một đạo chảo ấn bỗng nhiên xuyên thủng không gian đánh về phía Lục Lâm Thiên, sắc mặt Lục Lâm Thiên đại biến, thân hình nhanh chóng lui lại, áo nghĩa thời gian được thi triển tới mức tận cùng. Xoẹt, xoẹt. Tuy rằng Lục Lâm Thiên có thanh linh khải giáp nhưng vẫn không thể ngăn cản được chảo ấn, hàn khí lạnh lẽo kinh khủng lan tràn, dưới lực lượng mạnh mẽ như vậy. Thanh linh khải giáp trên người Lục Lâm Thiên bị xé rách một mảng lớn, máu tươi lập tức tràn ra. Phụt! Máu tươi trong miệng Lục Lâm Thiên phun ra, thân hình lảo đảo lui lại. Phanh! Cùng một thời gian, linh hồn phân thân của Liên Hàn Long lặng lẽ xuất hiện sau lưng Lục Lâm Thiên, một đạo trưởng ấn bằng linh hồn mang theo khí tức lạnh lẽo cuồn cuộn chút xuống, đánh vào trên lưng Lục Lâm Thiên. Phụt! Lục Lâm Thiên liên tục bị thương, máu tươi trong miệng tuôn ra. Thực lực tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong quả thực quá mức khủng bố, hoàn toàn không phải là thứ mà tuyên cổ cảnh trung giai có thể chống lại. Xoẹt! Thân hình Lục Lâm Thiên lảo đảo lui về phía trước, hai người giao thủ khiến cho kẽ hở thế giới yên tĩnh trở nên hỗn loạn. Trong kẽ hở thế giới hỗn loạn lập tức xuất hiện vô số vết nứt không gian đen kịt, lực lượng khủng bố ở trong kẽ hở thế giới bộc phát ra. Kẽ hở thế giới vốn là nơi không gian cực kỳ không ổn định. Hai người Lục Lâm Thiên và Liên Hàn Long giao thủ, tăng thêm vừa rồi Lục Lâm Thiên lại thi triển thập phương vũ trụ ấn có liên quan tới không gian, cho nên kẽ hở không gian lập tức lung lay giống như sắp đổ. Vốn là kẽ hở thế giới an toàn, thế nhưng trong nháy mắt ngắn ngủi trở thành nơi hỗn loạn, cả phiến không gian hỗn loạn, liên tiếp nứt vỡ. Lực lượng không gian hỗn loạn khủng bố này coi như là niết bàn cảnh cao giai, thậm chí là tuyên cổ cảnh cũng không dám tùy tiện đỡ Upsilon.ng vào. Nói không chừng bên trong còn có nguy hiểm gì đó. Lão cẩu, ngươi không có cách nào làm gì được ta. Có bản lĩnh thì tiếp tục đuổi đi, đời này ngươi không có cách nào báo thù cho Huyền Tôn, nhi tử của ngươi đâu. Lục Lâm Thiên phun ra một ngụm nước bọt sen lẫn máu tươi, trong sát na khi thân hình lảo đảo tiến lên phía trước, dựa thế tiến vào trong kẽ hở thế giới hỗn loạn. Tiểu tạp chủng, kẽ hở thế giới cũng không ngăn cản được ta, không biết tự lượng sức mình. Liên Hàn Long âm trầm quát lạnh một tiếng, ngay sau đó oán hận tiến vào trong kẽ hở thế giới hỗn loạn. Lực lượng của kẽ hở hỗn loạn này vô cùng khủng bố, bất quá đối với tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong như hắn mà nói, ngược lại cũng không được coi là nguy hiểm quá lớn. Siêu! Ba thời thần sau, thân hình Lục Lâm Thiên mang theo thanh linh khải giáp bị Liên Hàn Long xé rách một mảng lớn, hiện tại thanh linh khải giáp đã khôi phục xuất hiện trong một nơi khác. Khóe miệng tràn ngập máu tươi. Thế nhưng lúc này hắn lại nở nụ cười vui vẻ. Đây là một tiểu thế giới, chung quanh có lẽ đều là tiểu thế giới. Tiểu tạp chủng, trước mặt lão phu ngươi trốn không thoát. Cơ hồ ngay sau lưng Lục Lâm Thiên, hai Liên Hàn Long nhanh chóng phóng ra. Lão cẩu, tốc độ của ngươi không đủ, không làm gì được ta. Lục Lâm Thiên chế giễu nói, loại tình huống này không phải là lần đầu tiên hắn gặp phải. Trong năm ngày này Lục Lâm Thiên đã đi qua không ít tiểu thế giới và kẽ hở thế giới trong các tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới, ngoại trừ người của thế giới hỗn độn ra, cơ hồ tất cả sinh linh đều chịu thiên địa áp chế thực lực. Kể cả người thế giới hỗn độn, chỉ là uy áp trên thân những người thuộc thế giới hỗn độn nhỏ hơn nhiều mà thôi. Theo Lục Lâm Thiên phỏng đoán, liên bàn long này tối đa chỉ là bán hỗn độn, người thế giới hỗn độn ở trong tiểu thế giới, người có tu vi đại đạo cảnh không bị áp chế. Niết bàn cảnh bị áp chế ở đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong. Tuyên cổ cảnh thì bị áp chế ở niết bàn cảnh, bán hỗn độn hoặc là ngụy hỗn độn, bất kể là có tu vi cấp bậc gì đều bị áp chế tới đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong. Lục Lâm Thiên âm thầm thở dài một hơi, trong thời gian 5 ngày này,
nếu không phải trải qua không ít tiểu thiên thế giới, hắn đã sớm gặp phiền phức lớn, cũng không thể nào thoát khỏi Liên Hàn Long đuổi giết. Tu vi tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, thực lực quá mức khủng bố, chỉ dựa vào bí pháp ám ma phân thân cũng khó có thể chèo chống. Sau khi tới tiểu thế giới, Liên Hàn Long đã bị thiên địa uy áp, thực lực tu vi bị áp chế ở đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, Lục Lâm Thiên lại không bị bất luận một chút áp chế nào, cho nên áp lực trên người Lục Lâm Thiên mới nhẹ nhõm hơn nhiều. Đương nhiên, cho dù là như vậy, Lục Lâm Thiên cũng không cho rằng mình có bổn sự đánh chết Liên Hàn Long. Liên Hàn Long này coi như ở trong tiểu thế giới bị thiên địa áp chế, thế nhưng dù sao cũng là tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, chỉ có thể phát huy ra thực lực đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, thế nhưng không có nghĩa là hắn ta không có cách nào rời khỏi, muốn đánh chết cũng khó có thể làm được. Bởi vậy dù đang ở trong tiểu thiên thế giới, Lục Lâm Thiên cũng chỉ biểu hiện ra tu vi thông thiên cảnh cao giai mà thôi, tối đa tới bán đạo chi cảnh. Nhưng tốc độ lại bảo trì ở mức độ, một khi Liên Hàn Long sắp đuổi tới thì hắn lập tức có thể tăng tốc. Có hỗn độn âm dương quyết huyền diệu, trên phương diện thu liếm tu vi, Lục Lâm Thiên tự tin Liên Hàn Long này không có cách nào phát hiện ra. Trên đường đi tới tiểu thế giới, Lục Lâm Thiên cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút, cũng thừa cơ khôi phục thêm một chút. Tiểu tạp chủng, cho dù lão phu có phải đuổi tới chân trời góc bể sẽ không buông tha ngươi. Để ta xem cuối cùng ngươi chịu được bao lâu. Liên Hàn Long nổi giận rít lên không thôi. Nhiều ngày như vậy, Liên Hàn Long không khó nhận ra Lục Lâm Thiên căn bản không dám chống lại hắn. Một đường chỉ nhanh chóng liều mạng chạy trốn, thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không giết được đối phương. Tăng thêm trên đường đi Lục Lâm Thiên điên cuồng mắng, cũng khiến cho Liên Hàn Long thể không giết được Lục Lâm Thiên thì không bỏ qua. Liên Hàn Long tự biết bằng vào tu vi tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong của mình, nếu như không giết được một niết bàn cảnh, nếu như chuyện này truyền ra ngoài hắn sẽ trở thành trò cười của mọi người. Huống chi huyết hải thâm cừu còn đó, hắn há có thể không tính. Nhưng hiện tại Liên Hàn Long cũng chỉ có thể đợi. Đợi đến khi Lục Lâm Thiên tiêu hao không còn, tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong đương nhiên niết bàn cảnh không thể so sánh được. Bởi vậy Liên Hàn Long vừa nổi giận vừa chờ đợi, coi như Lục Lâm Thiên này kéo dài được thời gian, thế nhưng cũng sẽ có một ngày nào đó tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó chính là thời điểm hắn nghiền nát tiểu tử này thành tro, tiêu tan mối hận trong lòng hắn. Trong sơn mạch u cốc của Trung Minh thế giới, cả một mảnh sơn mạch bao la bị phá hủy, bị san bằng thành bình địa. Giờ phút này có vô số thân ảnh tán loạn ở khắp nơi, còn dựng lên không ít lều vải tạm thời. Bên ngoài một cái lều nhỏ, đám người Lục Doanh, Lục Âm, Hạo Nguyệt Tiên Tử, Tiểu Long, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Thiên Cuồng Tam Đạo, Cuồng Sư, Lục Tiểu Bạch, Thái A, Vô Tướng, Lục Du Thược, Lục Phương, Lục Trực, Lục Thành đứng đó. Đám người Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Lăng Thanh Tuyền, Bạch Linh vô cùng khẩn trương. 10 ngày rồi, tại sao vẫn còn chưa có ai trở về? Mặc kệ ai thắng ai thua, chắc chắc phải có người trở về ai. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cuồng sư thân hình vạm vỡ lúc này cũng đã không còn giữ được sự bình tĩnh của mình. 10 ngày trôi qua còn chưa có kết quả, có chút kỳ quái. Cổ Long Tổ nói. Tiểu Long Thúc, phụ thân con không có việc gì chứ? Lục Âm đi tới bên cạnh Tiểu Long rồi hỏi. Đôi mắt tinh khiết sáng ngời tràn ngập vẻ lo lắng. Tiểu Long nhíu mày, nhìn Lục Âm rồi nói. Yên tâm đi, phụ thân con không phải là người dễ đối phó, thực lực của Liên Hàn Long rất mạnh, thế nhưng phụ thân con một khi dám làm như vậy tự nhiên cũng có nắm chắc. Thất muội, muội không cần quá lo lắng, tỷ tin rằng phụ nhân nhất định không có việc gì. Lục Du Thược nói, nàng nhớ rõ lúc cuối cùng phụ thân có nói mấy câu bên tai nàng. Cho nên nàng vô cùng tin tưởng phụ thân nhất định sẽ không có việc gì. Cường giả trong vô sắc trung thiên thế giới và phi linh môn ở cách đó không xa, ánh mắt ngưng trọng, lặng lặng chờ đợi. 10 ngày rồi, Liên Hàn Long còn chưa trở về, không phải là hắn ta chưa giải quyết được Lục Lâm Thiên kia đó chứ. Cách đám người vô sắc trung thiên thế giới không xa, ngoài sơn động trên một sườn núi, Ma Việt nói với Ma Đàm, ánh mắt có chút nghi hoặc. Lục Lâm Thiên kia hẳn cũng có chút thủ đoạn. Trước kia không lâu ta mới nhận được tin tức, Lục Lâm Thiên kia ở trong vạn thế đối quyết của Thượng Thanh Đại Thiên thế giới có biểu hiện không tầm thường. Ánh mắt Ma Đàm chấn động, cuối cùng nhìn Ma Việt nói. Đoạn thời gian ngắn trước xảy ra dị tượng thiên địa, trong thiên địa xuất hiện đại sự gì đó. Hiện tại ta có thể khẳng định chuyện này có liên quan tới người này.
Dị tượng thiên địa cửu lôi liên hoàn có quan hệ với lục lâm thiên kia sao? Không thể nào. Trong mắt Ma Việt hiện lên vẻ khinh thường, nói. Dị tượng thiên địa tại sao lại do một tiểu tử niết bàn cảnh tạo ra chứ? Ma Đàm nói với Ma Việt. Tin tức ta nhận được vô cùng chắc chắn, lục lâm thiên kia trên người mang 5 loại áo nghĩa kỳ lạ. Ở trong khu vực săn bắn lĩnh ngộ ra, áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 đã xuất thế. Cái gì? Áo nghĩa kỳ lạ thứ 5? Nghe vậy Ma Việt lập tức há hốc mồm. Lục lâm thiên kia có thiên phú rất mạnh, người mang áo nghĩa kỳ lạ, bản thân còn là tu luyện giả áo nghĩa linh hồn, không gian, thời gian. Nếu luận về thiên phú, người trẻ tuổi mạnh nhất trong ma gia chúng ta cũng khó có thể so sánh với hắn. Tất cả người trẻ tuổi trong thái minh thế giới này, nếu chỉ luận thiên phú cũng không có ai so sánh được với người này. Loại người này ở trong thượng thanh đại thiên thế giới nhất định vô cùng quan trọng, nếu như đi tới thái minh thế giới, mà gặp chuyện trong thế giới của ma gia chúng ta, chuyện này vô cùng lớn. Trong mắt Ma Đàm hiện lên vẻ chấn động, mang theo hàn ý nhàn nhạt nói. Bất quá lúc này lại là chuyện của hắn là Liên Hàn Long, coi như là Liên Hàn Long đánh chết tiểu tử này, đến lúc đó cũng không còn quan trọng nữa. Ta hiểu rồi. Đến lúc đó cho Liên Hàn Long đứng ra gánh chịu, không có quan hệ với ma gia chúng ta. Ma Việt cười lạnh nói. Nhưng mà đây là do Lục Lâm Thiên tự mình tới thái minh thế giới chúng ta, cho dù là chết thượng thanh đại thiên thế giới cũng có thể làm gì được. Thái minh thế giới chúng ta cũng không sợ thượng thanh đại thiên thế giới. Xoẹt! Vết nứt không gian bị xé nát, một đạo thân ảnh được quang mang bao phủ lướt đi, trong miệng có máu tươi tràn ra, thế nhưng lại cười lạnh không thôi. Miệng có chút dữ tợn quát lớn. Lão thất phu, lão cẩu, lão tạp trùng, tốc độ của ngươi chậm như ốc sên a. Bằng không quay về ổ tu luyện thêm 10 vạn năm nữa rồi lại tới truy sát tiểu gia a. Siêu. Một đạo thân ảnh phá không bắn ra, mang theo khí tức lạnh lẽo thấu xương, khiến cho cả phiến không gian này đột nhiên tràn ngập hàn ý, giống như trời đông giá rét, âm thanh âm trầm quanh quẩn trên không trung. Linh vũ thế giới, đại lục linh vũ. Thế giới này so với 3.000 đại thiên thế giới mênh mông mà nói, nếu tính diện tích, cũng không phải là quá lớn. Từ mấy chục năm trước, mọi người còn nhớ rõ, sau khi đế giả triệu hoán xảy ra không bao lâu, cả thế giới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Năng lượng thiên địa trong thế giới này càng ngày càng mạnh, cường giả đứng trên đỉnh ngàn vạn sinh linh vốn là đế giả, là người mạnh nhất, thậm chí còn không có mấy đế giả. Thế nhưng hiện tại lại không còn giống như khi trước. Biến hóa nghiêng trời lệch đất trong mấy chục năm qua, vốn cả thế giới chỉ có giải rác mấy đế giả hiện tại lại giống như vũ xuất trước kia, trở thành người bình thường. Thậm chí người có tu vi đế giả so với vũ xuất trước kia còn nhiều hơn không ít. Cơ hồ tất cả tu luyện giả, đặc biệt là các hoàng tộc, tất cả các thế lực đỉnh cấp nhanh chóng phát hiện ra, cấp độ đế giả cũng không phải là cấp độ mạnh nhất. Trên đế giả còn có tồn tại cao hơn. Tất cả các thế lực lớn và hoàng tộc nhận được không ít tin tức từ lục gia và phi linh môn. Trên đế giả còn có 9 tầng khác, theo thứ tự là phá giới cảnh, ngộ chân cảnh, thông thiên cảnh, đại đạo cảnh, niết bàn cảnh, tuyên cổ cảnh, hóa hồng cảnh, hư vô cảnh. Cuối cùng là tử mông cảnh, trên đế giả không ngờ còn có nhiều cảnh giới như vậy. Mà tất cả các thế lực lớn và hoàng tộc cũng từ trong miệng phi linh môn và lục gia biết được. Đại lục linh vũ không phải là không gian duy nhất trong thiên địa này, trong trời đất mênh mông có 3.000 đại thiên thế giới, bên ngoài còn có vô số thế giới giống như đại lục linh vũ. Thế giới linh vũ chỉ là một hạt cát trong đó mà thôi. Cấp độ đế giả trước kia ở bên ngoài quả thực không đáng nhắc tới, giống như con sâu cái kiến. Khi tất cả các thế lực lớn và người hoàng tộc biết được chuyện này, quả thực đều không dám tin vào tai mình. Thế nhưng khi nhìn thấy có người có thực lực vượt qua đế giả, đến một tầng thứ mới thì đã không còn ai không dám tin nữa. Đương nhiên, những tin tức này trên đại lục linh vũ cũng không phải ai cũng biết được. Tất cả các thế lực lớn và người các hoàng tộc đều phong tỏa tin tức. Tránh cho một khi những tin tức này truyền đi, khiến cho cả thế giới lâm vào khủng hoảng. Sau khi biết được những thứ này, cường giả các thế lực lớn và hoàng tộc lập tức bế quan tu luyện. Trong mấy chục năm, trong các hoàng tộc và các thế lực lớn đỉnh cấp xuất hiện không ít người bất phàm. Đột phá tới phá giới cảnh cũng không tính là ít. Thậm chí còn xuất hiện ngộ chân cảnh, đặc biệt là các đại hoàng tộc như nhân hoàng tộc và thú hoàng tộc, nghe nói người có tu vi ngộ chân cảnh còn xuất hiện không ít. Đương nhiên, người của các thế lực đỉnh cấp và các đại hoàng tộc đều rõ ràng,
cho dù trong mấy chục năm xuất hiện vô số cường giả vượt qua cấp độ đế giả thế nhưng vẫn kém Phi Linh Môn và Lục Gia. Không nói Phi Linh Môn khi trước vốn có vô số đế giả, những năm gần đây có không ít người có đột phá. Quan trọng nhất chính là mấy tiểu bối của Lục Gia, thực lực đột phá so với Lục Lâm Thiên trước kia còn nhanh hơn, những người khác trong Lục Gia cũng không thể khinh thường. Chuyện này khiến cho cả Đại Lục biết, Lục Gia mới là bá chủ của Linh Vũ Thế Giới, là thế lực mà không ai có thể dung chuyển. Coi như hiện tại Lục Gia buông tay không tham dự bất kỳ phân tranh nào trên Đại Lục. Phi Linh Môn cũng không can thiệp quá nhiều tới chuyện các sơn môn khác. Thế nhưng sự ảnh hưởng của nó không ai không biết, Lục Gia và Phi Linh Môn mới thực sự là tồn tại không thể chống lại. Sáng sớm, trong Linh Vũ Thế Giới vô cùng sảng khoái, từng cơn gió nhẹ thổi qua, mặt trời xuất hiện như phủ lên một màu trắng nhu hòa trên từng dãy núi, sương mù màu trắng dần dần tản đi, nhìn qua vô cùng mê hoặc. Ở chỗ sâu trong sơn mạch Vũ Hải, trên mặt biển mênh mông đột nhiên có một khối đại lục bao la xuất hiện, một tòa đại điện sừng sừng xuất hiện, xuyên thẳng về phía chân trời, thế như cự long ngẩng đầu, bên trên có từng ngôi sao xoay tròn. Siêu! Đột nhiên, không trung trên đại điện cổ xưa yên tĩnh này xuất hiện chấn động. Tiếp đó một đạo thân ảnh tập tễnh đạp không đứng lơ lửng, thân hình giống như được sương mù dày đặc bao phủ, mơ mơ hồ hồ, như ẩn như hiện. Toàn thân lộ ra khí tức trường tồn từ cổ chí kim, vĩnh hằng hậu thế, vô cùng cổ xưa. Thân ảnh tập tễnh có thể xuất hiện ở nơi này ngoại trừ lão ảnh ra không còn có ai khác. Mà lão ảnh gần đây không màng thế sự lúc này xuất hiện trong mắt lại nổi lên chấn động, trường bào khẽ tung bay, gợn sóng không gian mang theo mây mù màu trắng dày đặc khuếch tán. Trên trời cao, vô số ngôi sao lập tức sáng chói. Siêu siêu. Trên Đông Hải yên tĩnh đột nhiên có một đạo thân ảnh tràn ngập quang mang xé rách không gian xuất hiện trên không trung, khóe miệng máu tươi đầm đìa, toàn thân chật vật, khải giáp bằng lân phiến màu vàng trên người bị nghiền nát, máu tươi tràn ra. Mà khi người này xuất hiện trên không trung Đông Hải, nhìn phía trước, trên khuôn mặt tái nhợt, khóe miệng đang có máu tươi chảy ra nở nụ cười vui vẻ. Ầm ầm. Cùng một thời gian, trên không trung Đông Hải đột nhiên truyền ra một âm thanh vang vọng, không gian xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, cả không gian gió nổi mây phun. Vòng xoáy bỗng nhiên hiện lên trong không gian này giống như là một cái vòi rồng cuồng bạo. Mặt biển bao la trên Đông Hải lập tức nổi lên sóng to gió lớn, khí tức lạnh lẽo từ trên cao lan tràn ra. Nhanh chóng lan tràn về bốn phía. Trong thoáng chốc, cả Đông Hải lạnh lẽo, nhiệt độ hạ xuống thấp. Người này nhanh chóng nhìn qua cổ vực và đại lục Linh Vũ rồi đuổi theo. Ồ! Trong chớp mắt này, vô số cường giả trong Linh Vũ Thế Giới lập tức cảm nhận ra sự biến đổi trong thiên địa, từng ánh mắt nhắm chặt lập tức mở ra. Có siêu cấp cường giả hàng lâm, là thần thánh phương nào? Lúc này chúng cường giả trong thiên địa lập tức cảm giác được biến hóa trên Đông Hải, từng đạo thân ảnh xé rách không gian bước ra. Tiểu tạp chủng, đợi lão phu bắt được ngươi, ta sẽ khiến ngươi sống không được, chết không xong. Trong vòng xoáy không gian lạnh lẽo khiến cho gió nổi mây phun có hai đạo thân ảnh lướt đi. Chỉ một thoáng, hải vực đang nổi lên sóng to gió lớn phía dưới xuất hiện băng xương, cuối cùng vô cùng quỷ dị mà kết thành băng. Ken két. Đông Hải bao la khôn cùng bỗng nhiên tất cả mọi thứ trong tầm mắt đều hóa thành băng. Lục Lâm Thiên đạp không đứng lơ lửng, thanh linh khải giáp bị nghiền nát trên người thu liễm lại, máu tươi đầm đìa, áo bào xanh trên người bị nghiền nát. Thế nhưng trên khuôn mặt tái nhợt lại hiện lên nụ cười, chậm rãi nhét vào trong miệng một đám đan dược. Liên Hàn Long và linh hồn phân thân giận dữ, hai mắt đỏ thẫm, âm trầm nhìn Lục Lâm Thiên, thế nhưng lúc này đột nhiên trong lòng tuôn ra một cảm giác khó hiểu. Lục Lâm Thiên này không ngờ lại không tiếp tục bỏ chạy giống bình thường, mà dường như còn đang chờ hắn, trên mặt còn đang mỉm cười. Chuyện này khiến cho Liên Hàn Long có chút kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ. Không phải Lục Lâm Thiên này bị đuổi giết 12 ngày cho nên đã điên rồi hay không? Ồ không đúng, cái này. Bỗng nhiên, ngay khi đang nghi hoặc về Lục Lâm Thiên, trong mắt Liên Hàn Long hiện lên vẻ nghi ngờ, khí tức trong thế giới này khiến cho hắn có cảm giác lạ lẫm và quen thuộc. Trong thế giới này hắn không phải chịu áp chế, cho nên đây không phải là tiểu thế giới, mà đây cũng không phải là trung thiên thế giới. Năng lượng thiên địa tinh thuần trong thế giới này khiến cho Liên Hàn Long kinh ngạc. Loại năng lượng thiên địa tinh thuần này cũng không nồng đậm tới tình trạng khủng bố, mà trong năng lượng thiên địa tinh thuần thậm chí còn có khí tức mà chỉ thế giới hỗn độn mới có. Ban đầu khi hắn ở trong Thái Hoàng thế giới cũng không ngắn, cho nên khí tức này hắn rất rõ ràng. Đây là nơi nào?
Linh hồn lực trên linh hồn phân thân phô thiên cái địa tuôn ra, dò xét tất cả chung quanh. Dùng tu vi tuyên cổ cảnh đỉnh phong của hắn, lập tức có thể dò xét cả linh vũ giới. Trên khuôn mặt tái nhợt và giận dữ của Liên Hàn Long lại càng thêm nghi hoặc, ngay sau đó khuôn mặt tái nhợt run rẩy, ánh mắt bắt đầu trở nên kinh hỉ. Thế giới thổ dân, thế giới thỏ dân, phát tài rồi, là thế giới thổ dân. Liên Hàn Long cười, cao hứng cười to. Liên Hàn Long nhanh chóng biết được tất cả mọi thứ trên linh vũ thế giới này không lớn, so với chung thế giới bình thường còn nhỏ hơn nhiều. Bất quá Liên Hàn Long lại không bị áp chế ở trong này, chứng minh một điều đây ít nhất là một chung thế giới. Còn là một thế giới thổ dân, có lẽ chung quanh nói không chừng còn có vô số thế giới thổ dân khác. Không ít đạo phỉ thế giới và mạo hiểm gia thường xuyên du lịch trong các kẽ hở thế giới là vì muốn tìm kiếm thế giới thổ dân ở khắp nơi. Cho nên nếu như có thể tìm được thế giới thổ dân trong 3.000 đại thiên thế giới cũng không phải là chuyện gì lạ. Giá trị của một thế giới thổ dân cực kỳ lớn, loại giá trị này đối với người bình thường mà nói, giá trị của nó bao gồm tài nguyên bản thân của thế giới thổ dân này, là vô số sinh linh, linh dược, thiên tài địa bảo và các thứ bên trong. Mà thế giới thổ dân, giá trị lớn nhất của nó đối với người trong nghề mà nói không phải là như vậy, thậm chí những loại giá trị bề ngoài cũng không thể so sánh được. Mọi người đều biết, mỗi một thế giới, mỗi một loại thuộc tính đều chỉ có một phần bổn nguyên, một khi bị người khác lĩnh ngộ thì cũng chỉ có thể dung hợp mà không có cách nào tự mình lĩnh ngộ. Hiệu quả khi dung hợp áo nghĩa bổn nguyên tự nhiên không tốt bằng tự mình lĩnh ngộ, nhìn như không có khác nhau quá lớn, thế nhưng trên thực tế lại vô cùng lớn. Mà các loại áo nghĩa bổn nguyên của các loại thuộc tính trong các thế giới vốn có hạn. Các đại gia tộc, thậm chí là đệ tử cổ tộc trong thế giới hỗn độn cũng không có cách nào đạt được áo nghĩa bổn nguyên. Mà loại tình huống này tất cả mọi người cũng chỉ có thể tìm kiếm các thế giới khác mà lĩnh ngộ. Thanh thủ nhận được áo nghĩa bổn nguyên thuộc tính. Chỉ là bao nhiêu năm qua, cơ hồ tất cả tiểu thế giới được phát hiện ra, áo nghĩa bổn nguyên thuộc tính chủ yếu đã bị người của các thế lực lớn, các đại gia tộc cùng với cổ tộc lĩnh ngộ ra. Một khi có đạo phỉ hoặc những người khác phát hiện ra thế giới thổ dân, nếu bán cho cổ tộc hoặc là những thế lực lớn khác mà nói, giá trị là lên trời, là vật có tiền cũng không mua được. Nếu như một tiểu thế giới thổ dân thế giới Liên Hàn Long coi như cao hứng cũng không cao hứng tới như vậy. Chủ yếu là hiện tại Liên Hàn Long có thể khẳng định ra mình đã phát hiện ra một thế giới thổ dân, bởi vì thế giới này không có bất kỳ cường giả nào, cao nhất cũng chỉ là ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong mà thôi. Thông thiên cảnh không có lấy một ai, mà Liên Hàn Long dựa vào tình huống hiện tại hắn không bị thiên địa áp chế mà phán đoán, nếu như dưới tình huống bình thường, người trong thế giới này có tuyên cổ cảnh cũng không có gì là kỳ quái, mà bây giờ ngay cả thông thiên cảnh cũng không có lấy một ai. Cho nên cái này cũng chỉ có thể giải thích, đây là một chung thế giới, và là một thế giới thổ dân. Từ linh hồn dò xét vừa rồi, Liên Hàn Long biết được nơi này tuy rằng là thế giới thổ dân, thế nhưng không phải là thế giới thổ dân, chung thế giới bình thường. Giá trị của chung thế giới bình thường không cần phải nói, Thiên Long Tông vốn cũng chỉ là một thế lực trong chung thiên thế giới mà thôi. Còn không phải là thế lực mạnh mẽ nhất, thậm chí chung thiên thế giới này còn là của ma gia. Dưới tình huống bình thường mà nói, một thế giới hỗn độn, cơ hồ tất cả chung thiên thế giới đều nằm trong sự khống chế của các cổ tộc. Cơ hồ tất cả cổ tộc nhìn như không nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì ở bên ngoài, thế nhưng trong lúc vô hình lại khống chế cả đại thiên thế giới. Mà bây giờ Liên Hàn Long phát hiện ra một thế giới thổ dân đặc biệt, chuyện này khiến cho tâm tình Liên Hàn Long vô cùng kích động, thậm chí còn không chỉ như thế. Nói không chừng chung quanh thế giới thổ dân này còn có một hoặc nhiều thế giới thổ dân là chung thiên thế giới khác. Nếu như tìm ra, nghĩ tới đó trong lòng Liên Hàn Long rung động, kinh hỉ không ngớt. Ha ha, phát tài, đại phát rồi. Liên Hàn Long cao hứng cười ha hả, nếu như có thể phát hiện ra thêm mấy thế giới thổ dân là chung thiên thế giới khác, nghĩ tới chỗ tốt sắp sửa đạt được, nghĩ cũng khiến cho trong lòng Liên Hàn Long điên cuồng. Lúc này Lục Lâm Thiên lại không có một chút hoang mang nào mà nuốt vào đan dược. Hít. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, thân ảnh chật vật khẽ chắp tay mà đứng, lúc này mới nhìn Liên Hàn Long phía trước, thản nhiên nói. Lão thất phu, lão cẩu, đuổi theo tiểu gia 12 ngày, ta tin rằng ngươi đã đuổi vô cùng sảng đúng không? Tiểu tạp trùng, ta thật sự phải cảm ơn ngươi trong lúc vô tình dẫn ta tới đây. Nếu không phải là ngươi ta không có cách nào phát hiện ra thế giới này. Thế nhưng mà ngươi vẫn sẽ chết chắc. Liên Hàn Long âm trầm cười lạnh,
ở trong chung thế giới này hắn không chịu bất luận một chút áp chế nào về thực lực. Lục Lâm Thiên này sẽ chết chắc. Thế giới này quả thực không tệ, người thích là tốt rồi. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, từ khi bắt đầu cho tới bây giờ đều nằm trong kế hoạch của hắn. Thực lực của Liên Hàn Long quá mạnh mẽ, thiếu chút nữa đã khiến cho hắn không có cách nào hành động theo kế hoạch. Mà kế hoạch này từ khi bắt đầu đồng ý chiến một trận với Liên Hàn Long, Lục Lâm Thiên đã nghĩ kỹ qua. Thậm chí ở trong tiểu thiên thế giới trên đường đi hắn không bị áp chế, vẫn là niết bàn cảnh cao giai, mà Liên Hàn Long bị áp chế tới đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, khi đó Lục Lâm Thiên cũng không định động thủ. Bởi vì Lục Lâm Thiên hiểu rõ, muốn triệt để đánh chết Liên Hàn Long trước mặt này cũng chỉ có tới một nơi hắn mới có thể nắm chắc tuyệt đối. Nơi đó chính là Linh Vũ thế giới. Nhìn Liên Hàn Long trước mắt, Lục Lâm Thiên vui vẻ cười nói. Lão cẩu, có câu nói không biết ta nên nói cho ngươi hay không, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, bất quá chúng ta cũng không cần phải mất 30 năm. 12 ngày đã đủ rồi, ngươi đuổi theo ta 12 ngày, hiện tại cũng nên tới phiên ta. Khặc khặc, tiểu tử, chỉ bằng vào thực lực nỏ mạnh hết đà của ngươi. Liên Hàn Long âm trầm cười lạnh, châm chọc nhìn qua Lục Lâm Thiên rồi nói. Xoẹt. Khi Liên Hàn Long nói xong, trên không trung chung quanh liên tiếp vang lên âm thanh, gợn sóng trong không gian lắc lư, không ít thân ảnh xé rách không gian xuất hiện. Mấy chục năm trước năng lượng thiên địa trong Linh Vũ thế giới vô cùng mỏng, cho nên người có tu vi tôn cấp đã có thể xé rách không gian di chuyển. Nhưng mà hiện tại trên đại lục Linh Vũ, tất cả đều có biến hóa khiến cho tới đế giả cũng không có cách nào xé rách không gian di chuyển. Ít nhất cũng phải đạt tới phá giới cảnh mới có thể làm được. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh lẽo, vẻ mặt tự nhiên nhìn đám người chung quanh vừa mới xuất hiện. Trong mắt hiện lên vẻ chấn động không thôi, từng đạo thân ảnh xuất hiện đều là người quen. Trong tầm mắt của Lục Lâm Thiên, người xé rách không gian xuất hiện đầu tiên chính là Linh Sát lão nhân của Nhật Sát Các, là Kiến Hồng, Đông Cung Huyên của Thiên Vân Đảo, Đạm Đài Tuyết Phi, Mộ Dung Lan Lan, Thiên Ngục Tinh Đế của Tinh Ngục Các, Ô Trấn Vũ, Chính Thiên Đại Đế của Kiền Hiên Đảo, đều là những khuôn mặt quen thuộc. Sau đó là Linh Hạo Đại Đế của Linh Thiên Môn, Lữ Chính Cường, Khâu Mỹ Vi, Dương Đỉnh Thiên của Vân Dương Tông, Vân Khiếu Thiên, Vân Thủy Đế Tiên, Thiên Phong Đại Đế đều tới. Xoẹt! Không gian liên tiếp bị xé rách, khí tức không kém hàng lâm. Người của các đại hoàng tộc rốt cuộc cũng với Việt Không Lão Tổ, Hiên Viên Cương Phong, Hiên Viên Triệt, Bắc Cung Kình Thương, Ân Triều Lão Tổ của Bắc Cung Gia Tộc, Công Tôn Tông Nguyên, Công Tôn Diễm Diệt của Công Tôn Gia Tộc, Thái Công Mỹ Diễm, Thái Công Tĩnh Nhiễm, Thái Công Tố của Thái Công Gia Tộc, Thác Bạt Vĩnh Luân của Thác Bạt Gia Tộc. Tứ đại thú hoàng tộc cũng xuất hiện, trong Thanh Long hoàng tộc có lão tộc trưởng Long Ngộ, đại trưởng lão Long Huyền, Long Yên Công Chúa, Long Trường, Long Siêu, Huyền Ô, Huyền Xá, Huyền Hạo, Huyền Vũ, Huyền Doanh, Huyền Kình của Huyền Vũ hoàng tộc, Hổ Y, Hổ Tu, Hổ Lỗ của Bạch Hổ hoàng tộc, Chu Loan, Chu Thần Nhu, Chu Thần Nhi của Chu Tước hoàng tộc. Từng đạo thân ảnh quen thuộc đáp xuống khiến cho Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười. Từng âm thanh quen thuộc này khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên tuôn ra cảm giác quen thuộc. Lần này hắn đã chính thức về nhà, xa cách hơn mấy chục năm, lần này coi như chính thức đi xa về nhà. Lâm Thiên, Lục trưởng môn, từng đạo thân ảnh đáp xuống, khi nhìn thấy đạo thân ảnh chật vật trên không trung, cả đám kinh ngạc, khiếp sợ, lập tức có không ít người vui mừng. Xoẹt. Ngay lúc đó, trên không trung từ hướng cổ vực có một đám người nhảy ra. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, mắt nhìn từng đạo thân ảnh quen thuộc đang từ trong không gian nhảy ra, khóe miệng không khỏi nở nụ cười vui vẻ. Mấy người này chính là thiên địa nhị tôn của Phi Linh Môn, Bạch Long Đại Đế, Khổng Tước Đại Đế, Cung Kỳ Đại Đế, Kim Lang Đại Đế, Sát Phá Quân, Cực Lạc Tam Quỷ, Kim Xà Đại Đế, Kiên Bách Biến, Niếp Phong, Hoàng Tĩnh Ngọc, cùng với từng đạo thân ảnh mềm mại như Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh, La Lan Thị. Còn có Lục Đông, Lục Tây, Lục Thiếu Hùng của Lục Gia. Từng đạo thân ảnh đáp xuống, từng ánh mắt lập tức nhìn vào thân ảnh mặc áo bào xanh chật vật kia, bỗng nhiên ngây ngốc, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Lâm Thiên, sao chàng lại trở về? Trong đám người, ba người Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh kinh ngạc rồi sững sờ. Trong nháy mắt tam nữ lập tức nghẹn ngào, ba đạo thân ảnh mềm mại khiến cho người ta sôi trào lập tức bay thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Siêu siêu.
Ba đạo thân ảnh mang theo ba đường vòng cung mềm mại nhanh chóng bổ nhào vào trong lòng Lục Lâm Thiên. Khi ba đôi mắt xinh đẹp nhìn vào thân hình đầm đìa máu tươi, chật vật không thôi của Lục Lâm Thiên, ba người bị dọa cho biến sắc, vẻ sợ hãi lẫn vui mừng chuyển thành ngưng trọng, cả kinh nói. Lâm Thiên, chàng bị thương sao? Khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười khổ, người khác áo gấm về nhà, thế nhưng hắn lại chật vật tới tận cùng, bị người ta đuổi tới tận quê quán, ngẫm lại cũng vô cùng uất ức. Nhìn qua ba khuôn mặt động lòng người kia, nụ cười khổ trên khuôn mặt của Lục Lâm Thiên biến mất, ánh mắt có chút vui vẻ nói. Lão bà không cần phải lo lắng, một chút tổn thương nho nhỏ không có gì đáng ngại, cho lão công ôm một cái nào. Ba người Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh xác nhận Lục Lâm Thiên không có chuyện gì quá lớn lúc này mới yên tâm lại. Không biết ngại, còn có nhiều người ở bên cạnh đó. Tam nữ trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, ba người vừa nói, thân hình đồng thời nhào vào trong ngực Lục Lâm Thiên. Ngại cái gì, chúng ta danh chính ngôn thuận, ta ôm lão bà ta, thiên kinh địa nghĩa, kẻ nào dám lên tiếng. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc, không chút ngại ngùng ôm ba lão bà vào trong lòng. Bái kiến trưởng môn, đệ tử Lục gia bái kiến nhị thiếu gia, bái kiến nhị thiếu gia, bái kiến chủ nhân, bái kiến sư phụ, đệ tử Phi Linh môn, Cực Lạc Tam Quỷ, Huyết Mị, Niếp Phong cùng với người Lục gia kinh hỉ, ngốc trệ, lập tức phục hồi tinh thần lại rồi cung kính hành lễ. Miễn lễ, Lục Lâm Thiên không thể buông ba thân hình mềm mại trong lòng ra, phất tay ý bảo người của Phi Linh môn và Lục gia miễn lễ. Trên không trung, ánh mắt Liên Hàn Long chớp động, hắn còn tưởng rằng trong lúc vô tình đi tới thế giới thổ dân, thế nhưng nhìn thấy một màn này, hắn không khó nhận ra, hóa ra Lục Lâm Thiên vốn là người của thế giới thổ dân này. Lâm Thiên, cuối cùng con cũng trở về. La Lan Thị tới bên người Lục Lâm Thiên, ánh mắt nhìn qua một lượt thân hình Lục Lâm Thiên, ngưng trọng nói. Đám người Vô Song, Bạch Linh, Thanh Tuyền, Cảnh Văn và phụ thân con, Tiểu Bạch, Kinh Vân, Du Thực đều ra ngoài tìm con. Bọn họ không tìm thấy con sao? Mẫu thân, việc này con đã biết rõ, một lát nữa nói sau. Lục Lâm Thiên nói với mẫu thân La Lan Thị, dò xét khí tức trên người mẫu thân, sau khi linh vũ thế giới biến hóa, phương diện tu luyện của mẫu thân cũng nhận được chỗ tốt cực lớn. Lâm Thiên, Lục trưởng môn, người tất cả các thế lực lớn cũng nhao nhao súng lại. Mọi người nhanh chóng dò xét khí tức trên người Lục Lâm Thiên, những năm gần đây bọn họ tiến bộ như bay, cho nên cũng rất muốn biết bọn họ có bao nhiêu khác biệt. Chỉ tiếc sau khi dò xét mọi người mới phát hiện ra, khí tức trên người bọn họ không có cách nào dò xét được, chỉ là trong lúc mơ hồ khiến cho tất cả bọn họ run sợ. Cùng lúc này mọi người cũng đều cảm nhận được khí tức lạnh lẽo trên không trung, khí tức lạnh lẽo này khiến cho nguyên lực trong cơ thể bọn họ mơ hồ run rẩy, nguyên lực và linh hồn giống như sắp đóng băng. Bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu. Lục Lâm Thiên hành lễ với Lữ Chính Cường và Khâu Mỹ Vi, Vân Khiếu Thiên, sau đó gật đầu với cường giả các thế lực lớn chung quanh. Chỉ là lúc này cũng không phải là lúc nói chuyện. Tiểu tạp chủng, hóa ra hang ổ của ngươi là ở đây. Không ngờ lại tới từ thế giới thổ dân, trời cũng giúp ta. Ngươi diệt Thiên Long Tông ta, giết con cháu ta, hôm nay ta sẽ diệt tất cả những người này, cho nên nếm thử tư vị này. Liên Hàn Long âm trầm nói. Lão cẩu, thực lực của ngươi không đủ làm như vậy à? Lục Lâm Thiên lạnh lẽo cười, khí tức tập trung vào người Liên Hàn Long phía trước, phất tay ý bảo đám người Vân Hồng Lăng, cùng với tất cả các thế lực lớn lùi ra phía sau. Từng ánh mắt lập tức nhìn vào người Liên Hàn Long, cỗ khí tức lạnh lẽo đáng sợ kia là từ trên người kẻ này lan tràn ra, trình độ đáng sợ của nó đủ để khiến cho linh hồn người ta rung động. Nguyên lực, máu tươi trong cơ thể giống như muốn đóng băng, lạnh lẽo thấu xương. Thực lực thật đáng sợ, hình như là tới không có ý tốt. Vô số người linh vũ thế giới nhìn về phía trước, nghe lời nói của Liên Hàn Long và Lục Lâm Thiên, bọn họ cũng biết người ngoài mới tới này không có ý tốt. Thực lực của người này quá mức khủng bố, khí tức lạnh lẽo quanh thân chập trùng, cả không trung tràn ngập uy áp giai vị đáng sợ. Dưới cỗ uy áo này, hai chân mọi người như nhũn ra, giống như có một ngọn núi băng bàng bạc đè nặng lên thân hình, lạnh lẽo thấu xương, khiến cho người ta khó thở. Bởi vậy Lục Lâm Thiên phất tay ý bảo mọi người lui ra phía sau, cũng không nói gì thêm, thực lực đối phương quá mạnh mẽ, ở lại cũng chỉ thêm vướng bận. Khuôn mặt già nua của Liên Hàn Long hơi co rút lại, trong đôi mắt âm hàn hiện lên sự vui vẻ, nói. Tiểu tạp chủng,
xem bây giờ ngươi còn chạy đi đâu. Hòa thượng chạy miếu không chạy, khặc khặc, có bản lĩnh ngươi cứ tiếp tục chạy đi. Ta sẽ giết hết những người này rồi đi đuổi theo ngươi cũng không vội. Ngươi cứ tiếp tục chạy đi. Lục Lâm Thiên nhìn về phía Liên Hàn Long, lúc này vẻ mặt nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều, vừa rồi hắn ăn vào một lượng lớn đan dược. Dưới sự luyện hóa của hỗn độn âm dương quyết, vẻ mặt tái nhợt đã khôi phục vẻ hồng nhuận. Ngẩng đầu nhìn Liên Hàn Long, khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười nhạt, nụ cười này rõ ràng mang theo vẻ châm chọc, hắn đứng chắp tay rồi nói. Lão Cẩu, ngươi cho rằng tới nơi này, tới nhà của ta, ta còn phải chạy sao? Ngày tốt lành của ngươi đã chấm dứt. Không biết tự lượng sức mình, nực cười tới cực điểm. Liên Hàn Long cười lạnh, hàn ý lạnh thấu xương cùng với sát ý khôn cùng từ trong mắt hắn bắn. Ở trong thế giới này hắn cũng không bị thiên địa áp chế giống như những tiểu thế giới kia, cho nên hiện tại hắn có thể thi triển toàn bộ thực lực. Khuôn mặt già nua khẽ nhúc nhích, Liên Hàn Long phất tay một cái, nguyên lực bàng bạc lạnh lẽo phô thiên cái địa từ trong cơ thể tuôn ra, thoải mái tới cực điểm, tay không lập tức vươn về phía Đông Hải. Răng răng, mặt hải vực Đông Hải bị đóng băng lập tức vang lên tiếng răng rắc, từng khe nứt lập tức lan tràn ra phía xa. Cả hải vực Đông Hải giống như đất rung núi chuyển. Đi chết đi. Liên Hàn Long hét lớn một tiếng, sắc mặt lạnh lẽo, cánh tay vung lên, vai phải run lên, cả một mảng băng trong hải vực của Đông Hải bao la lập tức run rẩy không ngớt. Oanh! Một khối băng khổng lồ chừng vài trăm thước giống như một núi băng cực lớn bị Liên Hàn Long nhấc lên từ trong hải vực, mang theo kình phong lạnh lẽo xuyên thủng không gian phẫn nộ đánh về phía Lục Lâm Thiên, khí thế kinh khủng bỗng nhiên bộc phát. Rốt cuộc là cấp bậc nào, khí tức mạnh mẽ vô cùng. Theo Liên Hàn Long ra tay, khí tức trên người hắn lúc này mới chính thức bộc phát. Khí tức tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong phóng ra, đối với người của linh vũ thế giới mà nói, bị áp chế. Loại áp chế này khiến cho trong lòng mọi người hãi hùng khiếp vía. Loại cấp độ này vượt quá nhận thức của tất cả mọi người trong đại lục linh vũ. Xoẹt! Khối băng cực lớn giống như núi băng này phóng về phía trước. Những nghi nó đi qua cả không gian vặn vẹo, giống như bị phá hủy, lập tức phó tới trước người Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, nhìn khối băng cực lớn giống như núi băng mang theo khí tức lạnh lẽo khủng bố đánh tới. Lục Lâm Thiên vẫn chắp tay đứng trên không trung, trường bào màu xanh rách nát tung bay, miệng khẽ nói. Lão Cẩu, lúc này ở trước mặt ta ngươi không còn bất kỳ tư cách kêu gào nào nữa. Dứt lời, khối băng cực lớn đã tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên khẽ động, nhẹ nhàng phất tay một cái, ống tay áo màu xanh mang theo lực lượng vô hình lan tràn ra. Siêu! Lực lượng vô hình này lan tràn ra, tốc độ của tảng băng giống như núi băng kia lập tức chậm rồi giống như cứng lại, đột nhiên không có cách nào tiến thêm nửa phần. Răng rắc! Trong chớp mắt ngắn ngủi, khối băng khổng lồ giống như núi băng kia lập tức rạn nứt, cuối cùng hóa thành mảnh vỡ trút xuống không trung. Thanh thế khủng bố vô cùng! Thế nhưng cuối cùng lại nhẹ nhàng tan vỡ. Cả không gian ngây ngốc, rung động, công kích của lão giả âm hàn kia có bao nhiêu khủng bố, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, thế nhưng không ngờ Lục Lâm Thiên lại có thể nhẹ nhõm hóa giải công kích của lão giả kia như vậy. Ngay cả Liên Hàn Long cũng ngây ngốc, không thể tin được. Thế nhưng tất cả lại xảy ra vô cùng chân thật, Lục Lâm Thiên không ngờ lại có thể nhẹ nhõm hóa giải công kích của hắn, điều này sao có thể? Đi! Liên Hàn Long không chịu tin tưởng chuyện xảy ra trước mắt, bản thể lần nữa có động tác, hai tay chấn động, hai tay đánh xuống phía dưới một chảo, lực lượng lạnh lẽo đóng băng mặt hải vực cách đó không xa thành hai ngọn núi băng khổng lồ. Hai khối băng khổng lồ lập tức bị hắn nhổ lên khỏi mặt hải vực. Hai khối băng giống như hai ngọn núi phóng lên trời, một trái một phải nhanh chóng bị chảo ấn của Liên Hàn Long khống chế, đánh về phía Lục Lâm Thiên. Ầm ầm, thanh thế khủng bố khiến cho hải vực chấn động. Cả không trung gió nổi mây phun, một phiến hư không lớn xuất hiện. Thực lực còn chưa đủ. Lục Lâm Thiên đạp không đứng lơ lửng, khóe miệng nở nụ cười châm chọc, ống tay áo có chút rách nát lần nữa vung lên. Ầm ầm ầm. Hai ngọn núi băng khổng lồ một trái một phải lần nữa dừng lại trước người Lục Lâm Thiên mấy chục thước, vô cùng quỷ dị. Không có cách nào tiến thêm nửa phần, ngay sau đó núi băng nổ tung. Ầm ầm. Năng lượng khủng bố khuếch tán. Thế nhưng ngay cả vạt áo của Lục Lâm Thiên cũng không thể rung chuyển nửa phần. Không gian chung quanh yên lặng, ngay cả Liên Hàn Long cũng triệt để ngây dại, linh hồn phân thân và bản thể hắn nghi hoặc, thì thào nói. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy?
tiểu tạp chủng, cho rằng thi triển thủ đoạn che mắt là có thể hù dọa lão phu sao? Bất kể như thế nào ngày hôm nay ngươi sẽ chết chắc. Sau khi Liên Hàn Long khiếp sợ, ngây ngốc xong lập tức cười lạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên âm trầm, lạnh lẽo. Siêu! Tiếng cười vừa dứt, bàn tay Liên Hàn Long nắm chặt, nguyên lực lạnh lẽo mênh mông từ trong cơ thể phô thiên cái địa tuôn ra. Khí tức lạnh lẽo lan tràn, cả linh vũ thế giới lúc này đột nhiên có tuyết rơi tán loạn. Oanh! Giờ phút này, trong mặt đất giống như có gì vang vọng, núi sông đều đóng băng, sơn mạch bị đóng băng. Hàn ý ngập trời lan tràn, cả thế giới giống như xuất hiện dị tượng thiên địa. Hiện tại mới là tháng 6 A, tại sao lại có tuyết rơi? Nhiệt độ quá lạnh, giống như muốn đóng băng máu tươi lại, linh hồn cũng muốn đóng băng. Xảy ra chuyện gì? Khí tức thật khủng khiếp. Trong linh vũ thế giới, vô số thân ảnh ngẩng đầu, sắc mặt nghi hoặc, trong thiên địa này đột nhiên có uy áp thẩm thấu ra, khiến cho hai chân người ta không nhịn được nhũn ra. Trong chớp mắt ngắn ngủi, chung quanh Liên Hàn Long xuất hiện một mảnh băng xương dài hẹp, giống như là một con rắn bằng băng lan tràn ra, quang mang hiển hiện. Từng mảnh băng xương cuối cùng dây dưa với nhau, khí tức lạnh lẽo khủng bố từ bên trong lan tràn ra, càng ở gần càng cảm nhận được nó khủng bố bao nhiêu. Khí tức khủng bố như vậy khiến cho tất cả những người có tu vi ngộ chân cảnh trong linh vũ thế giới lúc này liên tiếp lùi về phía sau, loại khí tức lạnh lẽo này là tồn tại mà bọn họ không thể chạm tới. Siêu siêu! Khí tức lạnh lẽo ngập trời hình thành, giống như muốn đóng băng cả không gian lại, không gian đóng băng vang lên từng tiếng ken két rung động. Chỉ là khí tức lạnh lẽo khủng bố kia sau khi tới chung quanh Lục Lâm Thiên lại tự động tiêu tán thành hư vô. Căn bản không thể làm rung chuyển Lục Lâm Thiên nửa phần. Ngưng tụ! Trong miệng Liên Hàn Long vang lên một tiếng quát lạnh lẽo, thủ ấn biến hóa, từng đạo băng xương trong không gian chung quanh thân hình hắn bằng mắt thường có thể thấy được. Băng xương vô cùng quỷ dị dung hợp lại một chỗ, hóa thành một đầu cự long bằng băng vô cùng đáng sợ, khổng lồ. Đầu cự long bằng băng xuất hiện, cái đầu dữ tợn giống như một ngọn núi bằng băng, sau lưng có cái đuôi lớn dài rằng rặc, liếc nhìn không thấy giới hạn, giống như là từ tận cùng không gian xuất hiện. Hai mắt cự long bằng băng nhắm chặt, thân hình có chút vặn vẹo, khí tức lạnh lẽo ngập trời lan tràn. Khí tức lạnh lẽo mạnh mẽ tới nỗi khiến cho cả thiên địa không ngừng có tuyết rơi. Khiến cho linh hồn người ta cảm thấy lạnh lẽo và đau đớn. Khặc khặc, cự long bằng băng hình thành, Liên Hàn Long nở nụ cười âm lệ, linh hồn phân thân bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang linh hồn tiến vào trong mi tâm của đầu cự long bằng băng đang nhắm chặt hai mắt. Lấy linh hồn ta làm vật dẫn, ngưng tụ Hàn Băng Thiên Lang Hồn Quyết. Âm thanh lạnh lẽo từ trong miệng của Liên Hàn Long vang lên, âm thanh vừa dứt, hai mắt nhắm chặt của cự long bằng băng bỗng nhiên mở ra. Hung thú bằng băng khổng lồ thức tỉnh. Ken két. Trong chớp mắt này, theo đầu hung thú bằng băng khổng lồ thức tỉnh, năng lượng lạnh lẽo lan tràn ra khiến cho không gian chung quanh rạn nứt, vô số vết nứt không gian nhanh chóng lan tràn. Bên trong vết nứt không gian đen kịt cũng xuất hiện băng xương. Ở phía xa, nhìn thấy uy năng khủng bố như vậy, đám người linh vũ thế giới kinh hãi, há hốc mồm. Đầu cự long khủng bố do băng ngưng tụ ra giống như có thể đem trọng linh vũ thế giới đóng băng rồi phá hủy thành mảnh vỡ. Nếu như đầu cự long bằng băng này công kích bọn họ, sợ rằng muốn chạy cũng không thoát. Bị hai con mắt to lớn của đầu cự long này liếc nhìn linh hồn sẽ lập tức đau đớn. Tiểu tử, lão phu dùng linh hồn làm vật dẫn ngưng tụ Hàn Băng Thiên Lang Hồn Quyết, ngay cả hóa hồng cảnh sơ giai cũng phải e ngại ba phần. Có thể chết dưới tuyệt chiêu của lão phu. Coi như ngươi đưa cho ta thế giới thổ dân này thì ngươi cũng khó tránh khỏi cái chết. Ngao! Tiếng hét lớn âm trầm của Liên Hàn Long vang vọng trên không trung, đầu cự long bằng băng khổng lồ vô cùng đáng sợ kia uốn éo, một tiếng gầm gừ giống như long ngâm vang vọng, thân hình mang theo năng lượng lạnh lẽo khủng bố phóng về phía Lục Lâm Thiên. Xoẹt! Những nơi đầu cự long bằng băng khổng lồ này đi qua, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, hóa thành hư không. Một thông đạo hư không dài xuất hiện. Hải vực bao la phía dưới vốn đã đóng băng dưới lực lượng của đầu cự long bằng băng này lập tức ken két rạn nứt. Cơ hồ tất cả mọi người phía xa đều nhìn về phía Lục Lâm Thiên, dưới lực lượng mênh mông cuồn cuộn này không biết Lục Lâm Thiên có thể chống lại được hay không. Nhìn bộ dáng của Lục Lâm Thiên dường như bị trọng thương cho nên mới chật vật quay về linh vũ thế giới A. Oanh! Đầu cự long bằng băng khổng lồ giống như lưu tinh màu trắng trên bầu trời nhanh chóng phóng tới trước người Lục Lâm Thiên. Năng lượng lạnh lẽo cuồn cuộn phá hủy cả phiến không gian lớn chung quanh Lục Lâm Thiên, chung quanh tràn ngập băng xương.
nhưng mà băng xương này khi lan tới vị trí cách Lục Lâm Thiên một thước tan rã. Vô số ánh mắt chờ đợi, lo lắng, tiếng hít sâu một ngụm khí lạnh, như ngừng thở nhìn về phía xa. Lúc này rốt cuộc Lục Lâm Thiên cũng có động tác, ánh mắt khẽ đổi, đột nhiên phất tay một cái, trong miệng đột nhiên có một tiếng quát lạnh giống như tiếng sấm rền vang vọng trên hải vực. Bàn tay nhẹ nhàng giương lên, ngăn cản đầu cự long bằng băng khổng lồ kia. So với đầu cự long bằng băng khổng lồ kia, thân hình Lục Lâm Thiên vô cùng nhỏ bé, thế nhưng bàn tay nhỏ bé của Lục Lâm Thiên giơ lên, trong thiên địa đột nhiên có khí tức quỷ dị vô thanh vô tức lan tràn ra. Một lát sau, đầu cự long bằng băng khổng lồ, vô cùng đáng sợ kia bỗng nhiên dừng lại trước người Lục Lâm Thiên. Siêu! Thân hình khổng lồ của đầu cự long bằng băng kia dừng lại trước thân hình nhỏ bé của Lục Lâm Thiên, thế nhưng rốt cuộc không thể nào nhúc nhích, tiến thêm nửa phân. Lục Lâm Thiên chỉ khẽ phất tay, nhanh chóng giam cầm đầu cự long bằng băng trên không trung, vô luận nó giãy giụa thế nào cũng không ai có thể nhúc nhích. Xảy ra chuyện gì, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Bản thể Liên Hàn Long lập tức kinh hãi, hắn có thể cảm nhận được, đầu cự long bằng băng do hắn ngưng tụ ra bị lực lượng kỳ lạ giam cầm. Ầm ầm ầm, hai ngọn núi băng khổng lồ một trái một phải lần nữa dừng lại trước người Lục Lâm Thiên mấy chục thước, vô cùng quỷ dị. Không có cách nào tiến thêm nửa phần, ngay sau đó núi băng nổ tung. Ầm ầm, năng lượng khủng bố khuếch tán, thế nhưng ngay cả vạt áo của Lục Lâm Thiên cũng không thể rung chuyển nửa phần. Không gian chung quanh yên lặng, ngay cả Liên Hàn Long cũng triệt để ngây dại, linh hồn phân thân và bản thể hắn nghi hoặc, thì thào nói. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Tiểu tạp trùng, cho rằng thi triển thủ đoạn che mắt là có thể hù dọa lão phu sao? Bất kể như thế nào ngày hôm nay ngươi sẽ chết chắc. Sau khi Liên Hàn Long khiếp sợ, ngây ngốc xong lập tức cười lạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên âm trầm, lạnh lẽo. Siêu! Tiếng cười vừa dứt. Bàn tay Liên Hàn Long nắm chặt, nguyên lực lạnh lẽo mênh mông từ trong cơ thể phô thiên cái địa tuôn ra. Khí tức lạnh lẽo lan tràn, cả linh vũ thế giới lúc này đột nhiên có tuyết rơi tán loạn. Oanh! Giờ phút này, trong mặt đất giống như có gì vang vọng, núi sông đều đóng băng, sơn mạch bị đóng băng. Hàn ý ngập trời lan tràn, cả thế giới giống như xuất hiện dị tượng thiên địa. Hiện tại mới là tháng 6A, tại sao lại có tuyết rơi? Nhiệt độ quá lạnh. Giống như muốn đóng băng máu tươi lại, linh hồn cũng muốn đóng băng. Xảy ra chuyện gì, khí tức thật khủng khiếp. Trong linh vũ thế giới, vô số thân ảnh ngẩng đầu, sắc mặt nghi hoặc, trong thiên địa này đột nhiên có uy áp thẩm thấu ra, khiến cho hai chân người ta không nhịn được nhũn ra. Trong chớp mắt ngắn ngủi, chung quanh Liên Hàn Long xuất hiện một mảnh băng xương dài hẹp, giống như là một con rắn bằng băng lan tràn ra, quang mang hiển hiện. Từng mảnh băng xương cuối cùng dây dưa với nhau. Khí tức lạnh lẽo khủng bố từ bên trong lan tràn ra, càng ở gần càng cảm nhận được nó khủng bố bao nhiêu. Khí tức khủng bố như vậy khiến cho tất cả những người có tu vi ngộ chân cảnh trong linh vũ thế giới lúc này liên tiếp lùi về phía sau, loại khí tức lạnh lẽo này là tồn tại mà bọn họ không thể chạm tới. Siêu siêu! Khí tức lạnh lẽo ngập trời hình thành, giống như muốn đóng băng cả không gian lại, không gian đóng băng vang lên từng tiếng ken két rung động. Chỉ là khí tức lạnh lẽo khủng bố kia sau khi tới chung quanh Lục Lâm Thiên lại tự động tiêu tán thành hư vô. Căn bản không thể làm rung chuyển Lục Lâm Thiên nửa phần. Ngưng tụ. Trong miệng Liên Hàn Long vang lên một tiếng quát lạnh lẽo, thủ ấn biến hóa, từng đạo băng xương trong không gian chung quanh thân hình hắn bằng mắt thường có thể thấy được. Băng xương vô cùng quỷ dị dung hợp lại một chỗ, hóa thành một đầu cự long bằng băng vô cùng đáng sợ, khổng lồ. Đầu cự long bằng băng xuất hiện. Cái đầu dữ tợn giống như một ngọn núi bằng băng, sau lưng có cái đuôi lớn dài rằng rặc, liếc nhìn không thấy giới hạn, giống như là từ tận cùng không gian xuất hiện. Hai mắt cự long bằng băng nhắm chặt, thân hình có chút vặn vẹo, khí tức lạnh lẽo ngập trời lan tràn. Khí tức lạnh lẽo mạnh mẽ tới nỗi khiến cho cả thiên địa không ngừng có tuyết rơi, khiến cho linh hồn người ta cảm thấy lạnh lẽo và đau đớn. Khặc khặc, cự long bằng băng hình thành, Liên Hàn Long nở nụ cười âm lệ. Linh hồn phân thân bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang linh hồn tiến vào trong mi tâm của đầu cự long bằng băng đang nhắm chặt hai mắt. Lấy linh hồn ta làm vật dẫn, ngưng tụ Hàn Băng Thiên Lang hồn quyết. Âm thanh lạnh lẽo từ trong miệng của Liên Hàn Long vang lên, âm thanh vừa dứt, hai mắt nhắm chặt của cự long bằng băng bỗng nhiên mở ra, hung thú bằng băng khổng lồ thức tỉnh. Ken két. Trong chớp mắt này, theo đầu hung thú bằng băng khổng lồ thức tỉnh,
năng lượng lạnh lẽo lan tràn ra khiến cho không gian chung quanh rạn nứt, vô số vết nứt không gian nhanh chóng lan tràn. Bên trong vết nứt không gian đen kịt cũng xuất hiện băng xương. Ở phía xa, nhìn thấy uy năng khủng bố như vậy, đám người linh vũ thế giới kinh hãi, há hốc mồm. Đầu cự long khủng bố do băng ngưng tụ ra giống như có thể đem trọng linh vũ thế giới đóng băng rồi phá hủy thành mảnh vỡ. Nếu như đầu cự long bằng băng này công kích bọn họ, sợ rằng muốn chạy cũng không thoát. Bị hai con mắt to lớn của đầu cự long này liếc nhìn linh hồn sẽ lập tức đau đớn. Tiểu tử, lão phu dùng linh hồn làm vật dẫn ngưng tụ hàn băng thiên lang hồn quyết, ngay cả hóa hồng cảnh sơ giai cũng phải e ngại ba phần. Có thể chết dưới tuyệt chiêu của lão phu, coi như ngươi đưa cho ta thế giới thổ dân này thì ngươi cũng khó tránh khỏi cái chết. Ngao! Tiếng hét lớn âm trầm của liên hàn long vang vọng trên không trung, đầu cự long bằng băng khổng lồ vô cùng đáng sợ kia uốn éo, một tiếng gầm gừ giống như long ngâm vang vọng, thân hình mang theo năng lượng lạnh lẽo khủng bố phóng về phía lục lâm thiên. Xoẹt! Những nơi đầu cự long bằng băng khổng lồ này đi qua, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, hóa thành hư không. Một thông đạo hư không dài xuất hiện, hải vực bao la phía dưới vốn đã đóng băng dưới lực lượng của đầu cự long bằng băng này lập tức ken két rạn nứt. Cơ hồ tất cả mọi người phía xa đều nhìn về phía lục lâm thiên, dưới lực lượng mênh mông cuồn cuộn này không biết lục lâm thiên có thể chống lại được hay không. Nhìn bộ dáng của lục lâm thiên dường như bị trọng thương cho nên mới chật vật quay về linh vũ thế giới A. Oanh! Đầu cự long bằng băng khổng lồ giống như lưu tinh màu trắng trên bầu trời nhanh chóng phóng tới trước người lục lâm thiên. Năng lượng lạnh lẽo cuồn cuộn phá hủy cả phiến không gian lớn chung quanh lục lâm thiên, chung quanh tràn ngập băng xương. Nhưng mà băng xương này khi lan tới vị trí cách lục lâm thiên một thước tan rã. Vô số ánh mắt chờ đợi, lo lắng, tiếng hít sâu một ngụm khí lạnh, như ngừng thở nhìn về phía xa. Lúc này rốt cuộc lục lâm thiên cũng có động tác, ánh mắt khẽ đổi, đột nhiên phất tay một cái, trong miệng đột nhiên có một tiếng quát lạnh giống như tiếng sấm rền vang vọng trên hải vực. Bàn tay nhẹ nhàng giương lên, ngăn cản đều cự long bằng băng khổng lồ kia. So với đầu cự long bằng băng khổng lồ kia, thân hình lục lâm thiên vô cùng nhỏ bé, thế nhưng bàn tay nhỏ bé của lục lâm thiên giơ lên, trong thiên địa đột nhiên có khí tức quỷ dị vô thanh vô tức lan tràn ra. Một lát sau, đầu cự long bằng băng khổng lồ, vô cùng đáng sợ kia bỗng nhiên dừng lại trước người lục lâm thiên. Siêu! Thân hình khổng lồ của đầu cự long bằng băng kia dừng lại trước thân hình nhỏ bé của lục lâm thiên, thế nhưng rốt cuộc không thể nào nhúc nhích, tiến thêm nửa phân. Lục lâm thiên chỉ khẽ phất tay. Nhanh chóng giam cầm đầu cự long bằng băng trên không trung, vô luận nó giãy giụa thế nào cũng không ai có thể nhúc nhích. Xảy ra chuyện gì, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Bản thể liên hàn long lập tức kinh hãi, hắn có thể cảm nhận được, đầu cự long bằng băng do hắn ngưng tụ ra bị lực lượng kỳ lạ giam cầm. Cự long bằng băng mất đi uy năng, trong đó bị áp chế rồi suy yếu không thấy, cho nên căn bản không có cách nào giãy giụa. Ngay cả linh hồn phân thân của hắn cũng bị giam cầm trong cự long bằng băng. Không có cách nào nhúc nhích, căn bản không có cách nào thoát thân. Biến hóa đột nhiên xảy ra khiến cho trong lòng liên hàn long tuôn ra cảm giác sợ hãi, từ sâu trong linh hồn phát lạnh, rung động. Loại rung động và sợ hãi này tới từ thiên địa, không thể loại bỏ. Lục lâm thiên lạnh nhạt đạp không đứng lơ lửng, trên thân hình nhỏ bé kia có khí thế không dưới cự long bằng băng một chút nào. Thậm chí so với đầu cự long bằng băng khổng lồ, vô cùng đáng sợ kia còn mạnh hơn, đầu cự long trước mặt lục lâm thiên hiện tại có cảm giác nhỏ bén hơn nhiều. Diệt ngươi dường như có chút lãng phí, đến sớm không bằng tới vừa lúc. Nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng luyện hóa hoàn tất, nếu sớm luyện hóa hoàn tất một chút, cũng không phải chạy xa như vậy. Âm thanh nhẹ nhàng từ trong miệng lục lâm thiên vang lên, trong mi tâm hắn có một đạo lưu quang lướt đi, lập tức hóa thành một đạo thân ảnh giống lục lâm thiên như đúc. Khí tức nóng bỏng lặng lẽ thẩm thấu trong không trung, khiến cho làn da mọi người phỏng rát, linh hồn giống như bị thiêu đốt. Đạo thân ảnh lục lâm thiên này xuất hiện, khí tức nóng bỏng trên người lan tràn ra, thân hình hóa thành một cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời khổng lồ. Thân hình của cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời này giống như là một ngọn núi đứng sừng sững, chung quanh là hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn. Khí tức nóng bỏng và âm hàn cùng tồn tại. Trong chớp mắt ngắn ngủi, thân hình cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra tới xuất hiện, không gian bị thiêu đốt thành hư không. Băng xương, khí tức lạnh lẽo thấu xương, núi non sông ngòi trong cả linh vũ thế giới bị đóng băng trong nháy mắt này lập tức tan rã.
Băng trên hải vực bao la khôn cùng trong Đông Hải sau khi cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời này xuất hiện, lặng lẽ tự động tan rã, nước biển dần dần sôi trào, tạo thành những cơn sóng cuồn cuộn. Nhìn qua cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời trước mắt, khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười vui vẻ. Hắn không ngờ linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm lúc này lại luyện hóa xích linh liệt hỏa hoàn tất. Xích linh liệt hỏa khi trước chính là tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong. Mà ngay cả tam kỳ lão nhân là hóa hồng cảnh cũng không có cách nào luyện hóa hắn. Mà bây giờ linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm triệt để luyện hóa xích linh liệt hỏa, tăng thêm thực lực bản thân của nó, Lục Lâm Thiên có cảm giác, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm lúc này có lẽ đã đạt tới tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, thế nhưng vẫn không đạt tới tình trạng của xích linh liệt hỏa khi trước. Khi thái cổ U Minh Viêm xuất hiện, khí tức tuyên cổ cảnh cao giai gần tới đỉnh phong tràn ra, chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên âm thầm cười khổ. Nếu như luyện hóa họ ẩn tất sớm một chút, hắn cũng không cần bị đuổi giết chạy về linh vũ thế giới. Thái cổ U Minh Viêm tuyên cổ cảnh cao giai, không chỉ có thể đánh bại Liên Hàn Long, thậm chí còn có thể đánh chết Liên Hàn Long, bởi vì thái cổ U Minh Viêm không phải là linh vật trời sinh bình thường. Siêu! Bản thể Liên Hàn Long và thân hình cự long bằng băng khổng lồ đồng thời run rẩy, con mắt chăm chú tập trung vào cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời kia. Nhiệt độ kinh khủng kia khiến cho linh hồn của Liên Hàn Long có cảm giác bị thiêu đốt. Toàn thân như nhũn ra. Khí tức khủng bố vô hình nhanh chóng bị Liên Hàn Long dò xét ra. Khi dò xét khí tức khủng bố từ cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra tới kia, ánh mắt Liên Hàn Long bỗng nhiên hiện lên vẻ sợ hãi, miệng nghẹn ngào nói. Linh vật trời sinh, tuyên cổ cảnh cao giai, dường như còn sắp tới tuyên cổ cảnh đỉnh phong. Siêu! Lúc này cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra tới đột nhiên khẽ mở miệng hút một cái về phía cự long bằng băng. Hỏa diễm màu xanh ra trời ngập trời đột nhiên khuếch tán. Dưới ánh mắt sợ hãi của cự long bằng băng khổng lồ, năng lượng lạnh lẽo bị cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời hút vào trong miệng, giống như là cẩn thận thăm dò. Dưới ánh mắt rung động của cự long bằng băng khổng lồ, dưới vô số ánh mắt rung động của đám người phía xa, cự long bằng băng khổng lồ lập tức bị cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời hít vào trong miệng. Dễ dàng, thế như trẻ tre, cự long bằng băng không có một chút lực phản kháng nào. Phụt, thân hình cự long bằng băng bị hỏa diễm màu xanh ra trời thôn phệ, khuôn mặt già nua của Liên Hàn Long hoảng sợ, lập tức há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Không, không được. Trong cái miệng lớn của cự long vang lên âm thanh âm lệ của Liên Hàn Long, linh hồn phân thân của hắn ở trong cự long bằng băng không có một chút sức phản kháng nào bị cự nhân bằng hỏa diễm thôn phệ vào trong miệng. Linh hồn phân thân tuyên cổ cảnh cao giai lập tức bị cự nhân kia thôn phệ vào trong miệng. Bị nhiệt độ cao cuồn cuộn bao phủ. Trong giây lát này, Liên Hàn Long có thể cảm nhận được linh hồn phân thân của mình đang thừa nhận nhiệt độ cao khó có thể kháng cự. Hỏa diễm màu xanh ra trời có nhiệt độ nóng bỏng và âm hàn khủng bố này dường như chuyên môn khắc chế linh hồn, áp chế linh hồn. Cự nhân nhanh chóng luyện hóa linh hồn hắn dãy giụa, thế nhưng lại không làm nên chuyện gì. Dưới biển lửa màu xanh ra trời cuồn cuộn kia, linh hồn hắn e ngại, không dám va chạm vào nó. Thả linh hồn phân thân của ta ra, khoản sổ sách của chúng ta sẽ xóa bỏ. Không quan tâm trong miệng đang không ngừng có máu tươi tràn ra, nhìn cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời của Lục Lâm Thiên đang không ngừng thôn phệ linh hồn phân thân. Liên Hàn Long lập tức hét lớn với Lục Lâm Thiên, linh hồn phân thân của hắn nhất định phải được bảo toàn, không thể có việc gì. Một khi linh hồn phân thân của hắn bị diệt, cả đời này hắn không có cơ hội đột phá hóa hồng cảnh, vĩnh viễn chỉ có thể dừng bước ở bước này. Lão cẩu, ngươi cảm thấy bây giờ ngươi còn có tư cách đàm phán điều kiện với ta sao? Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trước người cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời. Thân hình đạp không đứng lơ lửng, trường bào màu xanh rách nát tung bay, khóe miệng nở nụ cười châm chọc, toàn thân dung hợp với thiên địa, trên người tự nhiên có khí thế bá tuyệt. Liên Hàn Long nổi giận lôi đình, hiện tại đối mặt với linh vật trời sinh có tu vi tuyên cổ cảnh cao giai của Lục Lâm Thiên lúc này hắn đã biết rõ mình không thể làm gì được Lục Lâm Thiên. Chỉ là linh hồn phân thân nhất định không thể xảy ra chuyện gì, cho nên ánh mắt hắn chỉ có thể tập trung vào những người khác. Tiểu tạp chủng, không thả linh hồn phân thân ta sẽ diệt tất cả đám người này, không để yên cho ngươi. Tiếng quát lạnh lẽo vang lên, toàn thân Liên Hàn Long lần nữa có khí tức lạnh lẽo thấu xương lan tràn ra. Ầm ầm, khí tức lạnh lẽo cuồn cuộn lan tràn, cả chín tầng trời run run, không trung dưới khí tức lạnh lẽo phô thiên cái địa này nhanh chóng chấn động.
Trong không gian tựa như có một cơn lốc chấn động, băng xương đầy trời, thậm chí còn xen lẫn một tia thiên uy, xem ra đã bắt đầu dùng toàn lực. Lục Lâm Thiên Đạp không đứng lơ lửng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Liên Hàn Long, cảm nhận khí tức kinh khủng lạnh lẽo kia, khóe miệng nở nụ cười châm chọc, lạnh nhạt nói. Đừng có dở trò, thành thật một chút đi. Âm thanh nhàn nhạt từ trong miệng Lục Lâm Thiên vang lên, âm thanh nhàn nhạt này giống như là lệnh trời, âm thanh bình thản vang vọng, thế nhưng âm thanh này lại giống như là tiếng sấm rền vang vọng trên không trung. Dứt lời, ống tay áo màu xanh rách nát của Lục Lâm Thiên vung lên về phía trước, cả phiến thiên địa này bỗng nhiên run lên, khí tức khiến cho người ta run sợ và bất an từ trong mặt đất và chỗ sâu trong hư không lặng lẽ thẩm thấu ra. Oanh! Mặt đất và chỗ sâu trong hư không đột nhiên run lên, lập tức vô số người của linh vũ giới trên hải vực gần đó tự nhiên trong lòng cảm thấy run rẩy, giống như có uy áp đang từ trong linh hồn và máu thẩm thấu ra, khiến cho mọi người phủ phục xuống mặt đất. Cùng một thời gian, thanh thế khủng bố mà Liên Hàn Long vừa mới tạo thành trong nháy mắt này bỗng nhiên phai nhạt, khí tức lạnh lẽo khủng bố vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Siêu! Trong lòng Liên Hàn Long đột nhiên run lên vô cùng khó hiểu. Hắn có thể cảm giác được lực lượng của mình bị thiên địa thôn phệ, thiên uy đột nhiên tập trung lên thân hắn. Dưới cỗ thiên uy này, linh hồn Liên Hàn Long bỡ ngỡ, không gian chung quanh tự nhiên cứng lại rồi vặn vẹo, không gian vặn vẹo lại một chỗ, toàn thân không có cách nào nhúc nhích. Trong lòng Liên Hàn Long đột nhiên phát lạnh, trong mắt chính thức hiện lên vẻ sợ hãi. Nhìn đạo thân ảnh mặc áo bào xanh rách nát vừa rồi hắn còn không đặt vào trong mắt lúc trước. Liên Hàn Long có cảm giác mình đang đối mặt với cả thiên địa. Thân hình mặc áo bào xanh này giống như là chúa tể của thiên địa này vậy. Lục Lâm Thiên lẳng lặng đứng trước mặt Liên Hàn Long, đứng chắp tay, khóe miệng nở nụ cười nhạt nói. Tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, thực sự có chút mạnh mẽ. Chỉ tiếc đây là thế giới của ta chính là chủ nhân của thế giới này, là người cầm trịch. Người trong thế giới của ta, cho dù là tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong thì thế nào? Là long thì cuộn lại cho ta, là hổ thì nằm xuống đất. Cho dù có mạnh mẽ ta chỉ cần lật tay cũng có thể tiêu diệt. Dứt lời, khóe miệng nở nụ cười châm chọc của Lục Lâm Thiên đột nhiên trở nên nghiêm túc, một tay đánh ra, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, thân hình xuyên qua không gian. Một tay đánh vào không gian vặn vẹo kia, thủ ấn xuyên qua không gian vặn vẹo, lập tức đánh về phía đỉnh đầu Liên Hàn Long. Ầm ầm, những nơi thủ ấn đi qua, không gian đột nhiên run rẩy. Trên trời cao, bỗng nhiên vang vọng tiếng sấm rền, thiên uy cuồn cuộn. Cùng lúc, thủ ấn Lục Lâm Thiên bỗng nhiên hướng về phía Liên Hàn Long, không gian lặng lẽ nứt vỡ từng khúc. Khí thế bá đạo, kinh khủng tới cực điểm bỗng nhiên tập trung lên trên người Liên Hàn Long. Dường như Liên Hàn Long cảm nhận được cái gì đó, ánh mắt run rẩy, gian nan ngẩng đầu lên. Đạo thân ảnh mặc áo bào xanh trước mắt này chính là chúa tể của thiên địa này, thế không thể đỡ được. Cỗ khí thế bá đạo kia khống chế vạn vật trong thiên địa này. Trước mặt chúa tể thiên địa này, Liên Hàn Long có cảm giác thực lực của mình từ tuyên cổ cảnh bị áp chế xuống tới niết bàn cảnh cao giai. Trước mặt chúa tể thiên địa này, thiên địa không cho phép thực lực của hắn mạnh hơn phiến thiên địa này. Thiên uy, trong lúc vô thanh vô tức bao phủ Liên Hàn Long, bên trong còn có khí tức man hoang, cổ xưa, thê lương. Dưới thiên uy, linh hồn Liên Hàn Long rung động. Cảm giác tử vong xuất hiện từ tận đáy lòng. Đồng tử co rút lại, muốn toàn lực thi triển thủ đoạn dẫy dụa, thế nhưng lại phát hiện ra tất cả hành động chỉ là vô ích. Toàn thân bị giam cầm, căn bản không thể nhúc nhích. Đây là lực lượng thế giới ngươi dung hợp với trung thiên thế giới này. Chẳng lẽ ngươi là dung thế niết bàn? Liên Hàn Long sợ hãi, đồng tử co rút lại, đến thời điểm này dường như hắn mới kinh hãi phát hiện ra thứ gì đó. Lão thất phu, ngươi nói sai rồi. Ta không phải là dung thế niết bàn, đây là thế giới thổ dân, thế nhưng lại là thế giới hỗn độn, ta luyện giới chi nguyên của thế giới hỗn độn. Thế giới hỗn độn này không phải là ta, thế nhưng ta lại là thế giới hỗn độn này. Linh hồn Lục Lâm Thiên truyền âm vào trong tai Liên Hàn Long, cùng lúc hắn phất tay đánh ra một đạo trưởng ấn, nhẹ nhàng rơi vào trên đỉnh đầu Liên Hàn Long. Hỗn độn! Ánh mắt Liên Hàn Long trợn lên, ánh mắt tràn ngập phức tạp, run run không thôi. Ánh mắt này bao hàm tất cả, không thể tin nổi, rung động, khiếp sợ, tuyệt vọng, tham lam, hối hận. Hiện tại ngươi đã thấy ngươi ở trước mặt ta còn có tư cách gì kêu gào hay không? Sát ý trong mắt Lục Lâm Thiên bỗng nhiên đại thịnh, âm thanh lạnh lẽo thấu xương vang lên.
Ngay lúc đó trong lòng bàn tay có nguyên lực hóa thành vòng xoáy tuôn ra, lực lượng cắn nuốt ngập trời lan tràn. A hát! Liên Hàn Long còn chưa nói xong đã thê thảm kêu lên một tiếng, âm thanh quanh quẩn trên vùng hải vực này, nguyên lực trong cơ thể mạnh mẽ bị hút ra. Linh hồn cũng không tránh thoát khỏi một kiếp này. Loại đau đớn tới từ linh hồn và từng tấc tế bào không thể chống cự và loại bỏ, khuôn mặt già nua vì đau đớn mà run rẩy, vặn vẹo. Ầm ầm. Giữa không trung vang vọng tiếng sấm, gió nổi mây phun không ngừng, cả không gian lờ mờ. Chỉ có cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời trên không trung giống như một mặt trời bằng hỏa diễm màu xanh bắn ra quang mang nóng bỏng, đạo thân ảnh màu xanh kia giống như là một vị thần. Một người có tu vi tuyên cổ cảnh cao giai trong truyền thuyết không ngờ lại giống như con sâu cái kiến, miệng không người kêu lên từng tiếng thê thảm. Tất cả mọi chuyện kéo dài không lâu, hồn anh của Liên Hàn Long bị Lục Lâm Thiên mạnh mẽ hút ra, tiến vào không gian trong đầu Lục Lâm Thiên. Ông! Kim đao màu vàng rốt cuộc cũng có động tác, đao mang màu vàng lướt đi, nhanh chóng đánh lên trên hồn anh của Liên Hàn Long đang run rẩy, chém thành mảnh vỡ, sau đó lập tức cuồn cuộn thôn phệ tàn hồn. Ông ông! Hấp thu tàn hồn của hồn anh người có tu vi tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, trong chớp mắt này kim đao màu vàng phát ra tiếng vang giống như tiếng sấm trước nay chưa từng có, dường như là tiếng kêu vui sướng, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được, thôn phệ hồn anh của Liên Hàn Long. Kim đao màu vàng dường như vô cùng hưởng thụ. Siêu! Kim đao màu vàng lập tức xoay quanh phía trên tiểu hồn anh, giống như đang mừng rỡ luyện hóa hấp thu lực lượng tàn hồn của hồn anh Liên Hàn Long. Ai dám động tới nữ nhi ta chắc chắn sẽ khiến cho kẻ đó thần hồn câu diệt, tan thành mây khói. Âm thanh bá đạo từ trong miệng Lục Lâm Thiên vang lên, âm thanh giống như tiếng sấm rền. Dưới trưởng ấn, dưới vô số ánh mắt rung động của người linh vũ thế giới phía ra, thân hình Liên Hàn Long triệt để trở thành thây khô, lập tức bị thu vào trong nhẫn chữ vật của Lục Lâm Thiên. Chung quanh đột nhiên ngừng lại, động tĩnh khủng bố dần dần tán đi. Đột nhiên đã tới hoàng hôn, ánh trời chiều như máu, chiếu rọi hải vực bao la. Trên hải vực phía xa xa không biết từ khi nào đã có không ít thân ảnh tụ tập, rậm rạp, chằng chịt, che khuất bầu trời. Từng ánh mắt nhìn nam tử mặc áo bào xanh trên không trung, đó là tồn tại trong truyền thuyết. Thế giới này hắn đã lưu lại vô số truyền thuyết. Bái kiến Thái Thượng trưởng môn. Trong một phương đội ngũ, mấy trăm vạn đệ tử Phi Linh Môn hành lễ, đạo thân ảnh mặc trường bào màu xanh kia ở trong Phi Linh Môn đã là tồn tại cao nhất, là linh hồn của Phi Linh Môn. Đi, về nhà. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện bên người La Lan Thị, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam LNS, ánh mắt nhìn qua phương hướng cổ vực, trong lòng hắn đột nhiên tràn ngập cảm giác tưởng niệm. Tưởng niệm tất cả mọi thứ trong Phi Linh Môn, đây mới chính thức là nhà hắn. Là nơi hắn thủ hộ, cũng là nơi cần hắn tiếp tục thủ hộ. 20 ngày rồi, sao còn chưa có động tĩnh? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong trung minh thế giới, vô số người nghi hoặc không thôi, suốt 20 ngày, Lục Lâm Thiên và Liên Hàn Long chưa trở về, chuyện này khiến cho mọi người càng thêm nghi hoặc không thôi. Tiểu Long thúc, phụ thân con không có việc gì đó chứ? Ngoài căn lều nhỏ, Lục Âm hỏi Tiểu Long. Yên tâm đi, lão thất phu kia còn chưa có thực lực làm gì được phụ thân con. Ta có thể cảm giác được phụ thân con hiện tại rất tốt, không có việc gì. Tiểu Long gật đầu khẳng định nói, có huyết khế trong đầu, hắn có thể cảm giác được lúc này lão đại không có việc gì, ít nhất không có chuyện gì lớn, vãn sống tốt. Trong ngọn núi lộn xộn có mấy cây đại thụ xanh biếc còn sót lại, trong thiên địa chung quanh mơ hồ còn có sát khí vương vấn. Thân ảnh xinh đẹp của Bắc Cung Vô Song nhẹ nhàng đáp xuống một tảng đá, tay ôm nguyên cổ linh tinh thú trong ngực, lạnh nhạt nhìn về phía xa. Không ngờ tiểu linh lại chọn ngươi. Thân hình huyền tuyết ngưng vô thanh vô tức xuất hiện bên người Bắc Cung Vô Song, mang theo một mùi thơm nhàn nhạt. Tiểu linh rất đáng yêu, nó là của ngươi, ta trả lại cho ngươi. Bắc Cung Vô Song quay đầu lại, nhìn huyết tuyết ngưng bên cạnh rồi mỉm cười, nhanh chóng đem nguyên cổ linh tinh thú trong ngực giao cho huyết tuyết ngưng. Không cần, tiểu linh đã chọn ngươi, đây là lựa chọn của bản thân nó. Huyền tuyết ngưng nói, tiểu hồ đồ này cũng không tùy tiện nhảy vào trong lòng người khác, nó đã lựa chọn ngươi tự nhiên có nguyên nhân của nó. Vậy thì ta sẽ chiếu cố tiểu gia hỏa này thật tốt. Bắc Cung Vô Song nói, huyền tuyết ngưng nhìn Bắc Cung Vô Song, nhìn khuôn mặt động lòng người kia một hồi rồi nói. Dường như ngươi đang suy đoán quan hệ của ta và Lục Lâm Thiên. Thế nhưng lại không tiện mở miệng đúng không?
không có gì phải mở miệng, ta suy đoán là bởi vì ta là thê tử của chàng. Ta không hỏi là bởi vì ta biết rõ chàng làm tất cả mọi thứ đều có mục đích, bên cạnh chàng không có ai là người thường. Khi ở cùng với chàng ta đã biết, ta không có cách nào dùng lẽ thường mà cân nhắc khi ở cạnh chàng. Những năm này tuy rằng thi thoảng chàng có làm chuyện hoang đường khiến cho ta có chút tức giận. Thế nhưng ít nhất chàng là người biết phụ trách, có thể đặt người nhà vào trong lòng. Chuyện về sau ta không có cách nào đoán trước được, nếu như ta quản, chàng nhất định sẽ nghe ta, thế nhưng ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh chàng. Khi chàng cần trợ giúp ta cũng bất lực, cho nên tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi. Bắc Cung Vô Song nhìn Huyền Tuyết Ngưng nói. Hai mắt của Huyền Tuyết Ngưng biến ảo, nhìn về phía trước mà không nói thêm gì. Trong tầng thứ 7 thiên trụ giới, mãi 3 năm sau Lục Lâm Thiên mới mở hai mắt ra, quang mang màu vàng huyền ảo quanh thân giống như linh xà tiến vào trong cơ thể rồi biến mất không thấy. Phù! Một ngụm chọc khí từ trong miệng Lục Lâm Thiên phun ra, giống như một cơn lốc nhỏ khiến cho không gian chấn động. Hai con mắt mở ra, khí tức man hoang, cổ xưa từ bên trong mắt bắn ra. Niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong, nhưng mà tại sao lại không có cách nào đột phá? Tinh mang trong mắt biến mất, Lục Lâm Thiên thì thào nói, sau khi trở về Phi Linh Môn, nói chuyện với người nhà trong chốc lát Lục Lâm Thiên lập tức tiến vào trong mật thất ở hậu sơn luyện hóa nguyên lực của Liên Hàn Long. Liên Hàn Long tổn thất linh hồn phân thân, bản thân tiêu hao tới tình trạng khủng bố, nhưng mà nguyên lực còn lại đối với niết bàn cảnh cao giai mà nói vẫn vô cùng đáng sợ. Cũng may đan điền của Lục Lâm Thiên khổng lồ khác với người thường, bằng không mà nói quả thực không có cách nào chịu nổi. Luyện hóa nguyên lực trong cơ thể Liên Hàn Long, chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy nguyên lực trong cơ thể mình tăng lên một mảng lớn, đã sớm tới niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong. Chỉ khó hiểu là nguyên lực gia tăng, thế nhưng cũng không có dấu hiệu đột phá. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên có chút khó hiểu. Ít nhất thực lực tăng lên không ít. Lục Lâm Thiên có chút khó hiểu suy tư một lát, sau đó cũng không quá chú tâm tới vấn đề này. Loại chuyện như đột phá, vẫn là nước chảy thành sông, cứ chờ đợi cơ hội là được rồi. Cho dù xoắn suýt cũng không có tác dụng, ít nhất sau khi luyện hóa Liên Hàn Long xong, thực lực hắn tăng cường không ít. Thậm chí linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm cũng nhận được một ít chỗ tốt. Thôn phệ linh hồn phân thân của Liên Hàn Long cũng có thể làm cho tu vi của linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm tăng tiến lên. Thái Cổ U Minh Viêm luyện hóa xích linh liệt hỏa, thực lực lúc này sợ rằng dưới hóa hồng cảnh cũng không cần e ngại một ai. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên mừng thầm không thôi. Có thủ đoạn như vậy, về sau cũng có thêm át chủ bài. Dường như lại có biến hóa. Linh hồn dò xét kim đao màu vàng trong đầu, lúc này kim đao màu vàng hấp thu hồn anh của Liên Hàn Long, thân đao càng thêm sáng bóng, thâm thúy. Đột nhiên Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được, lần này kim đao màu vàng có biến hóa không ít. Nhíu mày, tâm thần khẽ động, Lục Lâm Thiên muốn thử xem lần này có thể dung chuyển kim đao màu vàng hay không. Trong lòng Lục Lâm Thiên cũng không có quá nhiều chờ mong, dù sao lần nữa không có cách nào dung chuyển kim đao màu vàng đã khiến cho Lục Lâm Thiên chết lặng rồi. Siêu! Vào giờ phút này, vốn Lục Lâm Thiên không có một chút hy vọng nào, thế nhưng kim đao màu vàng đột nhiên có rung động. Theo linh hồn lực Lục Lâm Thiên bao phủ, kim đao màu vàng đột nhiên run lên, kim quang lập lòe, lập tức bao phủ linh hồn lực của Lục Lâm Thiên. Ầm ầm! Kim quang va chạm với linh hồn lực của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên bỗng nhiên có cảm giác giống như ngũ lôi oanh đỉnh, áp lực mạnh mẽ vô cùng đột nhiên đè xuống. Đây là khí tức kinh khủng nhất mà Lục Lâm Thiên từng đối mặt. Cỗ khí tức kinh khủng này đột nhiên khiến cho linh hồn rung động, tim đập nhanh. Thực lực của ngươi còn quá yếu, quá yếu. Bên trong kim quang vang lên một đạo âm thanh, lập tức tất cả lại trở nên yên tĩnh. Kim quang trên kim đao màu vàng biến mất, lúc này kim đao màu vàng mới trở lại bình thường. Lúc này Lục Lâm Thiên mới khôi phục lại, dưới thanh thế kinh khủng vừa rồi, ánh mắt Lục Lâm Thiên rung rung, thanh thế này quả thực quá mức kinh khủng, khủng bố tới cực điểm. Tên thổ phỉ trong linh hồn rốt cuộc có địa vị gì? Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, vừa rồi cỗ khí tức kia chính là cỗ khí tức mạnh mẽ nhất mà bình sinh hắn được chứng kiến. Ngay cả khí tức của Liên Hàn Long so với cỗ khí tức vừa rồi trên thân kim đao màu vàng mà nói, chính là con sâu cái kiến đối mặt với thiên địa minh mông. Rung động một lát, Lục Lâm Thiên cũng không nghĩ quá nhiều mà nhanh chóng đi ra khỏi mật thất ở hậu sơn. 3 năm, bên ngoài chỉ mới trôi qua nửa tháng mà thôi, hắn cũng nên ở cùng với người thân của mình. Vào đêm, trên không trung Phi Linh Môn,
ánh trăng bảo phủ, vô số ngôi sao phía xa lập lòe. Trong ngũ hành điện, trong một căn phòng, hai thân hình dây dưa, Lục Lâm Thiên xông tới, hai tay nắm bộ ngực trắng như ngọc. Vân Hồng Lăng ôm eo Lục Lâm Thiên, khẽ lắc mình rồi kêu lên, nghênh đón thế công của hắn. Trong giây lát lại kêu lên từng tiếng gấp gáp. Mãi một lúc lâu sau tất cả mới trở nên yên tĩnh, nữ tử động lòng người kia lúc này mồ hôi đầm đìa, hai mắt mê ly. Vân Hồng Lăng nhẹ nhàng tựa vào trên ngực Lục Lâm Thiên, ngón tay khẽ vẽ vẽ, nhẹ nhàng vẽ vài vòng tròn trên bộ ngực màu tím nhàn nhạt, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Lục Lâm Thiên. Chàng nói xem, là Lam Linh lợi hại hay là Tiểu Linh lợi hại hơn? Cái này, Lục Lâm Thiên sững sờ, ánh mắt khẽ đảo, nói. Nếu như nàng muốn biết thì mọi người cùng nhau thử là được rồi. Được không? Chàng nghĩ hay nhỉ? Vân Hồng Lăng lập tức trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo, nói. Lần này chàng định ở lại bao lâu? Tối đa là 3 ngày, đoán chừng đám người Tiểu Long, Vô Song, Cảnh Văn, Bạch Linh, Du Thược đã sốt ruột rồi. Lục Lâm Thiên không cần nghĩ cũng biết, thời gian trôi qua lâu như vậy. Người của vô sắc thế giới sợ rằng đã sớm rốt ruột chứ đừng nói tới người của Trung Minh thế giới. Mà không nói tới người của hai thế giới này, vốn 7 ngày sau hắn phải đi tới mật cảnh trong Thượng Thanh Đại Thiên thế giới, hiện tại cũng đã trì hoãn không ít. Nhanh như vậy đã muốn đi rồi sao? Chàng vừa mới về mấy ngày mà. Vân Hồng Lăng ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp mang theo vẻ u oán nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Nhìn qua nóng bỏng lại có chút đáng yêu. Lần này ta rời khỏi đây cũng định mang theo một ít người. Nếu như nàng muốn đi vậy thì đi cùng ta đi. Lục Lâm Thiên cười nói. Hai mắt Vân Hồng Lăng sáng ngời, vẻ u oán biến mất, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Thật sao? Đương nhiên là thật, ta đã bảo Niếp Phong cùng với Cực Lạc Tam Quỷ thông báo cho người các thế lực lớn, người có hứng thú thì có thể báo danh. Linh Vũ thế giới cũng không thể mãi là thế giới thổ dân được. Bây giờ ở bên ngoài Phi Linh Môn cũng coi như có chút căn cơ, ít nhất có thể để cho người Linh Vũ giới từ bên trong đi ra ngoài có một nơi đặt chân. Lục Lâm Thiên thấp giọng nói, tuy rằng Linh Vũ thế giới tốt, trong khoảng thời gian ngắn ở trong Linh Vũ thế giới này Lục Lâm Thiên cũng có thể nhận ra chỗ tốt mà Linh Vũ thế giới đem lại cho tu luyện giả. Nhưng mà người chưa tiếp xúc qua thế giới khác ngoài Linh Vũ thế giới, thủy chung vẫn chỉ là thổ dân. Đến lúc đó có lẽ cũng nên đi ra ngoài một chút. Nhưng mà Lục Lâm Thiên cũng không muốn bạo lộ Linh Vũ giới quá, bí mật của Linh Vũ thế giới hiện tại không thể tiết lộ, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy Lục Lâm Thiên cũng chỉ cho Niếp Phong và Cực Lạc Tam Quỷ thông báo cho tất các người của các thế lực lớn, các cường giả đỉnh cấp, chỉ có người có tu vi tới phá giới cảnh mới có thể đi ra ngoài. Trong thời gian 2 ngày này, sau khi Lục Lâm Thiên rời khỏi Thiên Trụ giới cũng vô cùng bận rộn, cường giả các thế lực lớn nhao nhao đợi bái phỏng. Quan hệ không ít, vài vị nhạc phụ, còn có sư phụ Vũ Ngọc Tiền. Cho nên hắn cũng không thể không gặp. Cũng may trong vòng 2 ngày này Lục Lâm Thiên vô cùng bề bộn, từ bên ngoài trở về cũng không thiếu người tới gặp, mấy vị nhạc phụ, còn có sư phụ Vũ Ngọc Tiền. Hắn cũng mang tới thứ tốt cho mấy người, đan dược cấp độ thiên phẩm không cần phải nói, linh khí tiên thiên càng không thiếu, thiên tài địa bảo cũng không ít, khiến cho đám người Vân Khiếu Thiên, Bắc Cung Kình Thương, Lữ Chính Cường cao hứng không thôi, cười không ngậm miệng lại được. Cường giả cùng chủ các thế lực lớn tới đây, Lục Lâm Thiên cũng không có phân biệt đối xử mà cho bọn hắn không ít thứ tốt. Những vật này đối với Lục Lâm Thiên hiện tại mà nói, đã không đáng nhắc tới, nhưng mà lại khiến cho tất cả các thế lực lớn cao hứng mà về. Về phần người Phi Linh Môn và Lục Gia mà nói, Lục Lâm Thiên càng không tính toán, đan dược các loại, thiên tài địa bảo, linh khí tiên thiên. Cần cái gì cũng có. Nhưng Lục Lâm Thiên không có đưa linh khí áo nghĩa cho mọi người, đối với tu vi của mọi người hiện tại mà nói, đưa linh khí áo nghĩa cho bọn họ cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ những vật có tác dụng với việc tu luyện thì Lục Lâm Thiên mới có thể cấp cho bọn họ. 2 ngày quan sát, Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc với sự biến hóa của Linh Vũ thế giới, đại lục Linh Vũ giống như được ký, tất cả đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. So với trước kia mà nói, Linh Vũ thế giới giống như cây gỗ khô vậy, mà bây giờ đã dần dần thức tỉnh, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Hoàng hôn, áng mây đỏ bao phủ, ngoài đại điện giống như cự long ngẩng đầu ngoài vụ tinh hải, một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh rơi xuống. Hỗn tiểu tử, cam lòng tới đây rồi sao? Thân hình của lão ảnh từ sâu trong hư không vang lên, lập tức trong đại điện vụ tinh hiện lên chấn động. Lục Lâm Thiên mỉm cười,
thân ảnh lập tức nhảy vào trong đại điện vụ tinh. Một lát sau, trong một đại điện có phong cách cổ xưa, trước người Lục Lâm Thiên xuất hiện một lão giả thân hình tập tễnh, người mặc một kiện trường bào màu xám, giống như vạn năm chưa từng giặt rũ qua, thế nhưng lại không nhiễm lấy một hạt bụi. Trên mặt có nếp nhăn, hai mắt minh mẫn, giống như đầm nước trong suốt hiện lên chấn động, trong lúc bất chi bất giác khiến cho linh hồn người ta lắc lư. Lão ảnh, ta nhớ người muốn chết a. Lục Lâm Thiên nhìn thấy lão giả tệp tễnh trước mắt lập tức mở rộng hai tay muốn ôm người này không phải là lão ảnh thì còn có thể là ai được. Tránh ra, buồn nôn. Lão ảnh trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, thân hình lập tức tránh thoát khỏi tay Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, trong mắt khẽ hiện lên vẻ chấn động, nói. Lão ảnh, đừng ngại, ta cũng nhớ người vô cùng a. Đến đây, ôm một cái. Dứt lời, thân ảnh Lục Lâm Thiên nhanh như thiểm điện được áo nghĩa thời gian và áo nghĩa không gian bao phủ, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi lần nữa đánh về phía lão ảnh. Đừng nói lời buồn nôn, miệng lưỡi trơn tru, ta chỉ cần biết ngươi nhớ là được rồi. Thân hình tập tễnh của lão ảnh dùng góc độ Lục Lâm Thiên không thể tưởng tượng nổi vẫn giống như mây trôi nước chảy biến mất. Quả nhiên, thân hình Lục Lâm Thiên khựng lại, ánh mắt nhìn về phía lão ảnh. Đúng như trong tưởng tượng của Lục Lâm Thiên, vừa rồi hắn có thể nhìn ra một chút mánh khóe, thực lực của lão ảnh đã tới tình trạng khủng bố, ít nhất không dưới tam kỳ lão nhân. Lục Lâm Thiên thậm chí còn có một loại cảm giác, thực lực của lão ảnh có lẽ còn trên tam kỳ lão nhân. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đang sững sờ nhìn mình, thân hình tập tễnh của lão ảnh khẽ động, nhìn qua Lục Lâm Thiên rồi nói. Bị giết chạy về quê quán, quả thực đủ chật vật. Lục Lâm Thiên cũng trừng mắt nhìn lão ảnh. Lão ảnh, xem như ngươi lợi hại, đường đường là một hóa hồng cảnh mà không ra tay, thấy chết mà không cứu, để cho ta phải liều mạng. Có chút bổn sự, có thể nhìn ra được thực lực của ta. Xem ra những năm này ngươi ở bên ngoài cũng tiến bộ không ít. Lão ảnh chấn động một hồi, lập tức nói. Một tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong mà thôi, đến linh vũ thế giới ngươi đã có thể tự mình giải quyết. Nếu như ta giúp ngươi giải quyết, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Nguyên lực của một tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, đủ để khiến cho ngươi tiến bộ không ít. Thật sự là cường giả hóa hồng cảnh sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên rung động, không có nói thêm gì. Một lát sau, trong đại điện, Lục Lâm Thiên nói với lão ảnh. Lão ảnh, người có biết cái gì gọi là vô thượng niết bàn hay không? Bản thân mình còn chưa có cách nào đột phá sinh tử niết bàn tới tuyên cổ cảnh, lần này Lục Lâm Thiên tìm tới lão ảnh, một phần là tự nhiên cũng muốn tới thăm lão ảnh một chút. Phần khác, là bởi vì hắn cũng không rõ ràng trên niết bàn là cấp độ như thế nào. Niết bàn cảnh có tam giai, hữu dư niết bàn, vô dư niết bàn, sinh tử niết bàn. Nhưng mà hoàn toàn không có vô thượng niết bàn, Lục Lâm Thiên có cảm giác. Có lẽ gặp lão ảnh hắn sẽ tìm ra được một cơ hội nào đó cho bản thân mình cũng không nhất định. Bây giờ ngươi hẳn đang trong quá trình sinh tử niết bàn, không ngờ ngươi lại biết mấy thứ này, đã vậy ta cũng nói cho ngươi biết một ít. Lão ảnh khẽ duỗi lưng, lập tức nói. Như thế nào là niết bàn, màng tim quá hư, lượng chu cát giới, Phật ta tương ứng, người ta giống nhau, niết tên là gia, bàn tên là thú, vị vĩnh viễn gia chư thú sinh tử, tắc thì cũng có thể dịch là gia thú vậy. Thời gian là dòng sông dài, trong vũ trụ thời không, vạn vật có linh hồn tu luyện, cũng là có tính mạng. Một ngày kia có thể chứng ngộ niết bàn, đột phá thời không, trải rộng tất cả thời gian và không gian. Dựng thẳng cùng ba tế, hoành lượt thập phương, diệt có thừa, qua hoàn toàn, độ sinh tử, từ cổ chí kim nay mà không thay đổi, lịch vạn kiếp mà thường mới, cuối cùng đặt chân từ cổ chí kim, có thể vượt qua sinh tử vô thường, đây là niết bàn. Lục Lâm Thiên gật đầu. Những thứ này xem như là chứng ngộ, nếu không phải thì hắn cũng không có cách nào đột phá tới sinh tử niết bàn như hiện tại. Nhìn qua Lục Lâm Thiên, lão ảnh tiếp tục nói. Diệt hữu dư, quá vô dư, độ sinh tử là niết bàn, chỉ là đây đều là tiểu thừa niết bàn, mà không phải là đại thừa niết bàn. Niết bàn còn phân đại thừa và tiểu thừa sao? Lục Lâm Thiên lần đầu tiên nghe được những chuyện này, tam kỳ lão nhân lúc trước cũng không đề cập cụ thể cho hắn. Lúc này nghe vậy trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Đương nhiên là có tiểu thừa niết bàn và đại thừa niết bàn. Chỉ là có thể đạt tới đại thừa niết bàn, coi như là đám người có thiên phú tuyệt đỉnh trong thiên địa mênh mông này muốn đặt chân tới đại thừa niết bàn cũng chỉ là lông phượng sừng lân. Lão ảnh ngừng một lát, tiếp tục nói. Tiểu thừa niết bàn,
diệt hữu dư, qua vô dư, độ sinh tử, từ cổ chí kim không thay đổi. Trải qua vạn kiếm cuối cùng mới đặt chân tới tuyên cổ, cuối cùng vượt qua sinh tử vô thường. Mà đại thừa Niết Bàn thì là sẽ không dính tới sinh tử luân hồi, mà có thể cảm giác biết thiên địa vô căn cứ, do bàn nhược, bất trụ sinh tử, do vạn áo, bất trụ Niết Bàn. Vậy thì bên trên vô thượng Niết Bàn là cấp độ nào? Lục Lâm Thiên hỏi, nghe lời lão ảnh nói dường như hắn đã có chút hiểu ra. Có thể ngộ vô thượng Niết Bàn đều là người có đại trí tuệ, đại lực lượng, đại thiên phú, cần những thứ này mới có thể thành công. Bằng không tại sao lại có vô thượng Niết Bàn? Có người nói áo nghĩa chính là vô thượng Niết Bàn, cũng có người nói, tất cả các chư pháp đều là vô thượng Niết Bàn. Bàn nhược chính là không bên trên Niết Bàn, tự tính thanh tịnh tâm cũng là không bên trên Niết Bàn, tướng mạo sẵn có cũng không bên trên Niết Bàn. Lão ảnh nói tiếp, mà vô thượng Niết Bàn chỉ là một loại trong đại thừa Niết Bàn mà thôi. Sinh tử Niết Bàn chí thượng cũng không phải là vô thượng Niết Bàn. Lục Lâm Thiên nhìn lão ảnh nghi hoặc hỏi. Trên sinh tử Niết Bàn không phải là tuyên cổ cảnh sơ giai sao? Lão ảnh nói. Trên sinh tử Niết Bàn là vô duyên đại thừa Niết Bàn, chính là tuyên cổ cảnh sơ giai. Mà đám lông phượng sừng lân tiến vào đại thừa Niết Bàn chính là vô thượng Niết Bàn. Vô thượng Niết Bàn tương đương với tuyên cổ cảnh sơ giai sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày. Vô thượng Niết Bàn có thể nói là tuyên cổ cảnh sơ giai. Thế nhưng tuyên cổ cảnh sơ giai, cấp độ Niết Bàn cảnh căn bản không thể so sánh được. Cả hai hoàn toàn không thể so sánh, bởi vì giữa hai cấp độ là khác biệt giữa trời và đất. Người có tu vi tuyên cổ cảnh trung giai mạnh mẽ vô cùng, so với người có tu vi Niết Bàn cảnh mà nói, hoàn toàn không có cách nào so sánh được. Lão ảnh nói, cuối cùng từ trong miệng lão ảnh Lục Lâm Thiên mới biết được, đại thừa Niết Bàn, trừ vô thượng Niết Bàn ra còn có tầng thứ cao hơn là vô lượng Niết Bàn. Vô thượng Niết Bàn có thể tương đương với tuyên cổ cảnh sơ giai. Vô lượng Niết Bàn có thể tương đương với tuyên cổ cảnh trung giai, hai cái tương tự nhau như lại có khác biệt giữa trời và đất. Một là tấn chức tuyên cổ cảnh, còn lại chỉ là đặt chân tới đại thừa Niết Bàn mà thôi. Trong 3.000 đại thiên thế giới trong thiên địa minh mông, đối với những tu luyện giả có thiên phú kia mà nói, có thể đặt chân tới đại thừa Niết Bàn cũng là tồn tại giống như lông phượng sừng lân. Từng có không ít Niết Bàn cũng không có cách nào tới vô thượng Niết Bàn, cũng không có cách nào tới vô lượng Niết Bàn. Chỉ có thể đột phá tới tuyên cổ cảnh trung giai. Có thể đạt tới vô thượng Niết Bàn, đối với đám người có thiên phú tuyệt đỉnh trong 3.000 đại thiên thế giới mà nói cũng là tồn tại giống như lông phượng sừng lân. Trong một đại thế giới, trong đám người đồng lứa cũng khó mà xuất hiện lấy một người. Lão ảnh, vậy từng có ai đạt tới vô lượng Niết Bàn hay chưa? Lục Lâm Thiên hỏi. Có là có, nhưng mà quá ít, có thể đặt chân tới đại đạo vô lượng Niết Bàn là tồn tại chói mắt trong thiên địa này. Loại người này quá mức hiếm thấy. Lão ảnh nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Ta nghe nói, tám sư huynh sư tỷ của ngươi đều đặt chân tới vô lượng Niết Bàn rồi bước vào tuyên cổ cảnh cao giai. Nếu như ngươi không thể đặt chân tới vô lượng Niết Bàn, ta thấy về sau ngươi cũng không còn mặt mũi gặp sư huynh sư tỷ của ngươi nữa. Đều đã từng là vô lượng Niết Bàn sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, hắn không khó biết rõ sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên là tồn tại bực nào, tám sư huynh sư tỷ đều là tu luyện giả vô thượng Niết Bàn, chuyện này rung động tới bực nào a? Vậy thì tám sư huynh sư tỷ của ta rốt cuộc là người ra sao? Lục Lâm Thiên hỏi lão ảnh. Nếu như có thể gặp bọn họ tự nhiên có thể nhận ra ngươi. Bây giờ ngươi có biết rõ cũng vô dụng. Lão ảnh dường như không có ý nói cho Lục Lâm Thiên biết. Lục Lâm Thiên cũng không có hỏi nhiều, ánh mắt rung động, nói. Tiểu thừa Niết Bàn, diệt hữu dư, qua vô dư, độ sinh tử. Từ cổ chí kim không thay đổi, lịch vạn kiếp mà thường mới, đặt chân từ cổ chí kim, vượt qua sinh tử vô thường. Đại thừa Niết Bàn không dính trệ sinh tử luân hồi không giả, cảm giác biết thiên địa vô căn cứ, do bàn nhược, bất trụ sinh tử, do vạn áo, bất trụ Niết Bàn, đại thừa Niết Bàn cùng tiểu thừa Niết Bàn khác nhau. Thật đúng là thâm ảo a hát. Đợi ngươi lĩnh ngộ ra tự nhiên sẽ hiểu rõ. Muốn chứng ngộ đại thừa Niết Bàn không ai có thể giúp ngươi được cái gì. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi mà thôi. Lão ảnh nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn lão ảnh, nói. Tiểu thừa Niết Bàn có tam giai, vô dư Niết Bàn, hữu dư Niết Bàn, sinh tử Niết Bàn. Đại thừa Niết Bàn chẳng lẽ cũng chỉ có vô thượng Niết Bàn và vô lượng Niết Bàn thôi hay sao? Đương nhiên không phải,
đại thừa Niết Bàn cũng có tam giai, chỉ là giai thứ ba ngươi không cần biết rõ. Tránh suy nghĩ nhiều, biết rõ chuyện này đối với tu vi của ngươi không phải là chuyện tốt. Tóm lại là cấp độ trong truyền thuyết, sợ rằng hóa hồng cảnh cũng không biết có cấp độ kia. Lão Ảnh nói với Lục Lâm Thiên, đại thừa Niết Bàn chính thức là đánh vỡ chấp ngộ, đến vô ngã, phá rồi lại lập, trở về chân ngã. Đại thừa Niết Bàn như biển, không chỗ nào không có, mênh mông bát ngát, không bờ không bến, bao la khôn cùng, bao quát chúng sinh. Đại thừa Niết Bàn vô cấu, chán sinh tùng tùng diệu hoa, nở rộ đủ loại quảng đại. Đại thừa Niết Bàn như hư, không sinh, bất tử, không già, không đi, vô biên vô hạn, bất trụ một chỗ mà lượt tại một. Lục Lâm Thiên nghe vậy có chỗ hiểu có chỗ không, ánh mắt khẽ đổi, hai mắt khép hờ, giống như đang đắm chìm trong trạng thái huyền diệu nào đó. Ba ngày sau, sáng sớm, trong sơn mạch Phi Linh, mặt đất như còn được phủ một tấm lụa mỏng, liếc nhìn lại mông lung giống như tiên cảnh. Gió sớm thổi qua, từng cánh rừng bao la xanh ngắt khẽ đung đưa theo gió. Ngoài hậu sơn, mấy chục vạn đệ tử Phi Linh môn cung kính đứng đó, mà ngay cả đám người Vân Hồng Lăng, Niếp Phong, Sát Phá Quân, Hắc Vũ, Cực Lạc Tam Quỷ, La Lan Thị, Lục Đông đã sớm đứng ở bên ngoài hậu sơn chờ đợi, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Phía hậu sơn Phi Linh Môn, trước vô số ngôi mộ có một tấm bia mộ màu xanh cực lớn, trên bia mộ có khắc mấy chữ to thôi hồn độc tôn đông vô mệnh. Lục Lâm Thiên ngồi khoanh chân trước bia mộ, dưới bia mộ có vài đĩa hoa quả tươi, còn có một hũ rượu ngon. Lục Lâm Thiên nhìn bia mộ, rót đầy một ly rượu rồi nói. Đông lão, tiểu tử trở lại thăm người, cũng không thể không uống cùng người hai chén. Đã lâu rồi không uống rượu, nhất định người rất thèm a. Nhấc chén rượu đã rót đầy lên, Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng rót vào trên bia mộ. Nhìn bia mộ, Lục Lâm Thiên có cảm giác giống như nhìn thấy đạo thân ảnh mặc áo đen kia. Hắn khẽ vươn tay vuốt ve mặt bia mộ, trường bào màu xanh lau sạch cho bụi bên trên, từng cảnh tượng như hiện về trong mắt hắn. Đông lão, Phi Linh Môn ta lớn mạnh rồi. Ngoài linh vũ thế giới, ở trong 3000 đại thiên thế giới mênh mông Phi Linh Môn cũng đã đứng vững gót chân, lúc này nếu như người còn thì thật tốt. Lục Lâm Thiên thì thào nói, trong mắt có chút ướt át. Siêu siêu. Có thân ảnh lặng lẽ tới, khí tức bắt đầu khởi động, khiến cho tâm thầm Lục Lâm Thiên chấn động. Ta nói rồi, chờ ta một lát, đừng tới quấy rầy ta và Đông lão. Một thân hình nhu hòa và mờ ảo vang lên. Nghe thấy thân hình này, ánh mắt Lục Lâm Thiên bỗng nhiên run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang nơi cách đó không xa. Lúc này trước mặt hắn xuất hiện hai đạo thân ảnh mềm mại. Nữ nhân đứng đầu có mái tóc trắng, mắt sáng, thâm thúy như sao. Trên người mặc một bộ váy màu trắng hoàn mỹ, toàn thân có hương vị không nhiễm khói lửa nhân gian, siêu phàm thoát tục. Oánh tỷ, nhìn đạo thân ảnh xinh đẹp mà mềm mại này, Lục Lâm Thiên lập tức kinh ngạc kêu lên một tiếng. Người này không phải quỷ tiên tử Bạch Oánh thì có thể là ai? Trên mặt hắn hiện lên vẻ sợ hãi và vui mừng, đột nhiên đứng dậy, nói. Oánh tỷ, làm sao tỷ tới đây? Vừa rồi ta không biết là tỷ, ta. Sao nào, không biết ta tới, có thành tựu như vậy rồi mà mồm miệng còn lắp bắp vậy à? Đừng để cho người ngoài nhìn thấy sẽ tạo thành trò cười đó. Quỷ tiên tử Bạch Oánh liên tục tiến lên, đi tới bên người Lục Lâm Thiên rồi nhẹ nhẹ phẩy bụi cùng với cỏ khô dính vào trường bào màu xanh của Lục Lâm Thiên, sau đó nhìn qua khuôn mặt đang kinh ngạc và kinh hỉ kia, nói. Vẫn như cũ, nhưng mà thoạt nhìn lại thành thục hơn nhiều. Oánh tỷ, tỷ ở Bạch Vân Hạp thế nào rồi? Xin lỗi, lúc này ta trở về vội vàng cho nên cũng không có thời tìm tỷ, ta. Lục Lâm Thiên có chút xấu hổ, vẻ mặt biến hóa, có chút áy náy. Không phải bây giờ ta cũng tới thăm ngươi sao? Quỷ tiên tử Bạch Oánh cười cười, cúi đầu nhìn bia mộ của Đông Vô Mệnh rồi nói. Ta cũng thường xuyên trở về thăm lão gia hỏa này, chỉ tiếc lão gia hỏa này không kịp nhìn thấy thành tựu của ngươi. Oánh tỷ, Đông lão. Được rồi, chuyện đã qua nhiều năm như vậy, ta cũng đã buông. Sống chết có số, ai cũng không cưỡng cầu được, cần gì phải chấp niệm như vậy. Quỷ tiên tử Bạch Oánh ngắt lời Lục Lâm Thiên rồi nói. Ta cũng biết rõ trong lòng ngươi còn chưa buông xuống được. Ngươi có tâm như vậy lão gia hỏa kia cũng vui lòng. Đời này chuyện tốt nhất mà hắn làm chính là gia nhập Phi Linh Môn. Mà ngươi cũng nên buông đi thôi. Bằng không đối với tu vi sau này của ngươi sẽ không có lợi, đây cũng là chuyện mà lão gia hỏa này nhất định không muốn thấy. Làm gì có chấp niệm a?
Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, dường như có chút hiểu ra, miệng thì thào nói. Không dính trệ sinh tử luân hồi không giả, cảm giác biết thiên địa vô căn cứ, do bàn nhược, bất trụ sinh tử, do vạn áo, bất trụ niết bàn, đánh vỡ ta chấp, không chỗ nào quan ngại. Lâm Thiên. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên sững sờ, quỷ tiên tử Bạch Oánh nghi hoặc nói. Oánh tỷ, ta hiểu rồi. Lục Lâm Thiên phục hồi tinh thần lại, ánh mắt so với vừa rồi dường như có thêm một thứ gì đó. Hiểu là tốt rồi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh thỏa mãn gật đầu, khóe miệng nở nụ cười động lòng người. Tiểu nha đầu biến thành đại nha đầu a, lần này có ý trung nhân hay chưa? Ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức nhìn vào đạo thân ảnh xinh đẹp sau lưng quỷ tiên tử Bạch Oánh, người mặc y phục bó sát người, hai chân thon dài, thân hình khiến cho người ta xôi trào này chính là Bạch Toa Toa. Trưởng môn, người đang giễu cợt ta sao? Khuôn mặt Bạch Toa Toa có chút ngượng ngùng. Người còn chưa biết sao? Đứa nhỏ Toa Toa này đã thành hôn với Lăng Phong của Vân Dương Tông mấy năm trước. Quỷ tiên tử Bạch Oánh cười nói. Thật sao? Lục Lâm Thiên quả thực có chút bất ngờ, hắn không ngờ Lăng Phong chuyên gây tai họa cho nữ nhân kia lại thành thật kết hôn với Bạch Toa Toa. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thán, trong thiên địa này bất luận chuyện gì cũng không tránh khỏi một chữ duyên. Quả thực không sai một chút nào. Hai ngày nay, Lục Lâm Thiên cùng với La Lan Thị, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh và người thân ở cùng một chỗ, nói chuyện nhà, cũng có không ít chuyện để nói. Ví dụ như nói với mấy nhân vật chủ chốt trong Lục gia hiện tại, đường đệ, đường muội của hắn ví dụ như Lục Đào, Lục Minh, Lục Thanh phân biệt đều thành hôn với những đệ tử bất phàm trong các thế lực lớn. Đường đệ Lục Thiếu Hùng còn lấy một nữ tử bất phàm trong Thái Công gia tộc, nghe nói là đường muội của Thái Công Tĩnh Nhiễm. Hai đại mỹ nhân Lục gia hiện tại là Lục Vân và Lục Lộ phân biệt gả cho Bắc Cung Ngọc, còn có chiến đao khuất đao tuyệt của Vân Dương Tông. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Lục Lộ và Lục Vân tính ra cũng là đường muội hắn. Hắn còn nhớ rõ khi còn bé, hai tiểu nha đầu này đã vô cùng đáng yêu. Trong Phi Linh Môn nghe nói cũng xảy ra không ít việc vui. Lưu Kiếm thành hôn với An Cát Tú Na, điều khiến cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc nhất chính là Hắc Vũ thành hôn với Long Linh. Bái kiến Thái Thượng trưởng môn. Một lát sau, trước của Hậu Sơn, sau khi đám người Lục Lâm Thiên cùng quỷ tiên tử Bạch Oánh, Bạch Toa Toa xuất hiện, đệ tử Phi Linh Môn cung kính hành lễ. Lục trưởng môn. Trên quảng trường trước Hậu Sơn có người của tất cả các thế lực lớn trong linh vũ thế giới hội tụ. Chư vị, chuyện đại khái ta đã nói qua cùng chư vị. Muốn đi ra ngoài ít nhất phải tới phá giới cảnh, bên ngoài không giống như linh vũ thế giới, khắp nơi hung hiểm dị thường. Cường giả như mây, tùy thời có thể vẫn lạc, cho nên hiện tại chư vị có thể cân nhắc xem có đi hay không. Lục Lâm Thiên nhìn qua người của các thế lực lớn tới rồi nói, lần này rời khỏi Lục Lâm Thiên cũng muốn mang theo một ít người của linh vũ thế giới ra ngoài lưu lạc một phen. Chuyện này đối với linh vũ thế giới sau này vô cùng có lợi. Không cần nghĩ, ta nhất định sẽ đi. Trong Vân Dương Tông, chiến đao khuất đao tuyệt, phách đao long tam, phi ưng lăng phong đã đứng ra. Ca ca, chúng ta cũng muốn đi. Lục Thiếu Hùng, Lục Vân, Lục Lộ, Lục Thanh, Lục Đào, Lục Minh, đám người của Lục gia cũng đứng ra. Chúng ta đã chuẩn bị tốt, cũng nên đi ra ngoài tìm hiểu một phen. Trong các thế lực lớn, từng đạo thân ảnh lướt ra, trong các đại hoàng tộc, Thái Công Tĩnh Nhiễm, Hiên Viên Triệt, Bắc Cung Ngọc, còn có Huyền Kình, Huyền Doanh, Chu Thần Hy, Hổ Y, mà ngay cả Long Yên Đại Công Chúa của Thú Hoàng tộc cũng ở bên trong. Bọn họ đã quyết định rời khỏi linh vũ thế giới ra bên ngoài một phen. Ta muốn đi xem xét các nơi. Ta cũng muốn đi ra ngoài nhìn xem một chút. Đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Bắc Cung Kình Thương cũng đứng ra. Hít. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, xem ra tất cả mọi người đều không muốn ở yên. Thế nhưng như vậy cũng tốt, những người này đều là lực lượng trung kiên của linh vũ thế giới. Sớm muội gì cũng nên biết một chút về thế giới bên ngoài. Trong đám người, bên người tam nữ Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh. Lục Lâm Thiên nhìn thấy một đạo thân ảnh trắng như tuyết, mái tóc đen búi thành búi, khí chất cao quý, khuôn mặt tuyệt mỹ đang ở bên cạnh Vân Hồng Lăng nói gì đó. Những năm này nàng sao rồi? Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến ảo, thân hình lập tức lách mình đi tới trước mặt nữ tử này. Nữ tử này ngoại trừ Mộ Dung Lan Lan ra đương nhiên không còn có ai khác. Ta khá tốt. Mộ Dung Lan Lan ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt,
ánh mắt mơ hồ chấn động thế nhưng bị nàng nén lại, nàng nói. Kinh Vân đi ra bên ngoài tìm ngươi, hiện tại ngươi chưa có tin tức của nó sao? Ta sẽ mau chóng tìm được nó. Lục Lâm Thiên nói, mấy ngày nay Lục Lâm Thiên cũng nói tình huống đại khái cho mọi người biết. Đám người Lục Âm, Lục Doanh, Lục Thành đã tìm tới hắn. Thế nhưng Lục Kinh Vân, Bối Nhi, Lục Xảo, phụ thân Lục Trung, Đoan Mộc Hồng Chí và những người khác vẫn không có tin tức gì. Dứt lời, Lục Lâm Thiên nhìn qua Mộ Dung Lan Lan rồi nói. Nàng có muốn đi cùng ta tới đó hay không? Đến lúc đó nếu như tìm được Kinh Vân thì nàng cũng có thể biết được đầu tiên. Cũng tốt. Mộ Dung Lan Lan gật đầu nói. Tuyết Phi cũng đã tới phá giới cảnh, sư phụ cũng đi cùng ta. Không thành vấn đề, bên ngoài có chỗ đặt chân. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Một lát sau, trong hậu sơn Phi Linh Môn, một kiện khôi lỗi tỏa giá mị ảnh khiến cho người ta rung động bay lên. Từng đạo thân ảnh dưới sự chỉ dẫn của Lục Lâm Thiên lập tức tiến vào trong khôi lỗi tỏa giá. Lần này nhân số rời khỏi linh vũ thế giới đã tới hơn 100 người, tất cả các thế lực lớn đều có vài người. Còn có Thiên Ưng Lâu, Tiêu Giao Cốc đều có cường giả ra bên ngoài. Dạ Vị Ương của Thánh Linh Cốc cũng có mặt. Lục gia cũng có hơn 10 người ra ngoài, đương nhiên, người nhiều nhất là người của Phi Linh Môn. Cực Lạc Tam Quỷ, Sát Phá Quân, Thiên Địa Nhị Lão, Hắc Vũ, Hàn Băng Đại Đế Lãnh Thiên Thu, Khiên Bách Biến, Độc Long, Quỷ Long, Hắc Hùng, Huyết Mị, Xích Viêm, Bàn Hủy, Bàn Vân đều có mặt bên trong. 6 người còn lại không tới phá giới cảnh là Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan, Diệp Mỹ, Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu. 6 người này nghe nói Phi Linh Môn bên ngoài cũng có kim đường, Lưu Nhất Thủ lập tức có hứng thú. Lục Lâm Thiên cũng biết hiện tại là lúc kim đường đang cần dùng người, trên đại lục Linh Vũ hiện tại cũng không cần xem xét, trông coi cái gì, cho nên Lục Lâm Thiên dứt khoát mang theo đám người Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan, Diệp Mỹ, Diệp Phi, Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu đi ra bên ngoài. Về phần Phi Linh Môn đương nhiên cũng còn cần có người trấn thủ. Niếp Phong và Hoàng Tĩnh Ngọc ở lại. Huống chi điều kiện tu luyện trên linh vũ thế giới bây giờ so với bên ngoài không kém hơn. Chỉ thiếu một chút tôi luyện mà thôi. Bởi vậy Lục Lâm Thiên để cho Hoàng Tĩnh Ngọc và Niếp Phong ở lại Phi Linh Môn chấn thủ 1-2, chuẩn bị xông ra bên ngoài. Lục Lâm Thiên cùng với đám người Vân Hồng Lăng đi ra bên ngoài, La Lan Thị đương nhiên cũng không bỏ qua cơ hội này mà dặn dò một phen. La Lan Thị đã không còn giống như khi trước, lúc này cũng coi như là một trong những cường giả đỉnh cấp trong linh vũ thế giới. Tất cả đều xảy ra biến hóa. Nàng cũng không ngăn Lục Lâm Thiên mà chỉ bảo mọi người chú ý, sớm tìm được đám người Lục Kinh Vân thất lạc mà thôi. Trong Trung Minh thế giới, thời gian đã trôi qua 29 ngày, Lục Lâm Thiên và Liên Hàn Long vẫn không có tin tức, chuyện này khiến cho không ít người hiện tại khó có thể bình tĩnh. Đặc biệt là người của Ma Gia và Trung Minh thế giới, ánh mắt nghi hoặc, thật sự không có cách nào nghĩ thông suốt. Dùng thực lực của Liên Hàn Long, tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, tăng thêm thủ đoạn của hắn ta vốn cũng bất phàm. Tại sao lại không có cách nào thu thập được một niết bàn cảnh như tiểu tử Lục Lâm Thiên kia? Siêu siêu. Đột nhiên, chung quanh sơn mạch U Cốc bị san bằng thành mảnh nhỏ hiện lên chấn động, các cường giả đỉnh cấp lập tức nhìn lên trên không trung. Cuồng sư, thiên cuồng tam đao, hạo nguyệt tiên tử, lão giả tuấn lãng cửu vĩ thiên hồ trong thái hoàng thế giới cùng với đám người ma đàm, ma Việt. Hóa huyết lão tổ đều nhìn lên trên không trung. Xoẹt. Không gian nổi lên chấn động, lập tức có một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh phá không đi ra. Khi từng ánh mắt nhìn vào đạo thân ảnh màu xanh kia, có người vui vẻ, có người khiếp sợ, đại bộ phận mọi người đều không thể tưởng tượng nổi, ngây ngốc, nghẹn họng không nói nên lời. Nhìn thấy đạo thân ảnh màu xanh này, đệ tử Phi Linh Môn, người trong Vô Sắc Trung Thiên Thế Giới, Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lục Doanh lập tức thở dài một hơi. Phụ thân. Thân hình xinh đẹp của Lục Du Thược lóe lên, thân ảnh lóe lên, lập tức lao thẳng về phía đạo thân ảnh màu xanh kia. Người này tự nhiên là Lục Lâm Thiên một đường quay về, sau khi rời khỏi linh vũ thế giới, vì thời gian gấp gáp cho nên Lục Lâm Thiên lập tức thu khôi lỗi tỏa giá mị ảnh chứa mọi người tiến vào trong thiên trụ giới. Mà Lục Lâm Thiên thì một mình thông qua đường hầm không gian tiến vào Trung Minh thế giới này. Tuy rằng là phiền phức một chút, nhưng mà dùng tu vi hiện tại của Lục Lâm Thiên mà nói, so với xé rách không gian tạo thành vết nứt còn nhanh hơn nhiều. Thông qua đường hầm thế giới có thể bỏ qua không ít tiểu thế giới trên đường đi. Ngại quá,
làm chư vị đợi lâu rồi. Lục Lâm Thiên lơ lửng trên không trung, khóe miệng nở nụ cười nhạt, lập tức ôm Lục Du Thược vào trong lòng, nói. Nhà đầu, ta về rồi. Phụ thân, Lục Doanh, Lục Âm, Lục Trực và những người khác lập tức nhao nhao vây quanh bên người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, Liên Hàn Long đâu? Ma Đàm ở phía xa ngẩng đầu, hai mắt chăm chú nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên hắn cũng không nhìn thấy Liên Hàn Long, chuyện này khiến cho Ma Đàm ngày càng thêm nghi ngờ. Lão cậu kia đã thần hồn câu diệt rồi. Lục Lâm Thiên lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua Ma Đàm, lạnh nhạt nói. Là ai giết Liên Hàn Long? Ánh mắt Ma Đàm run lên, vừa rồi mới nhìn thấy Lục Lâm Thiên thế nhưng cũng không nhìn thấy Liên Hàn Long. Chuyện này khiến cho trong lòng hắn có chút bất an, sợ rằng Liên Hàn Long đã có chút không ổn. Lục Lâm Thiên nhìn Ma Đàm, nói. Nực cười, lão cậu kia cùng ta đọ sức, đương nhiên phải chết trong tay ta. Liên Hàn Long chết rồi. Nghe vậy Hóa Huyết lão tổ, Vong Thiên, Tử Môn run lên. Không có khả năng, đây là chuyện không có khả năng. Bằng vào thực lực của ngươi không có khả năng đánh chết Liên Hàn Long. Sau khi đại biến, Ma Việt lắc đầu, ánh mắt bỗng nhiên tập trung vào người Lục Lâm Thiên nói. Tiểu tử, nhất định ngươi dùng ngoại lực, bằng không bằng vào thực lực của ngươi căn bản không có cách nào giết được Liên Hàn Long. Ngươi chết đã chết, ngươi có ý gì? Muốn trốn tránh sao? Cổ Long Vương hét lớn một tiếng. Ma gia ta tự nhiên sẽ không làm ra chuyện như vậy. Việc của Thiên Long Tông đã do Thiên Long Tông tự mình giải quyết. Nếu như Liên Hàn Long đã vẫn lạc, Ma gia ta cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là người của vô sắc trung thiên thế giới dám ở lại trung minh thế giới chúng ta thì đừng trách Ma gia chúng ta không khách khí. Ma Đàm trầm giọng nói. Chư vị, chúng ta cũng nên đi rồi. Lục Lâm Thiên nói, tay thúc dục Tử Lôi Huyền Đỉnh và Thiên Trụ Giới. Chung quanh lập tức tràn ngập lôi vân màu tím cuồn cuộn, thời không loạn. Thanh thế khiến cho người ta sợ hãi. Siêu siêu. Ha ha, trở về. Trung minh thế giới cũng không có gì chơi, cũng chỉ như vậy mà thôi. Trong sơn mạch chung quanh, từng tiếng xé gió vang lên, vô số thân ảnh bay lên trời. Người vô sắc trung thiên thế giới giống như đã quen, cả đám cười to tiến vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh và Thiên Trụ Giới rồi biến mất. Mấy trăm vạn người lập tức biến mất không còn tung tích. Nhìn Tử Lôi Huyền Đỉnh và Thiên Trụ Giới của Lục Lâm Thiên, ánh mắt của không ít cường giả đỉnh cấp rung động. Chúng ta đi thôi. Thu thập xong, thân ảnh Lục Lâm Thiên đi tới bên cạnh Tiểu Long, Lục Doanh, Lục Trực, Vô Song, lập tức nhìn Thiên Cuồng Tam Đạo cùng chúng cường giả nói. Nếu như chư vị tiền bối không chê, mời chư vị tới vô sắc trung thiên thế giới ngồi một lúc. Đi thôi. Cổ Long Tổ, Cổ Long Tôn, Cổ Long Vương lập tức đồng ý, Cuồng Sư. Hạo Nguyệt Tiên Tử cùng với những người khác cũng không có phản đối. Đám người Lục Doanh, Tiểu Long, Tĩnh Thần Công Chúa đương nhiên hiện tại sẽ không trở về, bọn họ cũng chỉ có thể theo chân mà thôi. Siêu siêu. Một lát sau, từng đạo thân ảnh phá không rời đi. Ngay khi thân ảnh Lục Lâm Thiên rời đi, ánh mắt Ma Việt âm trầm lên tiếng. Lục Lâm Thiên, việc này Ma gia ta sẽ ghi nhớ, cho dù ngươi thiên phú hơn người, thế nhưng muốn chân chính so sánh với các cổ tộc mà nói. Sợ rằng còn chưa đủ. Núi không chuyển, nước chuyển, ngươi nên bảo trọng. Lục Lâm Thiên lơ lửng trên không trung, quay đầu lại nhìn Ma Việt ở dưới, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, nụ cười này khiến cho người ta nhìn vào lập tức có cảm giác khinh thường, hắn nói. Hay cho một cổ tộc, thật sự là uy phong a. Dứt lời, Lục Lâm Thiên thả người nhảy lên, cuối cùng biến mất trong vòng xoáy không gian. Bỗng nhiên có một thân hình lạnh lẽo như băng vang lên. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu không Lục Lâm Thiên ta sẽ không buông tha, Thiên Long Tông chính là kết cục. Lục Lâm Thiên, để ta xem ngươi có thể hung hăng càn quấy được bao lâu. Ma Việt ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hàn ý cuồn cuộn. Lục Lâm Thiên này đã triệt để chọc giận hắn. Trên người Lục Lâm Thiên này nhất định có bí mật gì đó. Nếu như Liên Hàn Long thực sự vẫn lạc, trong đó nhất định có chuyện gì bí ẩn. Tóm lại ta cảm thấy Lục Lâm Thiên này rất tà. Khiến cho người ta nhìn không thấu. Ma Đàm nói, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha cho tiểu tử kia hay sao? Ma Việt âm trầm nói, trên khuôn mặt già nua, ánh mắt giận dữ không thôi. Thời gian từ từ trôi qua, khi đám người Lục Lâm Thiên xuất hiện trong hàng ước vạn ánh mắt trong vô sắc thế giới, cả vô sắc thế giới cũng theo đó mà sôi trào lên.
đặc biệt là trong Trung Minh thế giới đổ sát Thiên Long Tông, đánh chết Niết Bàn cảnh, cường giả tuyên cổ cảnh. Dễ dàng diệt Thiên Long Tông, chuyện này được mỗi người thêm mắm thêm muối một chút, càng khiến cho vô sắc trung thiên thế giới càng thêm náo nhiệt. Trong phân đà của Phi Linh Môn trong vô sắc thế giới, khi đám người Bắc Cung Vô Song, Lục Tiểu Bạch, Lục Phương, Lục Thành từ trong thiên trụ giới đi ra, đám người Vân Hồng Lăng, Lam Linh, Lữ Tiểu Linh, Mộ Dung Lan Lan, Lưu Nhất Thủ, Bắc Cung Kình Thương cùng với vô số người trong linh vũ thế giới khiếp sợ không thôi. Trên đường đi, coi như là ở trong thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên cũng không để cho người của linh vũ thế giới hiện thân. Lục Lâm Thiên còn chưa muốn bạo lộ ra linh vũ thế giới. Lục Lâm Thiên cũng nói qua với tất cả người của linh vũ thế giới ra ngoài, một khi có người hỏi tới lai lịch cứ nói tới từ một thế giới thổ dân là được rồi. Không thể lộ ra chuyện linh vũ thế giới. Người của linh vũ thế giới đi ra lập tức dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá khắp nơi không thôi. Lục Lâm Thiên không thể không sắp xếp đệ tử Phi Linh Môn mang những người này đi dạo trong nội thành vô sắc, trước tiên là làm quen một chút hoàn cảnh. Dù sao vô sắc trung thiên thế giới cũng coi như là nhà của Phi Linh Môn, bình thường cũng không có nguy hiểm gì. Bản thân Lục Lâm Thiên thì cùng Vô Song, Bạch Linh, Lục Doanh, Lục Trực, Tiểu Long ở cùng nhau, mọi người kể tao ngộ những năm qua của mình. Khiến cho những người còn lại cảm thán không thôi. Đối với sự tôi luyện của đám người Lục Doanh, Lục Trực, Lục Âm, Lục Lâm Thiên có chút chua xót trong lòng, nhưng mà phần nhiều là cao hứng. Muốn trở thành cường giả, tự nhiên phải chính thức tôi luyện. Chuyện này đối với mọi người cũng không phải là một chuyện xấu, tóm lại hiện tại bình an là được rồi. Khi Lục Lâm Thiên biết được Lục Doanh và Lục Âm gia nhập Thiên Nữ Cung, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, Lục Doanh còn lĩnh ngộ ra áo nghĩa tính mạng, Lục Âm còn đạt được truyền thừa thánh hồ, chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc. Từ trong miệng Lục Doanh và Lục Âm, Lục Lâm Thiên mới biết được, Thiên Nữ Cung chính là một trong những thế lực đỉnh cấp trong vô tư hỗn độn thế giới. Coi như là một trong hoàng tộc, cũng không phải trong các đại thế giới cũng đều có cổ tộc, cũng có thế lực là tông môn, ví dụ như Phi Linh Môn tròn linh vũ thế giới vậy, thực lực của những thế lực này không dưới cổ tộc. Thiên Nữ Cung ở trong vô tư thế giới chính là một trong những quái vật khổng lồ, thực lực cực kỳ cường hãn, đệ tử thân truyền trong môn đều là nữ tử. Một khi có hôn phối lập tức trở thành đệ tử ngoại môn. Lục Lâm Thiên nhìn không được bảo Lục Doanh biểu diễn một chút áo nghĩa tính mạng. Áo nghĩa tính mạng của Lục Doanh thi triển ra khiến cho Lục Lâm Thiên có chút khiếp sợ. Áo nghĩa tính mạng này so với áo nghĩa bình thường còn lạ hơn nhiều. Hắn cũng không khó nhìn ra áo nghĩa tính mạng của Lục Doanh dựa theo thuộc tính mộc của Bắc Cung gia tộc làm cơ sở. Áo nghĩa tính mạng có không ít tác dụng, còn thấy đợi đến khi áo nghĩa tính mạng đại thành, có lẽ sẽ không dưới áo nghĩa kỳ lạ bao nhiêu. Lục Doanh tự tin nói. Phụ thân, tam tỷ lĩnh ngộ áo nghĩa tính mạng. Vì sao chúng con đều không được thiên địa chiếu cố? Nghe nói lúc trước khi phụ thân lĩnh ngộ ra thuộc tính kim, thiên địa chiếu cố, cả Lục gia đều nhận được chỗ tốt nha. Lục Trực nghi hoặc hỏi Lục Lâm Thiên. Cái này, Lục Lâm Thiên cũng có chút khó hiểu. Việc này con cũng biết rõ một ít, nhưng mà không biết có phải là đúng hay không. Lục Doanh nói. Con nghe các sư tỷ nói, nghe nói bên trong cổ tộc chỉ có thuộc tính chủ yếu mới nhận được thiên địa chiếu cố. Cho dù có lĩnh ngộ thuộc tính khác cũng không khiến cho toàn tộc được chiếu cố. Thì ra là thế. Lục Lâm Thiên nghĩ một lúc lập tức có chút hiểu ra. Hoàng tộc một loại thuộc tính, hoặc nói là cổ tộc, trong tộc đã được thiên địa chiếu cố một loại thuộc tính. Đệ tử trong tộc về sau lĩnh ngộ thuộc tính cũng không thể đạt tới trình trạng toàn tộc được thiên địa chiếu cố. Lục Lâm Thiên ngẫm lại cũng đúng, đệ tử trong cổ tộc trong vô số năm qua có lẽ cũng có nhân số không ít. Tuy rằng huyết mạch, thiên phú có cao có thấp, thế nhưng bất luận là một đệ tử nào lĩnh ngộ thuộc tính mới, cả tộc lại được thiên địa chiếu cố thì quả thực sẽ vô cùng khủng bố. Phụ thân, Xích Trọng trong tộc có nói huyết mạch của mẫu thân con rất cao, cho nên hy vọng lần này sau khi trở về có thể mang mẫu thân tới tổ địa trong tộc tu luyện. Đến lúc đó nhất định sẽ nhận được chỗ tốt vô cùng lớn. Lục Âm nói với Lục Lâm Thiên. Mọi người cũng biết đám người Lục Lâm Thiên, Thái A. Kim Viên sắp phải đi tới mật địa trong Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới tu luyện, hai ngày nữa cũng sẽ xuất phát cho nên mọi người cũng định trở về. Tóm lại hiện tại đã tìm được người nhà, đối với đám người Lục Kinh Vân bị thất lạc, người tất cả thế lực lớn đang tìm kiếm. Lục Lâm Thiên trở lại phân đà Phi Linh Môn, lập tức thông chi cho ám đường Phi Linh Môn cùng với âm quỷ ra mặt, để cho Vạn Thiên Liên Minh cùng tìm kiếm, hy vọng có thể mau chóng tìm được đám người Lục Kinh Vân,
sư phụ Chí Thánh Đại Đế, nghĩa phụ Nam Thúc, phụ thân Lục Trung, Đoan Mộc Hồng Chí. Nhà đầu, đối với Xích Trọng tiền bối cần phải tôn kính một chút, không được vô lễ. Nghe Lục Âm nói, Lục Lâm Thiên trừng mắt nhìn Lục Âm, hắn cũng cho rằng việc Bạch Linh đi tới Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc là chuyện trăm lợi mà không có hại. Dù sao hiện tại Lục Âm đã ở trong Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc. Thế nhưng bối phận của con còn cao hơn hắn nhiều nha. Con là đệ tử thân truyền của sư phụ, mà sư phụ lại là lão nhân đầu tiên trong Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc hiện tại. Dù sao tộc trưởng trong tộc hiện tại là hậu bối của con. Trong mắt Lục Âm hiện lên vẻ giảo hoạt, trong tộc, trừ sư phụ ra, theo nàng biết, cũng không có ai có bối phận cao hơn nàng.